Mục Thần Ký chương 616, ra oai phủ đầu. Ma viên bị ném lên trên không trung, trên mặt lộ ra mờ mịt và bất đắc dĩ. Tần Mục nhìn thấy, không nhịn được hoài nghi, xem ra người cao to còn chưa có phục hồi lại tinh thần, không biết mình đã thắng, vì sao lại thắng. Hắn xoay đầu lại nhìn Mã Gia một chút, thầm nghĩ, Mã Gia là người thành thật nổi danh trong thôn, lần này chọn người cao to xuất chiến, đánh cho các Phật tử của 20 chư thiên Phật giới rơi ngựa, chủ ý này quả thật cao minh đến cực điểm. Mã Gia là cố ý gây ra, hay là người cao to thật sự có Phật pháp cao thâm khó dò, ta thế nào lại cảm giác, ngược lại dường như là người trong thôn ở sau lưng chỉ cho Mã Gia một chiêu tổn hại vậy. Mã Gia nói, các tăng niệm tụng Phật hiệu làm cho các Phật của 20 chư thiên không được an bình, chủ ý này là xuất phát từ người câm điếc, chỉ có người câm điếc mới có thể có chiêu tổn hại như thế, mà phái ma viên xuất chiến, loại phong cách tức chết người không đền mạng này càng giống như là thủ bút của người mù tâm thần nhãn giỏi về tìm sơ hở tiến vào. Chiêu thức thương pháp của hắn biến hóa không nhiều, thậm chí có thể nói không có chiêu thức, nhưng bao giờ cũng đánh trúng điểm yếu của đối thủ. Đây là bởi vì hắn có thể nhìn thấu tất cả hư thực của chiêu pháp, để cho ma viên xuất chiến, ma viên vốn lại không nói nhiều, bao giờ cũng từng chữ thốt ra bên ngoài, sâu tới mức không tranh luận lại là tinh túy của tranh luận. Nếu thật sự là tranh luận về đạo pháp, hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự chỉ sợ là không có cách nào tranh luận qua được Phật tử của 20 chư thiên. Bởi vậy không tranh mà tranh lại trở thành mấu chốt của thắng lợi, ma viên chính là người như vậy, chỉ có điều người cao to cũng thật sự có tuệ căn sâu sắc, hắn ở trên phương diện Phật pháp tu hành có thành tựu kinh người. Tần Mục nhìn về phía ma viên, trong lòng bội phục không thôi, thầm nghĩ, hắn không biết mình thắng, cũng không biết mình vì sao thắng, tuy rằng chiến đấu nhưng trong lòng hoàn toàn không rõ, không biết thắng bại. Đây mới là Phật tử chiến không, cũng khó trách các Phật của 20 chư thiên đều sửa lại cách xưng hô với hắn. Gọi hắn là tiểu sư đệ. Như đã nói qua, Gia Gia Mù và Gia Gia Câm Điếc đều ra chiêu cho Mã Gia, bọn họ hiện tại đi nơi nào? Tư Bà Bà và Hắc Hổ Thần từ La Phù Thiên trở về cũng không nhìn thấy hình bóng nữa, khiến cho hắn có chút buồn bực. Ăn, cường tráng, Tần Mục lưu lại ăn cơm bố thí, ma viên không nhịn được khuyên hắn ăn nhiều hơn, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, cong cánh tay to khỏe, biểu diễn cho Tần Mục thấy mình ăn nhiều, thân thể cường tráng. Cơm chay của Đại Lôi Âm Tự phần nhiều là cải xanh đậu hũ bánh màng thầu. Trước mặt của ma viên lại bày đặt một cái bát sắt cực lớn, so với bát bình thường còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Bên trong có để lá thông và quả tùng ma viên thích ăn nhất, Tần Mục ăn chút thức ăn chay bánh màng thầu, ăn no là được. Mã Gia lại phủ lên chiếc áo cà sa, trở về thân phận của Mã Như Lai, nhìn về phía chúng tăng nói, các Phật hứa cho chúng ta ba danh ngạch, đi tới Phật giới xin học. Ba danh ngạch đi tới Phật giới, chiến không chiếm một, minh tâm chiếm một danh ngạch khác ta lại có chút do dự. Kính Minh Hòa Thượng cười nói, Như Lai có gì do dự? Mã Như Lai nói, sư huynh, chiến không có tuệ căn, minh tâm càng thạo đời, bọn họ đi vào học pháp đều vô cùng tốt, chỉ có điều học pháp thử thách không phải là tuệ căn mà là ngộ tính, phải lĩnh ngộ pháp hóa thành thần thông, biến thành chiến lược mới có khả năng trong tương lai hàng yêu trừ ma, ứng biến với kiếp nạn sau này. Có Phật tính, nhưng chưa chắc có chiến lược siêu quần, đây là lo lắng của ta. Chiến không và minh tâm đều có Phật tính, chỉ là ở trên ngộ tính đều thua kém hơn một ít. Một vị lão tăng nói, đã như vậy, Như Lai sao không tự mình đi vào? Mã Như Lai lắc đầu nói, ta đã là Phật, không qua được hàng rào thế giới này, không có cách nào chạy thẳng tới Phật giới, bởi vậy chỉ có thể từ trong thế hệ trẻ tuổi tìm ra một vị có tư chất ngộ tính không tầm thường đến, thay ta đi vào, tìm hiểu diệu pháp vô thượng, truyền Phật pháp xuống. Người này, khiến ta khó nghĩ, các tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự cũng nhíu mày. Tuy rằng Mã Như Lai nói ma viên và minh tâm tiểu hòa thượng có ngộ tính không đủ, nhưng trên thực tế là do yêu cầu của Mã Như Lai thật sự quá cao. Ma viên và minh tâm tiểu hòa thượng có tư chất ngộ tính, đã là nhân vật tuyệt đỉnh nhất các thế hệ trẻ tuổi của Đại Lôi Âm Tự. Muốn từ Đại Lôi Âm Tự tuyển chọn ra một tăng nhân trẻ tuổi vượt qua bọn họ, căn bản không có khả năng. Mã Như Lai nhìn về phía Tần Mục đang ăn cơm chay. Ma viên cầm một nắm lá thông đưa đến trước mặt Tần Mục, mời hắn ăn. Các lão tăng khác cũng đều nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục tiếp nhận lá thông, viên lá thông thành bánh. Ba hai cái đã ăn hết, lại ăn thêm vài miếng bánh màng thầu, thế nào? Mã Như Lai nhìn về phía chúng tăng hỏi, chúng tăng đồng nói, thiện nam tử. Như Lai pháp nhãn vô song, để cho ta đi tới Phật giới sao? Tần Mục ăn cơm no, bị Mã Như Lai gọi tới. Khi nghe được lời của hắn, Tần Mục không nhịn được trợn tròn hai mắt, thất thanh nói, ta là Thiên Ma giáo chủ, còn từng có ân oán cùng Đại Lôi Âm Tự. Bảo ta đi vào Phật giới học pháp, sẽ không bị các Phật đánh chết sao? Mã Như Lai cười nói, các Phật của Phật giới cũng không có ân oán tranh cãi với ngươi, cùng Thiên Thánh giáo cũng không có ân oán,
Các Phật tu thành Phật trước khi thời đại khai hoàng hủy diệt, thành lập ra Phật giới. Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Thánh giáo có ân oán, nhưng lại ở sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt, Phật hiểu lý lẽ, sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục vẫn còn có chút do dự, lần này là các tăng Đại Lôi Âm tự tranh thủ cơ hội, bảo ta một người ngoài đi vào xin học cầu pháp, chẳng phải là chặt đứt kỳ vọng của các tăng nhân sao? Mã Như Lai lắc đầu nói, cho ngươi đi vào, mới có hy vọng. Lần này đi tới Phật giới xin học, học chính là Phật pháp chí cao vô thượng của Đại Lôi Âm tự, chạy thẳng tới đế tọa Phật công. Ta chỉ sợ Chiến Không và Minh Tâm tìm hiểu không ra tinh túy, cho nên ngươi cùng đi vào là tương đối thích hợp hơn. Tần Mục không từ chối nữa, nói, ta lần này đi Phật giới, phải chú ý cái gì? Phong thổ, đất lệ quê thói, bản thân ngươi đều chắc hẳn rất rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Mã Như Lai ý vị thâm trường nói, Phật giới không hạ giới giúp Đại Lôi Âm tự, cũng không phải là không muốn giúp mà là không thể giúp, cho nên ngươi phải coi chừng Minh Thương và Ám Tiễn. Trong lòng Tần Mục rét lạnh, nhất thời hiểu rõ ý tứ ẩn bên trong lời nói của hắn. Phật giới sở dĩ cẩn thận như vậy, ngoại trừ sợ hãi lực lượng thiên đình ra, chỉ sợ thiên đình đã ở trong Phật giới xếp vào không biết bao nhiêu cơ sở ngầm và thế lực. Lần này đi tới Phật giới sinh học, cơ sở ngầm và thế lực của thiên đình tuyệt đối sẽ hạ thủ đối với những tăng nhân hạ giới bọn họ, trong đó Tinh Phong Huyết Vũ thế nào có thể tưởng tượng được. Cái này cũng chỉ sợ là nguyên nhân Mã Như Lai cần để cho hắn đi tới đó. Ma Viên Chiến Không tuy rằng có tuệ căn sâu sắc, nhưng tuệ căn có thừa, rèn luyện chưa đủ. Minh Tâm Tiểu Hòa Thượng rèn luyện đầy đủ, nhưng hắn từ trước bước vào hồng trần rèn luyện chỉ là tòng quân, rèn luyện trong quân đội, ở trên âm mưu quỷ kế và ứng biến khi gặp khó khăn vẫn thua kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục từng trải qua nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí trực tiếp gặp phải ma thần giống như Phượt Nhật La, năng lực tùy cơ ứng biến có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mã Như Lai bảo hắn đi tới đó, mục đích ngoại trừ tìm hiểu Phật pháp vô thượng ra, còn cần phải bảo vệ an nguy cho Ma Viên và Minh Tâm. Cần phải cắt tóc không? Tần Mục hỏi. Mã Như Lai cười nói, ngươi nhìn ta cắt tóc đi. Tần Mục nhìn phía trên đầu hắn, chỉ thấy tóc hắn đã biến thành mỗi một búi tóc, đó là Phật pháp luyện 3000 sợi phiền não thành tuệ châu. Mã Như Lai nói, có người xem phiền não trở thành trắc trở của mình, hạn chế tu hành của mình, cho nên muốn bỏ đi những sợi phiền não trên đầu, nhưng Phật lại biến phiền não thành trí tuệ của mình. Trước khi thành Phật phiền não càng nhiều, sau khi thành Phật trí tuệ càng lớn. Như Lai còn không xuống tóc, ngươi cần gì phải cắt tóc? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, tiếp nhận giáo huấn. Phật giới chư thiên phóng ra ánh sáng cường đại, treo cao ở trên không trung của Ly Thành. Từng tầng chư thiên này thoạt nhìn hư ảo mờ mịt, nhưng nhìn kỹ lại cực kỳ thâm thúy, có không gian rộng không thể đo lường. Trong 20 chư thiên, từng vị Phật lớn xuất hiện, Phật âm lượn lờ. Một vị Phật đà chỉ một ngón tay, một luồng Phật quang từ trong 20 chư thiên chiếu xuống. Các Phật khác đều chỉ về phía chùa chiền bên trong Ly Thành này, Phật quang hội tụ thành dòng chảy, hóa thành một cột ánh sáng. Mã Như Lai dẫn đầu chúng tăng đi tới trước cột lớn Phật quang, nhìn về phía đám người Tần Mục gật đầu ra hiệu, nói, đi đường cẩn thận. Tần Mục gật đầu, cùng Ma Viên và Minh Tâm Hòa Thượng bước vào trong cột sáng. Cột lớn Phật quang kia từ từ bay lên, rất nhanh đã tiến vào trong 20 chư thiên Phật giới. Ba người Tần Mục bước theo đáy cột ánh sáng, cũng theo đó bị dẫn vào 20 chư thiên Phật giới. Tần Mục cùng Ma Viên, Minh Tâm đã tới nơi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một mảnh kiến trúc chùa chiền khổng lồ, từng ngọn Phật tháp, từng vị Phật lớn và vô số tăng nhân. Dưới chân bọn họ là một tòa kỳ sơn tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới lại thấy khắp nơi đều biến thành đất của Phật quốc, nguy nga. Đơn thuần chỉ một tòa chư thiên, liền có thể cương vực rộng hơn so với Duyên Khang, Phật quốc mọc lên như rừng bình an vô sự. Có tăng nhân nghênh đón, không người nói, ba vị sư huynh từ hạ giới tới, trước mặt chính là Di Đà tự, mời. Ba người Tần Mục hoàng lễ, nói, làm phiền sư huynh dẫn đường. Tăng nhân này ở phía trước dẫn đường, cười nói, Chiến Không sư huynh có thành tựu Phật pháp cao thâm khó dò, ta cũng được nghe qua, rất kính phục. Hai vị tiểu sư huynh này là, Minh Tâm nói lên pháp hiệu, nói, vị này chính là Tần cư sĩ của Đại Lôi Âm tự. Ánh mắt của tăng nhân này rơi vào trên người Tần Mục, nói, Tần cư sĩ, thảo nào để tóc tu hành. Tần Mục mỉm cười, nói, xin hỏi Di Đà tự này là vị Phật lớn nào xây dựng vậy? Tăng nhân này cười nói, Tần cư sĩ có chỗ không biết. Di Đà tự chính là do Ma Luân Pháp Vương xây lên. Ma Luân Pháp Vương chính là một vị Phật đắc đạo của thiên đình, đệ tử vô số, Phật pháp cao thâm. Rất nhiều sư huynh lĩnh giáo thành tựu Phật pháp của Chiến Không sư huynh, còn muốn lĩnh giáo thần thông thành tựu của Chiến Không sư huynh một chút, trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống. Chỉ sợ Di Đà tự này chính là phạm vi thế lực của thiên đình, là thế lực thiên đình xếp vào Phật giới, Mã gia tìm cho ta đúng là không phải chuyện tốt. Hắn không nhịn được có chút đau đầu.
Mới vừa tới vật giới, thế lực của thiên đình lại muốn cho bọn họ một lần ra oai phủ đầu, tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Minh Tâm Hòa Thượng nói, vị sư huynh này, chúng ta là đi cầu học, cũng không phải là tới tranh đấu thần thông. Học diệu pháp vô thượng xong, chúng ta lại quay về hạ giới, không muốn đắc tội sư huynh thượng giới. Bọn họ đi tới trước sơn môn của Di Đà Tự, tăng nhân này cười nói, tu hành tranh đấu, mới biết cốt xấu, có gì đắc tội. Các ngươi tiến vào trong thôi, dứt lời, hắn ở phía sau đẩy đám người Tần Mục vào trong chùa, sau đó đóng cửa lại. Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một sơn đạo. Hai bên của sơn đạo, cứ cách hơn 10 bước lại có hai tăng nhân đứng ở hai bên, trong tay cầm tăng trượng, sắc mặt nghiêm nghị. Trên đỉnh núi của Di Đà Tự có một vị tăng nhân trẻ tuổi thân mặc áo bào màu vàng, quát, bái Phật lễ Phật, quỳ lên núi. Ma Viên và Minh Tâm khẽ nhíu mày, Minh Tâm khẽ nói, Tần giáo chủ, làm sao bây giờ? Thật sự phải một quỳ một bái đi tới sao? Đường lui của chúng ta đã bị ngăn chặn, chỗ sơn môn có rất nhiều tăng nhân minh hỏa chấp giới, chắn ở nơi đó, không sao. Tần Mục cười nói, các ngươi không nên động thủ, đi lên núi là được. Ma Viên và Minh Tâm sải bước leo lên núi, tăng nhân trẻ tuổi ở trên đỉnh núi này liếc mắt, quát, đánh. Hai bên sơn đạo, tăng nhân vung trượng đánh về phía ba người. Kiếm hoàng của Tần Mục đột nhiên bay ra, hóa thành một quả cầu lớn phạm vi khoảng ba trượng, phóng ra ánh sáng cường đại. Kiếm quang lượn lờ, ông một tiếng cắt nát áo bào của tăng nhân cầm trượng đánh tới. Tăng nhân này trần truồng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Các vị sư huynh Di Đà Tự, Tần Mục bấm tay bắn ra, kiếm cầu dọc theo sơn đạo gào thét bay lên núi. Nó đi qua nơi nào, tăng nhân đứng ở hai bên sơn đạo trong thời gian ngắn đều bị cắt hết áo bào, chúng tăng vội vàng ném tăng trượng che hạ thân. Tần Mục cất cao giọng nói, đã nhìn thấy Xá Lợi Tử lớn như vậy chưa? Tại ngôi miếu trong Ly Thành, Mã Như Lai dẫn đầu rất nhiều cao tăng nhìn theo đám người Tần Mục được Phật Quang tiếp đón tiến đến Phật giới, tu vi của bọn họ quá mạnh mẽ, muốn bị tiếp vào trong có phần không có khả năng. Chỉ có Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm, ba thần thông giả tu vi nói cao không cao, nói thấp không thấp có khả năng dễ dàng tiến vào Phật giới. Như Lai, để cho bọn họ đi không có nguy hiểm chứ? Kính Minh Lão Hòa Thượng hỏi, tất nhiên có nguy hiểm, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên đình tất nhiên theo dõi Phật giới, nỗ lực khống chế Phật giới, tất nhiên sẽ chèn ép đối với đệ tử của Đại Lôi Âm Tự chúng ta, sẽ không để cho bọn họ lấy kinh nghiệm trở về. Mã Như Lai cười nói, cho nên ta để cho Tần giáo chủ cũng đi theo, Tần giáo chủ đi qua, lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Kính Minh Lão Hòa Thượng suy nghĩ một lát, nghĩ không ra môn đạo trong đó, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm đáng sợ, nói, dám mong Như Lai nói rõ. Mã Như Lai nói, Phật giới dù sao cũng là Phật giới, bọn họ là qua lấy kinh. Người của thiên đình mặc dù muốn xuống tay với bọn họ nhưng cũng sẽ không trực tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ, bằng không lại bị các Phật cản trở. Có các Phật của Phật giới ở đó, vẫn phải nói một ít lễ phép. Nếu không ỷ lớn hiếp nhỏ, Tần giáo chủ đều có thể tiếp được. Quyền pháp có nói, đánh ra một quyền, để tránh trăm quyền tới. Tần giáo chủ chính là người mở quyền. Kính Minh Lão Hòa Thượng dường như suy nghĩ tới điều gì, cười nói, như vậy Minh Tâm chính là người giải hòa. Mã Như Lai gật đầu, nói, Tần giáo chủ đánh người, Minh Tâm giải hòa, đối phương nếu như dự định giảng đạo lý muốn lấy danh chính ngôn thuận giết bọn họ, lại phải đến lượt chiến không ra thi đấu, tranh luận về đạo pháp, chiến không có thể khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Kính Minh Lão Hòa Thượng cực kỳ bội phục, lễ kính nói, Như Lai không hổ danh là trí tuệ lớn. Phật giới, trên thánh sơn của Di Đà Tự, một đường Xá Lợi Tử lớn từ chỗ sơn môn xoáy tròn bay tới đỉnh núi. Tăng nhân trẻ tuổi đứng trước đại điện trên đỉnh núi Di Đà Tự kia không nhịn được vừa sợ vừa giận, hai tay tung bay, thi triển thuật, xung quanh thân thể xuất hiện thần thông với hình rồng hình hổ, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Suy, ánh sáng của Xá Lợi Tử nhấn chìm hắn, nhất thời trang phục hóa thành bướm bay tán loạn, trần truồng không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại có một đôi giày. Tăng nhân trẻ tuổi này vốn có bộ dạng cao ngạo, bảo ba người Tần Mục quỳ lạy lên núi, không quỳ lại đánh, lúc này nhất thời dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không còn nữa. Thấy thời cơ không ổn, hắn lại muốn nhanh chân chạy. Đột nhiên trong Xá Lợi Tử có hai đường ánh sáng hiện lên, hai đầu gối của hắn không khỏi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Tăng nhân trẻ tuổi này xấu hổ, vội vàng nằm trên mặt đất, không dám để người ta nhìn thấy được mặt của mình. Trên kim đỉnh, bóng dáng của từng vị Phật lớn xuất hiện ở trong hư không, ngồi trên cao nhìn xuống dưới, tất cả đều nhíu mày, một vị Phật Đà bấm tay bắn ra. Vị tăng nhân trẻ tuổi này nhất thời cảm giác được hai chân có thể nhúc nhích, vội vàng che phía trước phía sau, nhanh như chớp chạy đi. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu truyền đến, một bàn tay với ánh vàng rực rỡ từ trong đại điện của Di Đà Tự bay ra, nghênh đón Xá Lợi Tử của Tần Mục.
chắc là một loại thần thông hiển hóa. Thần thông bàn tay màu vàng này va chạm cùng Xá Lợi Tử của Tần Mục, không ngờ phát ra tiếng động giống như đồng thiết vậy, chấn động dãy núi. Một vị Phật lớn ngồi trong thánh vân trên đỉnh đầu của một vị tăng nhân trang phục màu trắng bốc hơi, thần thông bàn tay lớn chính là từ trong thánh vân bay ra, ngăn cản kiếm hoàng của Tần Mục. Xá Lợi Tử cái gì chứ? Chẳng qua là kiếm hoàng mà thôi. Tăng nhân trang phục màu trắng này nhìn về phía Xá Lợi Tử khổng lồ này, cười nói, pháp thuật cường nhỏ, chỉ khiến người ta chê cười. Xem ta thu kiếm hoàng của ngươi thế nào. Trong thánh vân trên đỉnh đầu hắn lại có một đóa hoa sen bay ra, bay về phía kiếm hoàng khổng lồ của Tần Mục, tầng tầng lớp lớp hoa sen rơi xuống, bọc lấy kiếm hoàng. Đột nhiên, thân núi chấn động mãnh liệt, tăng nhân mặc trang phục màu trắng này cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, vẫn không nghe được âm thanh. Lại thấy Tần Mục tự nhiên từ trên sơn đạo gào thét xông đến đỉnh núi. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hai bên thân thể hắn thậm chí có vân khí bốc hơi, tuy là lên núi nhưng hắn giống như là mãnh hổ xuống núi, một quyền phá không, tiếng sấm sét đột ngột phát ra, toàn bộ Di Đà tự giống như rơi vào biển sấm sét vậy. Tần Mục đánh ra một quyền này, khắp nơi đều là sấm sét bắn ra cùng tia chớp lóe lên, tăng nhân trang phục màu trắng giơ tay lên tiếp nhận, nhất thời hai tay, hai chân bách hài giống như muốn nổ tung vậy. Não hình như muốn bay ra khỏi đầu, trong đầu hắn là một mảnh trắng xóa, chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, hắn đã đụng thật mạnh ở trên thánh điện, bức tường của đại điện này lún vào trong gần một thước. Tăng nhân trang phục màu trắng này nằm giang tay giang chân chôn sâu ở trong bức tường, xung quanh thân thể là vô số những vết nứt, từng tia điện quang đang tán loạn ở trong cơ thể hắn. Tần Mục giơ tay lên, kiếm hoàng bay trở về, quay tròn chuyển động. Về phần các thần thông bàn tay lớn và hoa sen của tăng nhân trang phục màu trắng này đã sớm bị kiếm hoàng của hắn phá vỡ. Tăng nhân trang phục màu trắng miễn cưỡng mở mắt ra, hai mắt đầy tia máu, mơ mơ màng màng, không nhìn thấy rõ phía trước Tần Mục. Vị sư huynh này, thành tựu Phật pháp của ngươi không tốt. Giọng nói của Tần Mục thâm nhập trong tai của hắn, thần thông cũng không phải là mục đích của tu hành Phật pháp, mục đích của tu hành Phật pháp muốn đi phiền não, mở ra trí tuệ, sinh tử, thần thông chỉ là ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, ta sử dụng chính là Xá Lợi Tử hay kiếm hoàng, lại có gì khác biệt? Tăng nhân trang phục màu trắng muốn nói, vừa mở miệng lại phun ra một búng máu, mệt mỏi không chịu nổi. Giữa không trung, một vị Phật đà tai to mặt lớn truyền đến âm thanh vừa dày vừa nặng, lời lẽ ngụy biện. Ngươi cũng không phải là đệ tử cửa Phật, dám cả gan ở trước mặt Phật ta vận dụng thần thông. Tần Mục phát động Như Lai Đại Thừa Kinh, bảo tướng trang nghiêm, nhìn về phía các Phật chào, nói, Phật môn. Đệ tử vô tri. Phật cần phải có chặn chúng sinh ở bên ngoài cửa sao? Vị Phật đà này bật cười, miệng lưỡi trơn tru, hắn lại không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tần Mục. Trong không trung, từng vị Phật lớn ngồi ngay ngắn bất động. Tần Mục nhìn lại xung quanh, không nhận ra vị nào là Ma Luân Pháp Vương. Một vị Phật đà khác cười nói, Phật quả thật sự không cần cánh cửa, cần cánh cửa chính là chúng sinh. Chỉ có điều ngươi lên núi lại lột đi trang phục của chúng tăng, để cho tiểu đệ tử của ta quỳ xuống, hiện tại lại đánh đệ tử của ta bị thương. Ngươi là đi cầu pháp, hay là chuyện kiếp sau? Phật cũng có lửa giận vô hình, ngươi không sợ sao? Vị này chính là Ma Luân Pháp Vương. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên người Ma Luân Pháp Vương, chỉ thấy vị Phật này thật sự cao gầy gò, khuôn mặt rất hiền lành khiến người ta giống như đứng trong gió xuân ấm áp. Xin hỏi Pháp Vương, Phật cần đệ tử quỳ lạy sao? Tần Mục hỏi. Ma Luân Pháp Vương lắc đầu nói, không cần. Tần Mục hỏi, vừa rồi vì sao bảo chúng ta quỳ lạy lên núi? Ma Luân Pháp Vương mỉm cười. Suối vàng điên cùng phun ra, lại muốn giảng đạo lý, đã thấy Minh Tâm Hòa Thượng dẫn theo Ma Viên Chiến Không cuối cùng đi lên đỉnh núi. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói, Tần Sư Huynh đắc tội các vị lão Phật, đệ tử xin lỗi. Ma Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày, đang muốn nói, Minh Tâm lại cuống quýt lễ bái về phía một vị Phật lớn, vừa mừng vừa sợ nói, đệ tử bái kiến Diêm Ma La Vương. Vị Phật lớn này cười nói, ngươi nhận ra được ta. Minh Tâm nói, trong Như Lai Đại Thừa Kinh lại có pháp tướng của Diêm Ma La Vương. Bởi vậy đệ tử nhận được. Đệ tử khấu kiến Sa Kiệt Long Vương, một vị Phật lớn khác mỉm cười, gật đầu ra hiệu, Minh Tâm lại lễ bái Ma Luân Pháp Vương, nói, đệ tử khấu kiến Nguyệt Cung Thiên Tử Ma Luân Pháp Vương. Ma Luân Pháp Vương cười nói, ngươi vừa rồi đã lạy, vậy chính sự, đệ tử khấu kiến Nhật Cung Thiên Tử, đệ tử khấu kiến Ma Lợi Chi Thiên Vương, đệ tử khấu kiến Quỷ Tử Mẫu Vương. Minh Tâm hòa thượng một đường lễ bái, bái đến Đế Thích Thiên Vương, ngẩng đầu nhìn lên, lại không thấy Đại Phạm Thiên Vương, chỉ đành phải thôi, thầm nghĩ, không có cách nào kéo dài thời gian. Ma Luân Pháp Vương cố kiềm chế, nói, tiểu hòa thượng, ngươi là đi cầu học cầu Phật Pháp, không phải tới bái Phật. Vị sư huynh này của ngươi vừa bắt đầu đã đánh đệ tử của ta, lại mở miệng thốt ra những lời tà ma ngoại đạo như vậy. Nếu không quản,
vậy trên núi này chẳng phải là sẽ chướng khí mù mịt sao? Vậy làm thế nào phát huy Phật Pháp được? Minh Tâm Hòa Thượng lễ độ cung kính, đàng hoàng nói, Phật Tổ, đệ tử ăn nói vụng về, không giỏi ăn nói. Vẫn mong Chiến Không Sư Huynh nói một chút đạo lý về phương diện này. Chiến Không Sư Huynh, ngươi tới cùng Phật Tổ tranh luận một chút. Ma Viên Chiến Không tiến lên, cắm khích khí la thiền trượng ở một bên, bàn tay to dựng thẳng ở trước ngực chào, nhưng không nói lời nào. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày, nhìn các Phật chư thiên bên cạnh, đột nhiên cười ha ha nói, Chiến Không tiểu sư đệ, ngươi không cần nói gì ta đều đã hiểu. Tần Mục và Minh Tâm Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, từng người đều thở vào nhẹ nhõm. Ma Luân Pháp Vương cũng thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ta nhận lệnh vua, ở Phật giới làm quan, đảm nhiệm một Phật quan. Bình thường Phật Pháp cũng thấy ít, tham dự nghiên cứu cũng không nhiều, kém hơn các Phật của Phật giới. Chiến Không Hòa Thượng này về phương diện tài hùng biện không có đối thủ, một đường từ Diêm Ma La Vương Thiên tranh luận đến Đại Phạm Thiên, không người nào địch nổi. Ngay cả các Phật đều gọi hắn là sư đệ, ta với hắn tranh luận Pháp, khẳng định mất mặt. Ma Luân Pháp Vương cười nói, chuyện này quả thật không trách vị Tần cư sĩ này, các ngươi là đi cầu Pháp xin học, quả thật không nên ngăn cản. Chỉ có điều Phật môn tranh luận về Pháp đạo, chỉ là tranh trên miệng lưỡi, còn phải xem tu hành tìm hiểu của từng người. Hắc, Chiến Không sư đệ có thành tựu Phật Pháp vô song, nghĩ đến thần thông cũng kinh người. Phật giới có rất nhiều Phật tử lĩnh giáo qua tài hùng biện của Chiến Không sư đệ, còn muốn lĩnh giáo một chút thần thông của sư đệ. Minh Tâm Hòa Thượng đang muốn nói, Ma Luân Pháp Vương nói thẳng, vị này chính là Nguyệt Quang Thái Tử. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của ta, ta vốn là Nguyệt Cung Thiên Tử. Hoàng đế của Nguyệt Quang Quốc tìm hiểu ra Phật Pháp, một biết hiểu trăm, dừng lại thành Phật. Sau khi ta thành Phật, lưu lại Nguyệt Quang Quốc, Nguyệt Quang Phật nước chính là Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên trong 20 chư thiên. Nguyệt Quang Thái Tử lại là đệ tử của ta, Phật Pháp cao thâm. Tần Mục, Minh Tâm và Ma Viên nhìn lại về phía Nguyệt Quang Thái Tử kia, chỉ thấy người này để tóc tu hành, toàn thân mặc trang phục trắng hơn tuyết, đầu búi tóc, thắt lưng đeo hai thanh bảo kiếm, sau đầu hắn còn có một vầng trăng sáng, hơi lắc lư lại có ánh trăng sáng tỏ soi về phía trước. Minh Tâm Hòa Thượng nhìn về phía Tần Mục nói, vị Nguyệt Quang Thái Tử này cùng Chiến Không Sư Huynh tranh luận đạo Pháp, nói một đợt về kinh Phật. Chiến Không Sư Huynh nói một chữ, hắn suy nghĩ một lát, sau đó chịu thua, chỉ có điều Nguyệt Quang Thái Tử quả thật có bản lĩnh kinh người. Như Lai nói hắn đã luyện kiếm thành ánh sáng, hóa thành một phần trăng sáng sau đầu, là Minh Nguyệt Kiếm Quang. Trong lòng Tần Mục cảm kích, biết Minh Tâm Hòa Thượng đang chỉ điểm cho hắn, nói rõ bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử, để cho hắn sớm có đề phòng. Phù phù, Minh Nguyệt Hòa Thượng lại quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Ma Luân Pháp Vương, nói, Pháp Vương là Nguyệt Cung Thiên Tử, nghĩ hẳn là người rộng lượng. Chiến Không Sư Huynh ta tranh luận Pháp Đạo 20 chư thiên, đã mệt nhọc, đệ tử muốn mời Tần cư sĩ làm thay, rất mong Pháp Vương tha thứ. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục, Đế Thích Thiên Vương cười nói, Pháp Vương, đã như vậy thì mời Tần cư sĩ hạ giới tới làm thay, bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử thừa kế tuyệt học thiên đình của ngươi, thực lực trong cùng thế hệ ít có địch thủ, cùng vị Tần cư sĩ này luận bàn một trận cũng tiện để cho chúng ta một lần nhìn thấy được trình độ của thần thông đạo Pháp hạ giới. Ma Luân Pháp Vương chỉ đành phải gật đầu, nói, Nguyên Quang, không nên tổn thương tới quý khách của hạ giới. Nguyệt Quang Thái Tử hạ thấp người nói, đệ tử nhận lệnh, dứt lời, hắn đi về phía Tần Mục, thản nhiên nói, ta ở Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên, trong cùng thế hệ, vô địch hậu thế, cảm giác tịch mịch kham khổ sâu sắc nên tiến vào thiên đình xin học, ở Kiếm Thiên Cung học kiếm đã 3 năm, dứt lời, hắn không nói được một lời. Tần Mục tự nhiên cảm thấy kính nể, nói, ta ở trong Tàng Lão Thôn học kiếm, dạy kiếm pháp cho ta chính là một lão nhân mục nát không có hai tay, hai chân. Ta chưa từng đi tới các loại thiên cung học kiếm nào học, đều là tự mình mù quáng nắm bắt lấy. Mời, Nguyệt Quang Thái Tử sừng sững bất động, nói, hạ giới dù sao cũng khó có thể nhìn thấy được nhiều, ta có thể cho ngươi một chiêu. Một tay của Tần Mục để phía trước làm dương ấn, một tay ở phía sau làm âm ấn, cúi người cúi đầu, sử dụng ra âm dương phiên thiên thủ điệp thủ. Nguyệt Quang Thái Tử cho là hắn muốn bái mình, lặng yên tiếp nhận. Đột nhiên chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh bay mấy chục dặm, đập vào trên một ngọn núi lớn, đụng ra một lỗ thủng thật sâu. Tần Mục lật âm thủ làm dương thủ, dương tay lại lật làm âm thủ, trong thời gian ngắn hắn lật hơn 10 lần, 20-30 đạo âm dương phiên thiên thủ liên tục đánh tới, ngọn núi lớn kia bị cứng rắn đánh ra một mảnh vách núi đá. Tần Mục thu tay lại, chờ giây lát, bất đắc dĩ nói, Pháp Vương, ngươi còn có thái tử khác hay không? Gió mát thổi qua Di Đà Tự, các Phật trên đỉnh núi nhìn về phía vách núi đá bị đánh rơi ngoài xa. Ma Luân Pháp Vương vốn muốn giơ tay lên ngăn cản, cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc.
Hai tay của Tần Mục liên tục lật, tốc độ của Âm Dương Phiên Thiên Thủ quá nhanh khiến cho hắn vừa dự định can thiệp, Tần Mục cũng đã dừng tay, chỉ đành phải thả tay xuống. Các Phật Tổ Chư Thiên khác lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục. Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tam Tổ Nhân Hoàng thật sự là thần thông nghịch thiên, tốc độ của loại thần thông này bạo phát cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tần Mục vừa thi triển ra loại ấn pháp này, quả nhiên là còn nhanh hơn so với lật sách. Đột nhiên, mảnh vách núi đổ nát phía ngoài mười mấy dặm này tách ra, đá lớn rơi, thật lâu mới có thể rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tần Mục vừa rồi đánh quá nhanh quá hung dữ, nơi đó lúc trước còn là một đỉnh núi, kết quả bị hắn đánh thành vách đá. Hiện tại vách đá sụp xuống là bởi vì núi đá bị Âm Dương Phiên Thiên Thủ của Tần Mục đánh cho mềm ra. Chỉ có điều, mặc dù vách núi đổ nát nhưng Nguyệt Quang Thái Tử lại không có hiện thân. Trong lòng Minh Tâm Hòa Thượng thấp thỏm bất an, ở bên tai Tần Mục cắn từng chữ nói, Tần Sư Huynh, ngươi đánh chết người rồi. Không chết, Tần Mục khẽ nói, ta nương tay, sợ không tiện ăn nói. Tu vi thực lực của hắn rất mạnh, không thể yếu hơn so với đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, lại không thông minh cơ trí bằng đại tôn nên ta sử dụng 8 phần 10 lực, không có đánh chết người, chỉ có điều xương gãy 7-8 phần. Vị Nguyệt Quang Thái Tử này có thực lực thật sự rất mạnh, đúng là anh hùng thiên hạ khiến cho ta không dám khinh thường. Hắn lộ ra vẻ khâm phục, Minh Tâm Hòa Thượng trợn tròn hai mắt, 8 phần 10 lực. Anh hùng thiên hạ không dám khinh thường. Tần giáo chủ khiêm tốn cũng có thể tức chết người không đền mạng, may là Nguyệt Quang Thái Tử ngất đi, bằng không lại bị hắn chọc giận đến hồn phi phách tán. Hắn lại không biết Tần Mục thật sự khiêm tốn, cũng không phải là giả vờ. Dù sao, trong xương cốt của Tần Mục kiêu ngạo vô cùng, nhận định mình là phách thể, đối thủ có thể địch nổi phách thể của hắn, nhất định là phải chịu khổ cực. Không biết tốn bao lâu thời gian khổ luyện mới có khả năng tu luyện tới trình độ như vậy. Đối với loại đối thủ như vậy, tất nhiên đáng để hắn tôn kính. Về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn tất nhiên không thể quan tâm, dù sao hắn cũng là nghĩ như vậy. Ma Luân Pháp Vương vẫy vẫy tay, mảnh vách núi ngoài mười mấy dặm này nổ tung. Trong vách núi, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị pháp lực của hắn từ từ nâng bay về phía bên này. Nguyệt Quang Thái Tử rơi xuống đất, Ma Luân Pháp Vương kiểm tra thương thế một chút. Sắc mặt hơi trầm xuống, Tần cư sĩ không phải dự định tranh đấu kiếm pháp sao? Vì sao thi triển là ấn pháp? Điều này có tránh khỏi nghi ngờ tập kích bất ngờ, hơn nữa hạ thủ ác độc như vậy, sao có thể là tác phong từ bi của Phật môn ta? Tần Mục nhìn về phía Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói, Tần Sư Huynh vừa rồi sử dụng kiếm hoàng liền bị người ta nói là tà ma ngoại đạo, bởi vậy không dám sử dụng kiếm hoàng, chỉ có thể dùng ấn pháp. Phật Tổ, ấn pháp này cũng là tà ma ngoại đạo sao? Ma Luân Pháp Vương không đáp. Vừa rồi Tần Mục sử dụng kiếm hoàng, bị hắn nói là tà ma ngoại đạo, nhưng Nguyệt Quang Thái Tử lại muốn cùng Tần Mục so kiếm. Lần này, Tần Mục sử dụng ấn pháp đường đường chính chính, Âm Dương Phiên Thiên Thủ vừa nhìn chính là ấn pháp chính tông. Nếu nói thành tà ma ngoại đạo, vậy có phần khiến người ta chê cười. Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn không thông. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của hắn, là nhân vật kiệt xuất trong đám hậu bối. Căn bản còn chưa kịp thi triển ra bản lĩnh của mình liền bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, một đường chịu đòn, ném hết mặt mũi của hắn cùng với thiên đình. Thực lực của Nguyệt Quang cũng không yếu, bởi vì dự đoán sai, cho rằng Tần Mục chào hắn nên không có chống đỡ. Nếu ngay từ lúc đầu Nguyệt Quang Thái Tử lại cố gắng nâng cao tinh thần, như vậy cùng thực lực Tần Mục biểu hiện ra hiện nay lại thấy được, hai người hưu chết về tay ai còn khó nói. Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía các Phật Tổ Chư Thiên khác, cười nói. Phật môn của hạ giới tuy rằng an phận ở một góc nhưng thần thông Phật Pháp cũng không hề giảm xuống, ngược lại khiến cho người ta bội phục. Các vị sư huynh, bọn họ là đi cầu học kinh, không bằng lại cho hắn. Các Phật đều gật đầu nói phải. Ma Luân Pháp Vương nhìn về phía đám người Tần Mục cười nói, Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên ta có Tàn Nguyệt Cung Kinh Quyển. Đây chính là tu luyện pháp môn chân Phật. Trong Nguyệt Cung Kinh Quyển có 3.000 quyển kinh Phật, các ngươi không mang đi được. Vậy các ngươi lại ở lại Di Đà Tự của ta tìm hiểu trên dưới 100 năm, sau khi lĩnh ngộ thấu triệt, truyền pháp hạ giới xem như là một chuyện công đức lớn của ta. Sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng thoáng đổi. 3.000 quyển kinh Phật, trên dưới 100 năm tìm hiểu, hơn nữa còn là pháp môn chân Phật, đây rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ trên dưới 100 năm. Tần Mục Đỉnh Đạt nói, Phật ta có đế tọa kinh quyển sao? Truyền pháp lại truyền thần pháp, truyền kinh lại truyền thần kinh. Pháp môn bình thường, Đại Lôi Âm Tự chúng ta cũng có. Sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương hơi trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi khinh thường Nguyệt Cung Kinh Quyển của ta sao? Thật là không có lễ độ. Ta truyền cho ngươi Phật Pháp, không thu tiền nhang đèn của ngươi, cũng đã là từ bi. Ngươi vẫn còn chọn ba lấy bốn,
Ma Viên đứng ở bên cạnh Minh Tâm Hòa Thượng vẫn không nhúc nhích. Ma Viên chiến không tiến lên trước một bước, khích khí la thiền trượng phát ra âm thanh vang dội, nói, nhiều, giả, ít, thật. Trong lòng Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, cho là hắn muốn cùng mình tranh luận về pháp đạo, ngẫm nghĩ hàm nghĩa bốn chữ này của hắn, không nhịn được cảm thấy đau đầu. Quỷ tử mẫu vương Phật ho khan một tiếng, nói, Pháp Vương, bọn họ đi cầu chân kinh, cho bọn họ là được. Ma Luân Pháp Vương cười lạnh nói, bọn họ là tới lấy đế tọa chân kinh, chỗ ta có sao? Đế tọa chân kinh, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng chưa từng nắm giữ. Chỉ có chỗ Đại Phạm Thiên Vương Phật mới có một quyển. Đại Phạm Thiên Vương Phật xưa nay không hỏi thế sự, mấy vạn năm đều khó có được một lần lộ mặt, ta đi tới Phật giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua chân thân pháp tướng của Đại Phạm Thiên Vương Phật, nói gì tới đế tọa chân kinh. Nguyệt Cung kinh quyển của ta truyền cho bọn họ, không lấy một xu, cũng đã là cho bọn họ chiếm tiện nghi lớn. Hắn nói lại là tình hình thực tế, làm cho không người nào có thể phản bác. Thiên đình quan tâm tới Phật giới đã có rất nhiều năm, Phật giới tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản lý nhưng kinh điển chí cao vô thượng của Phật giới, Đại Phạm Thiên Vương Phật kinh quyển, thiên đình trước sau không có được. Kinh quyển của các chư thiên khác, thiên đình ít nhiều gì cũng đã thu vào tay, thu xếp cho đệ tử tiến vào các giới trở thành Phật tử, tu hành Phật Pháp, những chư thiên đối với thiên đình mà nói cũng không phải là bí mật. Duy nhất chỉ có Đại Phạm Thiên là một ngoại lệ, Đại Phạm Thiên Vương Phật rất ít khi lộ diện, cũng không truyền kinh. Ma Viên Chiến không tranh luận đạo Pháp, Phật tử Đại Phạm Thiên cũng là do Phật tử cổ Phật dưới trướng của Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng Ma Viên tranh luận Pháp, vị Phật tử này cũng chưa từng nhận được chân kinh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu truyền đến, một vị sư vội vàng hạ giới, rơi vào Di Đà tự, nhìn về phía các Phật chào, nói, các vị Phật tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa tin, cho phép Phật tử các giới và Phật tử hạ giới tiến vào Đại Phạm Thiên, lão Phật chuẩn bị lựa chọn người ưu tú, truyền thụ chân kinh. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, thiên đình đã mơ ước công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật một lúc lâu, vẫn không có cơ hội thu vào tay. Lần này, Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm đến đây xin học, ngược lại là cơ hội tốt để thiên đình nhận được đế tọa chân kinh. Thiên đình thu xếp thế lực vào Phật giới, không chỉ có riêng mình hắn. Trong rất nhiều Phật tử của các chư thiên, gần một nửa là tài tuấn trẻ tuổi do thiên đình phái xuống, tiến vào Phật giới xin học, Nguyệt Quang Thái Tử chỉ là đệ tử của hắn. Nhưng Phật tử trong Phật giới 20 chư thiên chính là nhiều tới mức đếm không xuể, chỉ cần Đại Phạm Thiên Vương Phật đồng ý truyền pháp, khẳng định không rơi vào trong tay cả ba tên hòa thượng cư sĩ nhãi nhép của hạ giới này, chắc chắn rơi xuống trong tay của thiên đình. Ma Luân Pháp Vương tâm tình khoan khoái, cười nói, đã như vậy, lại lệnh cho Phật tử của các chư thiên cùng nhau đi tới Đại Phạm Thiên nghe giảng. Các vị sư huynh nghĩ như thế nào? Các vị Phật tổ của các chư thiên cũng ào ào gật đầu. Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền pháp, thật sự là chuyện tốt vạn năm khó gặp. Các Phật đệ tử đi vào sinh học, cũng có thể khiến cho các Phật có thể vừa vặn thấy được tuyệt học chí cao của Phật Pháp. Ma Luân Pháp Vương nâng Nguyệt Quang Thái Tử lên, thân hình ẩn nấp trong hư không, biến mất, lao thẳng đến Đại Phạm Thiên. Các Phật khác cũng đều lên đường, quay về chư thiên của mình, dẫn theo Phật tử đi tới Đại Phạm Thiên. Rất nhanh Di Đà tự đã không còn người nào, chúng ta phải làm sao mới có khả năng đến được Đại Phạm Thiên. Tần Mục đang buồn phiền, đột nhiên Đế Thích Thiên Vương Phật hạ xuống pháp tòa, sải bước đi xuống. Vị Vương Phật này đi chân trần, dẫm lên trên mặt đất lại không dính bụi trần, sau đầu có quần sáng lưu chuyển, thoạt nhìn giống như là một người tăng nhân tuổi còn trẻ. Mi Thanh Mục Tú, ánh mắt ôn hòa quan sát ba người bọn họ, cười nói, các ngươi đều tu luyện quyền pháp của ta. Ba người Tần Mục vội vàng chào. Đế Thích Thiên Vương Phật nói quyền pháp của hắn, nhưng thật ra là Lôi Âm Bát Thức. Tần Mục từ chỗ của Mã Gia học được Lôi Âm Bát Thức, truyền cho Ma Viên Chiến Không. Sau khi Ma Viên Chiến Không học được, lại gặp phải Lão Như Lai. Lão Như Lai cảm thấy có duyên, đơn giản truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn, mà Minh Tâm Hòa Thượng lại được Kính Minh Lão Hòa Thượng truyền thụ Lôi Âm Bát Thức. Bản thân Kính Minh Hòa Thượng không có học xong, lưu lại sơ hở. Sau đó Ma Viên Chiến Không dẫn theo rất nhiều yêu tăng của Tiểu Lôi Âm Tự đi tới Đại Lôi Âm Tự, một hồi tranh luận đạo Pháp, Đại Lôi Âm Tự không có ai bằng. Minh Tâm Hòa Thượng nghe tin chạy tới, cùng Ma Viên tranh luận đạo Pháp, mặc dù bại vẫn vinh, Mã Gia lại truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn, bởi vậy hắn cũng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta cũng đến từ hạ giới, ở Đại Lôi Âm Tự thành Phật. Các ngươi cùng ta cũng coi như có duyên, ta dẫn các ngươi đi Đại Phạm Thiên. Dưới chân hắn dâng lên một đóa hoa sen, nâng ba người từ từ bay lên, đi qua trời mênh mông mây mù với tầng sấm sét giống như long xà, càng lên càng cao, đi qua một mảnh thế giới, tiếp theo lại là một mảnh thế giới. Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra được,
20 chư thiên Phật giới, không ngờ là vây quanh một tòa ngọn núi lớn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngọn núi này trôi lơ lửng ở trong tinh không vũ trụ, trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt ngôi sao, tự hình thành một giới, có hàng rào thế giới của mình. Mà một giới này lại bị chia ra làm 20 thế giới, 20 tòa chư thiên, một tầng tiếp theo một tầng, mỗi tầng đều có nhật nguyệt ngôi sao vận hành, mỗi tầng đều có một tòa đại lục, Phật quốc mọc lên như rừng. Nếu không có Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ, muốn leo đến đỉnh núi, cho dù là đám người tầng mục có toàn lực bay, chỉ sợ cũng cần phải mất rất nhiều năm. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ đi tới tầng cao nhất Đại Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên thành lập ở trên đỉnh một ngọn núi tuyệt đẹp, lại gọi là Kim Đỉnh. Ở đây có ánh sáng vạn đạo, vĩnh viễn là ban ngày, không phân ra ngày và đêm. Trong tầng mây có ánh sáng màu vàng, từng ngọn núi lộ ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, thần thánh và trang trọng. Ánh sáng màu vàng hình thành rất nhiều phản văn của Phật Pháp, trên không trung không ngừng lưu chuyển, vây quanh từng đỉnh núi hình thành kỳ quan của Kinh Phật. Bọn họ đi tới nơi này, thậm chí nghe nói âm thanh to giống như tiếng chuông, không biết là âm thanh của phản văn Phật Pháp hay tiếng chúng sinh niệm tụng truyền đến nơi đây. Ma Viên Chiến Không không nhịn được thở dài nói, qua, mang, tầng một gật đầu, khen, quả thật giống như là bánh bao lớn vừa phồng lên, ánh sáng màu vàng này lại giống như bánh màng thầu nóng xuất hiện hơi nóng bốc lên. Đế Thích Thiên Vương Phật dở khóc dở cười, nói, Phật tử ví dụ như vậy ngược lại cũng chuẩn xác. Mảnh núi rừng này chính là chỗ ẩn cư của Đại Phạm Thiên Vương Phật, rất nhiều Phật tử đều đã qua đây. Ta đưa các ngươi đi, hắn dẫn theo đám người tầng một đi qua từng tầng Phật Pháp Kinh Văn, bay tới trung tâm của Kim Hải, rơi vào trong một mảnh núi rừng. Ở đây cực kỳ yên lặng, từng con đường bằng phẳng, ở giữa chính là một ngôi chùa thoạt nhìn không lớn. Hàng trăm Phật tử đã đi tới nơi này, dẫn theo các Phật tử của bọn họ đến đây. Tất cả tản đi hiện tượng Phật Đà kỳ lạ, giống như mỗi một tăng nhân hoặc già nua hoặc trẻ tuổi, hiển nhiên tất cả đều rất tôn kính Đại Phạm Thiên Vương Phật. Nhiều Phật tử như vậy sao? Tim của tầng một khẽ giật mạnh, lẩm bẩm nói, vậy phải đánh tới khi nào mới có khả năng nhìn thấy được Đại Phạm Thiên Vương Phật? Có thể dựa theo quy định của đại cư sao? Minh Tâm Hòa Thượng cùng Ma Viên đều rùng mình một cái, nhớ tới chuyện tầng mục làm lúc trước, hoảng hốt vội vàng lắc đầu. Minh Tâm vội vàng nói, tầng sư huynh, trăm triệu lần không thể dựa theo quy định của đại cư đánh tới, quá tanh mùi máu, quá bạo lực, nơi này là thánh địa chí cao vô thượng của Phật môn, không thể làm loạn, thật đáng tiếc. Tầng mục nói thầm một tiếng, nhưng nếu dựa theo quy định của đại cư đánh tới, lại đơn giản hơn rất nhiều, sau khi chúng ta đánh nhau lại có thể học được đế tọa chân kinh. Hiện tại lại phải phiền toái, Đế Thích Thiên Vương Phật hiếu kỳ nói, quy định của đại cư thế nào? Ma Viên giơ tay lên, ở trên cổ mình giả vạch một cái, sau đó hai tay nắm cổ của mình, lại làm ra động tác bẻ gãy cổ. Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc hiểu rõ, cười mà như không cười nói, hồ đồ. Đại cư là nơi hoang dã. Nơi này là Phật giới. Các Phật làm sao có thể cho phép ngươi đại khai sát giới? Ma Viên lộ ra vẻ thất vọng, cho dù hắn mở ra linh trí, mặc dù là Phật tử, được khen là có thành tựu Phật Pháp cao thâm khó dò, tuy rằng được khen là tài hùng biện không gì sánh bằng, nhưng hắn dù sao cũng là sinh linh của đại cư. Rất nhiều sinh linh của đại cư đều giống như tầng mục, từ nhỏ đã có giả tính khó thuần phục, trong lồng ngực có một loại cuồng giả hào hùng không bị cản trở. Cho dù là tầng mục sinh sống ở Duyên Khang lâu như vậy cũng vẫn hoài niệm quá khứ không bị gò bó của mình, nói gì tới Ma Viên. Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, cười nói. Tuy nói không cho phép đại khai sát giới nhưng nếu người khác muốn giết ngươi, ngươi lỡ tay giết ngược lại, vậy cũng là không thể tránh được, đáng được lượng thứ. Cho dù truy cứu tới, cũng sẽ có người tới làm chỗ dựa cho các ngươi. Tần Mục chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, không biết vị làm chỗ dựa cho chúng ta là ai. Phật quan sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên biến mất, trở nên u ám, chớp chớp mắt nói, tất nhiên sẽ có người làm chỗ dựa. Cho nên các ngươi không phải sợ. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn thấy được công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật, khó có được cơ hội lần này, ta cũng muốn lăn lộn đến bên trong Phật tử, nói không chừng có thể nhìn thấy Đại Phạm Thiên Vương. Ta không có thu đệ tử, cho nên chỉ có thể tự mình ra trận, vị Phật tổ này mặc quần áo trường bào màu vàng. Bởi vì dáng người hắn cân xứng, trường bào có vẻ rộng thùng thình, buông xuống đến bàn chân, lại thích để chân trần. Lúc này, hắn loại bỏ Phật quan cùng đám người tầng một đứng chung một chỗ dường như cũng là một vị Phật tử. Không giống với nhân vật của Phật giới đã gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật. Vương Phật cũng muốn tranh sao? Minh Tâm Hòa Thượng kinh ngạc, trong lòng oán thầm nói, ngươi đã chạy tới tranh, ai còn có thể tranh qua được ngươi? Tần Mục hoài nghi, quan sát vị Phật tổ này từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, Phật tổ bướng bỉnh như thế, ta ngược lại lần đầu tiên thấy. Phật tổ khác người nào không phải thận trọng vững vàng vô cùng, hắn thế nào nhảy thoát như thế, giống như tính tình ta.
Tần Mục nói nhỏ, Minh Tâm, vị Phật tổ này có lai lịch gì? Minh Tâm hòa thượng lắc đầu, Đại Lôi Âm tự kinh điển ta nhìn gần hết, nhưng không có bao nhiêu ghi chép về vị Phật tổ này. Tần Mục chớp chớp mắt, cười nói, Vương Phật, ngươi vừa mới nói có người sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta, chẳng lẽ người này chính là Vương Phật? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, ta chưa nói qua. Tần Mục chớp mắt nói, người xuất gia không được nói dối. Đế Thích Thiên Vương Phật chớp mắt nói, ta là Phật, ta không xuất gia. Ta bất luận đi đến nơi nào đều là nhà ta, cần gì phải xuất gia? Hai người nhìn nhau chớp mắt. Sau một lúc lâu, mỗi người nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới đối phương. Trong lòng của Minh Tâm Hòa Thượng lo sợ bất an, Tần Sư Huynh cùng Vương Phật đối diện, lá gan thật ghê gớm. Quay đầu lại, nhất định phải dạy hắn chữ chết viết như thế nào, đau sao? Ma Viên Chiến không nhỏ giọng hỏi Tần Mục. Tần Mục gật đầu, vừa rồi nước mắt cũng sắp chảy ra, Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn không có lộ ra nửa điểm nhường nhịn, miệng ngậm rất chặt. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng ở đó xoa mắt, đoán chừng là mắt chớp quá nhiều lần, cũng có chút không dễ chịu cho lắm. Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, hành vi cử chỉ của Đế Thích Thiên Vương Phật không giống như là Phật tổ, hắn rất hiếu kỳ. Hơn nữa xử sự cũng có chút mùi vị nhân gian, nhưng mà hắn lại là Đế Thích Thiên Phật của Phật giới, tồn tại gần với Đại Phạm Thiên Vương Phật. Hắn không giống như là người của thiên đình, nếu là người của thiên đình chắc chắn sẽ không cho bọn Tần Mục sắc mặt tốt. Đế Thích Thiên Vương Phật lại đối với Tần Mục bọn họ dường như rất có thiện cảm, hơn nữa còn nói ra có người sẽ giúp đỡ bọn họ. Đúng vào lúc này, trong ngôi chùa đổ nát phía trước có một nhà sư tuổi còn trẻ đi ra, nói, vị nào là sư huynh từ Diêm Ma La Vương Thiên một đường tranh luận đến Đại Phạm Thiên. Ma Viên Chiến không sải bước chân ra, âm thanh như sấm, ta, nhà sư này ngửa đầu nhìn lại, Ma Viên giống như một tòa tháp đen khiến cho người ta kính nể, e sợ, hắn vội vàng nói, sư huynh, lão Phật nói ngươi thông qua thử thách, mời ngươi tiến vào trong. Xin mời đi theo ta. Ma Viên Chiến không quay đầu lại nhìn Tần Mục và Minh Tâm một chút, Tần Mục cười nói, ngươi đi vào trước là được, ta sẽ đi tìm ngươi. Được, Ma Viên đi theo nhà sư kia, sải bước chân vào ngôi chùa đổ nát. Sau một lúc lâu, nhà sư kia lại từ trong chùa đi ra, nhìn xung quanh một chút thì chỉ thấy hàng trăm Phật tử chư thiên Phật giới, người đông nghìn nghịt, bên cạnh còn có từng vị Phật lớn đi cùng, hiển nhiên đều tới tranh đại truyền pháp truyền công của Phạm Thiên Vương Phật. Nhà sư này khổ sở nói, lão Phật nói, các ngươi tới quá nhiều, tối đa chỉ có thể lại có hai người tiến vào trong. Các ngươi bàn bạc một chút, xem ai tiến vào trong. Đại biện tài Thiên Vương Phật vội vàng nói, lão Phật có nói qua, thông qua sát hạch thế nào mới có thể đi vào ngôi miếu nghe giảng hay không? Nhà sư này lắc đầu nói, lão Phật chưa nói, chính các ngươi suy nghĩ thế nào, tùy các ngươi lăn qua lăn lại thế nào là được. Các Phật đến từ chư thiên đều trầm ngâm, tập trung lại một chỗ bàn bạc. Tần Mục nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật bên cạnh một chút, nói, Vương Phật, ngươi vừa mới nói ngươi cũng là đến từ Đại Lôi Âm Tự, xin hỏi ngươi tiến vào Phật giới đã bao nhiêu năm? Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, đừng nói tới ta, nói về ngươi đi. Lá liễu vàng dán trên trán ngươi là vật gì vậy? Trang sức sao? Thật đẹp mắt. Tần Mục đang muốn giải thích, Đế Thích Thiên Vương Phật đã thần không biết quỷ không hay tháo lá liễu vàng xuống, Tần Mục bị dọa cho giật mình, đưa tay muốn đoạt lại. Đế Thích Thiên Vương Phật ra tay thế nào, hắn căn bản không nhìn thấy được, chỉ có điều lá liễu vàng vô cùng quan trọng, trăm triệu lần không thể có sơ suất. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, hóa ra là một phong ấn. Con mắt dựng thẳng này của ngươi rất mạnh, vì sao phải phong ấn lại? Tần Mục vươn tay, mặt đen lại nói, con mắt dựng thẳng này của ta quá mạnh mẽ, chỉ cần ta phát động công pháp lại sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Ta sợ tổn thương tới người khác, cho nên mới phong ấn lại, ngươi trả lá liễu vàng cho ta. Không trả, Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta muốn xem tất cả thực lực của ngươi. Nếu trả lại ngươi, ngươi dán ở trên mắt, vậy không có gì vui. Lại nói, ai nói cho ngươi biết lá liễu này dán ở trên mắt là có thể phong ấn ngươi lại. Ngươi thử qua sao? Tần Mục lấy tay chém giết, Đế Thích Thiên Vương Phật vội vàng tránh né. Hai người tranh đoạt một hồi, Tần Mục cả giận nói, đợi gặp phải chuyện, lại hoàn toàn do ngươi chịu trách nhiệm. Có chậu phân, cũng phải đội hết lên trên đầu trọc của ngươi. Minh Tâm run rẩy, run giọng nói, Tần Sư Huynh, chữ chết có vài cách viết, ta dạy cho ngươi viết như thế nào, ngươi hẳn sẽ học được rất nhanh. Tần Mục không có cách nào đoạt lại lá liễu vàng, chỉ đành phải thôi. Hắn nhìn về phía các Phật, chỉ thấy những Phật tổ đó còn đang bàn bạc. Mấy trăm vị Phật tử lại đang đứng ở đó lẳng lặng chờ, ánh mắt hắn không khỏi chớp động, khẽ nói, ta có một chủ ý, có thể kéo hai danh ngạch vào trong tay. Đế Thích Thiên Vương Phật vỗ tay cười nói, ta biết. Ngươi là dự định nhân lúc những Phật tổ bàn bạc, một lần hành động vọt vào đúng hay không? Tần Mục nhìn hắn một lát, trong lòng biết không ổn, bàn chân lập tức bước về phía chùa đổ nát này,
nhưng mà đã muộn. Đế Thích Thiên Vương Phật bước trước hắn một bước, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong chùa trước Tần Mục một bước, bịch một tiếng đóng cánh cửa lớn lại, nhốt Tần Mục ở ngoài cửa, cười nói, Tần Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta tiến vào rồi. Nhà sư ngồi ở bên cạnh chùa kia lười biếng nói, chỉ còn lại một danh ngạch. Rất nhiều Phật tử và Phật đã bị Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật kinh động, đều nhìn qua. Đợi đến khi nghe được chỉ còn lại một danh ngạch, nhất thời bọn họ ngồi không yên, ai tiến vào, sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương đại biến, vội vàng hỏi, các Phật đà khác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết ai không ngờ nhân cơ hội lúc bọn họ bàn bạc biện pháp so tài nhảy vào trong ngôi miếu, đoạt được một danh ngạch, Minh Tâm Hòa Thượng đứng tại chỗ, còn chưa phục hồi lại tinh thần đã thấy Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật vọt tới, đợi đến khi hai người vọt tới trước cửa chùa hắn mới hồi phục tinh thần, vào lúc này đã phân thắng bại. Đế Thích Thiên Vương Phật nhốt Tần Mục ở ngoài cửa, hóa ra Tần Sư Huynh nói là biện pháp này, hắn tỉnh ngộ lại, thật sự là một ý kiến hay. Chỉ là vì sao Vương Phật nhốt Tần Sư Huynh ở bên ngoài? Mọi người cùng nhau tiến vào trong không tốt sao? Tần Mục đứng ở trước cửa miếu, cao giọng nói, Đế Thích Thiên Vương, ngươi có thể tiến vào trong, nhưng trả lá liễu vàng cho ta. Không có lá liễu vàng, ta không khống chế được lực lượng của ta, sẽ gây ra họa lớn, xảy ra chuyện, ngươi có thể gánh vác được sao? Gánh vác được. Trong miếu, giọng nói của Đế Thích Thiên Vương Phật dần dần đi xa, ngươi yên tâm đội chậu phân lên đầu ta là được. Tần Mục giận dữ, đang muốn nói, sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng vàng như đất, trung giọng nói, Tần Sư Huynh, chữ chết có mấy cách viết, Sư Huynh thật sự không muốn biết một chút sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, xoay người lại. Vẻ tức giận trên mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tươi cười hồn nhiên ngây thơ, nhìn về phía rất nhiều Phật tử của Phật giới sắc mặt mỗi người có chút khó coi, cười nói, các vị sư huynh, chỗ của ta có một viên xá lợi tử thật lớn, các ngươi có xem thử không? Tay hắn lấy ra kiếm hoàng di chuyển ở trên không trung, nhanh chóng xoay tròn. Tần Mục cất cao giọng nói, vẫn mong các vị sư huynh nể mặt, nhường một danh ngạch cuối cùng này cho ta, Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Mục vẫn còn có chút do dự. Hắn chưa bao giờ thử qua ở dưới tình huống mở ra con mắt thứ ba phát động phách thể tam đan công. Tư bà bà, người mù nói với hắn. Hắn chỉ có thể ở dưới tình huống che lại con mắt thứ ba mới có khả năng không hề e ngại phát động công pháp. Nếu như con mắt thứ ba mở ra, lúc này phát động phách thể tam đan công sẽ tạo thành hậu quả gì, trong lòng hắn cũng không rõ lắm. Bất kể thế nào, Mã gia đối với ta vẫn là tốt nhất, ánh mắt hắn nhìn ta lại giống như nhìn nhi tử của mình vậy. Ta có thể hiểu rõ hắn xem ta trở thành con hắn nuôi lớn, trao cho mình tất cả tình thương của người cha. Tần Mục cắn răng. Phách thể tam đan công từ từ phát động. Tay áo cùng sợi tóc từ từ bay lên, thứ Mã gia muốn, bất kể như thế nào ta cũng phải giúp hắn lấy được. Cần gì quan tâm hắn là thần hay là ma, chỉ cần ngăn cản ta, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, phách thể tam đan công vận hành đến con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn. Con mắt này cực kỳ yêu dị từ mi mắt từ từ mở về hai phía, hoa văn trận pháp trong mắt nhất thời chậm rãi vận chuyển, Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả mọi người cho dù là Phật đà ở dưới hai mắt của hắn nhìn chăm chú. Thần tàn cũng vô cùng rõ ràng, tất cả đều hiện rõ, hắn giống như thần chỉ bóng tối nắm sinh tử trong tay, nhìn chăm chú vào con mồi của mình, hình như ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh và khí thế rét lạnh, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại hào khí cương định, không nhanh không chậm nói, các vị lui ra. Nếu tiến lên đây, sinh tử không cần luận tới, trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần, đi dạo trong sân đình vắng vẻ, hết đi đông lại đi tây, không vội tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sư đệ, ngươi lại muốn chọc ra chuyện rối loạn gì? Sau lưng của hắn truyền tới một âm thanh, Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân hắn đi qua, Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta bước đi không dính bụi trần, giống như con người của ta vậy hành tung không bẩn, không có để lại vết chân, sư huynh cần gì quét sạch? Tăng nhân quét rác nói, con người ngươi chưa từng lưu lại vết chân, nhưng lòng của ngươi lưu lại ấn ký, ta đang quét bụi trong lòng ngươi. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, ngươi nói lòng ta bẩn, ngươi mắng ta đánh không nổi ngươi, không tính toán với ngươi, nhanh chóng truyền công pháp của ngươi cho ta học được sẽ phủi mông rời đi, đỡ phải phiền tới ngươi. Tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy cửa phía tây lại có một tăng nhân đi tới, cúi đầu quét rác, nói, ngươi chung quy là muốn công pháp của ta, cho nên ta không truyền cho ngươi, ngươi còn không nhìn ra nguyên nhân sao? Sư đệ, ta không truyền cho ngươi nên ngươi biến thành Đế Thích Thiên Vương Phật hiện tại, Phật giới gần với ta. Công pháp của ngươi cũng đến trình độ lăng tiêu, ta truyền cho ngươi, ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại,
Đế Thích Thiên Vương Phật đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn chằm chằm vào tăng nhân quét rác đột nhiên xuất hiện, nói, ta hiện tại không thể đi lên, tu luyện không được trình độ đế tọa, cho nên tới hỏi ngươi đòi đế tọa chân kinh nghiên cứu một chút, ngươi nói ai tiến vào lại truyền cho người đó. Ta tiến đến, ngươi truyền cho ta lại không quấy rầy ngươi thanh tịnh, phía sau hắn lại có tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người, chỉ thấy lại có một tăng nhân quét rác đi tới, hiện tại trong nhà này đã có ba tăng nhân quét rác. Pháp nhãn hắn vô song, nhìn ba tăng nhân này quét rác, không ngờ mỗi một tăng nhân quét rác có dáng vẻ đều không giống nhau, nhưng mà mỗi người đều là Đại Phạm Thiên Vương Phật, hơn nữa còn là Đại Phạm Thiên Vương Phật chân chính. Những Đại Phạm Thiên Vương Phật này có hình dạng không giống nhau, hắn cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật chỉ có chênh lệch một cảnh giới, nhưng mà hắn đã nhìn không hiểu Đại Phạm Thiên Vương Phật, một cảnh giới giống như lạch trời, Đại Phạm Thiên Vương Phật có vẻ sâu không lường được, hắn lại có chút nông cạn, tăng nhân quét rác này quét tới. Cũng không ngẩng đầu lên nói, trong Phật giới, không thể tìm được người thứ hai có thể vượt qua ngươi, ngươi mới có thể nhìn ra được, dưới con mắt quỷ quái của hài tử Tần gia. Lúc ta ở trong mộng đi du lịch ở Udo từng gặp hắn, hắn đang cắn nuốt quỷ thần của Udo. Ta quan sát một hồi, hắn ngay cả ta cũng muốn nuốt, là người hung ác nhất trên thế gian, thời điểm thổ bá phong ấn hắn, ta cũng ở đó. Ta cũng từng đi đại cư xem qua hắn. Chứng kiến hắn từ một người phàm bị thổ bá phong ấn cái gì cũng không có lại chậm rãi trưởng thành, chứng kiến hắn từ phàm thể đến phách thể, ngươi lúc này tháo lá liễu vàng của hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành sát nghiệp rất lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật không muốn nghe hắn nhiều lời, đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói, ngươi cũng biết, những năm gần đây, thiên đình ở Phật giới xếp vào nhân thủ càng lúc càng nhiều. Từ trước, thiên đình an bài là vì tu vi thành Phật, ít nhiều vẫn có chút mặt mũi, mà bây giờ chen vào lại là tuấn kiệt của thế hệ trẻ tuổi. Mấy năm nay Phật tử trẻ tuổi không tu Phật Pháp, chỉ tu thần thông, tương lai tu vi bọn họ chỉ là danh nghĩa Phật giới, ta đã có thể nhìn thấy được các Phật chúng ta tương lai bị diệt đạo, chim cưu ở tổ chim thước. Tương lai thiên đình huyết tẩy các Phật, Phật giới không có Phật, ngươi khoanh tay chịu chết, ta lại không cam lòng bị diệt đạo. Hắn đi mấy bước, phía trước lại có một tăng nhân quét rác đang đợi hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật làm như không thấy, đi thẳng tới, tiếp tục, hài tử Tần gia tiến vào Phật giới chính là một lần cơ hội rất tốt. Chúng ta có thể mượn tay của hắn, một lần hành động nhổ hết cơ sở ngầm và thế hệ trẻ tuổi do thiên đình an bài vào, ngươi có trí tuệ lớn, tất nhiên có thể thấy được ý nghĩ của ta. Hắn đi chưa được mấy bước, ven đường lại có một tăng nhân quét rác. Chỉ một khoảng thời gian lại có hơn 10 tăng nhân quét rác, phía trước, đường bên trái có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, chống cái chổi nói, ngươi mượn tay của Tần gia, tiêu diệt người do thiên đình an bài cắm vào. Chiêu thức này tất nhiên là hay nhưng sẽ mang đến cho Phật giới ta rất nhiều chuyện xấu, thiên đình truy cứu xuống, tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi, vừa mới rồi Tần gia tử ở bên ngoài nói chậu phân đều phải đội lên trên đầu của ngươi, chậu phân này ngươi chưa chắc có thể chịu nổi. Ngươi vẫn không thể quên được quá khứ, quên mất quá khứ lại không tồn tại sao? Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười nói, cảnh giới ngươi cao, quên quá khứ, cho rằng quá khứ là vô căn cứ. Ta lại nhớ quá khứ rõ ràng, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy tới Phật giới, ta học được công pháp của ngươi, trước khi chậu phân rơi xuống ta sẽ rời đi. Bên phải của con đường phía trước lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, nói, như vậy tiểu tử Tần gia thì sao? Ta ở trong giấc mộng du lịch, nhìn hắn trưởng thành, ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng, có khả năng ở dưới phong ấn của thổ bá, từ người không có khả năng tu luyện đi từng bước một đến bây giờ, ngươi lại muốn đẩy hắn đến trước đài. Ngươi sẽ gây cho hắn rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Sư huynh, ta muốn đứng ở trước đài, nhưng mà lại không ai đẩy ta đến trước đài. Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi ngược lại, như vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp tốt hơn để bảo tồn ở đạo chính thống của Phật đạo sao? Phía trước hắn lại có một tăng nhân quét rác ngẩng đầu, không có. Con đường phía trước là một con đường thẳng, vô cùng vô tận, không nhìn thấy được điểm cuối. Hai bên đường đi đều có từng lão nhân trong tay cầm cái chổi quét rác, nhiều tới mức đếm không xuể, cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Mặt của những tăng nhân quét rác này không ngờ không giống nhau, không có một người nào lặp lại. Đế Thích Thiên Vương Phật thật thà đi về phía trước, nói, không quan tâm ngươi muốn tranh hay không muốn tranh, cho dù ngươi là tứ đại giai không, người khác cho rằng ngươi có uy hiếp hay là muốn tiêu diệt ngươi, không chỉ muốn tiêu diệt đệ tử của ngươi, thành tựu của ngươi, tính mạng của ngươi, đạo chính thống của ngươi mà còn muốn khiến cho ngươi thân bại danh liệt, dẫm đạp ngươi xuống dưới chân, trọn đời thoát thân không được. Đã như vậy, vì sao lại không tranh? Sư huynh, ngươi có thể ở chỗ này mơ giấc mộng thiên thu, nhưng ta không thể. Công pháp, ngươi có truyền hay không? Giọng nói của hắn mang tính tuyên truyền giác ngộ nhưng âm thanh lại không truyền đến bên ngoài ngôi miếu,
chỉ lưu chuyển ở bên trong ngôi miếu này. Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Con đường phía trước và tăng nhân quét rác trên con đường dần dần trở nên mơ hồ, lần lượt biến mất. Ta truyền, Đế Thích Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi ta truyền qua, ngươi tự nghĩ biện pháp rời khỏi Phật giới, để tránh phải chết ở mảnh đất đây. Đế Thích Thiên nghiêm nghị, chắp hai tay lại trước ngực, bái nói, đa tạ sư huynh. Giọng nói của Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền đến, đối với Tần Gia Tử, ngươi còn phải bồi thường cho hắn, hắn vì ngươi gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Trừ lần đó ra, chậu phân, bản thân ngươi đội lên trên đầu mình, nhận được chỉ giáo. Đế Thích Thiên Vương Phật do dự một chút, nói, xin hỏi sư huynh, chậu phân lớn tới mức nào, lớn hơn so với sự tưởng tượng của ngươi. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, con mắt thứ ba của Tần Mục nửa mở nửa khép. Có con mắt này, thần đạo thần tàn và ma đạo thần tàn trong cơ thể hắn không ngờ hài hòa một cách thần kỳ, dần dần trở nên thống nhất. Lúc trước, hắn chỉ có khả năng vận dụng chỉ một thần tàn. Nếu vận dụng thần đạo thần tàn, ma đạo thần tàn lại nhất định phải khép kín. Nếu vận dụng ma đạo thần đạo thần tàn lại phải khép kín. Hai loại thần tàn cùng nhau vận dụng, lại sẽ có xung đột thần ma. Nguyên khí có các loại khác nhau, thần nguyên, ma nguyên, yêu nguyên, long nguyên, phượng nguyên, Phật nguyên, đạo nguyên, nếu chia nhỏ ra càng nhiều loại hơn. Ví dụ như bốn linh thể lớn của Duyên Khang Quốc, lại có thể chia ra làm bốn loại lớn, mỗi một loại lại có nhiều loại nhỏ khác. Thần nguyên và ma nguyên là hai loại đối lập khác nhau, đây đó nước lửa không dung. Nguyên khí thuộc tính thần đạo gặp phải nguyên khí thuộc tính ma đạo lại sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Mà bây giờ, Tần Mục mở ra con mắt này, không ngờ làm được thần ma thống nhất. Bên ngoài ngôi miếu, các Phật đều trầm ngâm, đột nhiên Diêm Ma La Vương Phật cười nói, Kiến Không Phật tử, chúng ta không tranh. Kiến Không Phật tử hơi ngẩn ra, không người nói, nhận Phật ta pháp chỉ. Dứt lời, hắn lui xuống. Sa Kiệt Long Vương Phật cũng gọi đệ tử của mình tới, nói, hôm nay không tranh. Các Phật tổ chư thiên khác cũng đều gọi đệ tử của mình tới, biểu thị không tranh, cười nói, Phật ta tứ đại giai không, không tranh là không tranh, hôm nay lại nhường cho hắn, để những người khác đi tranh. Tuy rằng trong lòng rất nhiều Phật tử buồn bực, nhưng đều theo lời trở về, đứng hầu ở bên cạnh các Phật tổ. Những Phật tổ chỉ gọi đệ tử của Phật giới, lưu lại rất nhiều Phật tử lại đều là trẻ tuổi tài tuấn thiên đình phái tới tiến vào Phật giới xin học, cũng có đệ tử do thiên đình Phật thu, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử. Ma Luân Pháp Vương cười nói, các vị sư huynh rộng lượng, chỉ có điều đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, làm sao có thể không lấy? Nếu không lấy, chẳng phải là tiện nghi cho người ngoài sao? Lại có một vị Phật Đà cười nói, đúng là đạo lý này. Lại có mấy vị Phật Đà phụ họa nói, hai vị sư huynh nói đều có lý, không thể để Phật Pháp tiện nghi cho người ngoài như vậy. Ma Luân Pháp Vương cười ha hả nói, Nguyệt Quang Thái Tử, thương thế của ngươi đã lành chưa? Hắn vừa mới lấy Phật Pháp giúp Nguyệt Quang Thái Tử chữa thương. Thương thế của Nguyệt Quang Thái Tử cơ bản đã khỏi hẳn, ánh mắt nóng nảy nhìn về phía Tần Mục, ý chí chiến đấu hừng hực, trầm giọng nói, Tần cư sĩ tập kích đệ tử bất ngờ, đệ tử rất muốn sẽ cùng hắn tranh đấu một hồi. Ma Luân Pháp Vương cười nói, người ta nói sinh tử không luận, nếu như ngươi chỉ muốn thắng bại, không nghĩ tới sinh tử, ta sợ ngươi lại chịu thua thiệt nữa. Trong lòng Nguyệt Quang Thái Tử rét lạnh, Ma Luân Pháp Vương vừa nhìn về phía các Phật tử khác, cười nói, các ngươi đều là truyền nhân của các Phật, khi biết lần này chỉ luận sinh tử, không luận thắng bại, cũng không nhất định chú ý tới mấu chốt của Phật Pháp. Nhật Quang Thái Tử, Ma Ít Thái Tử, Bà Long Công Chủ, Phù Vân Thái Tử, các ngươi đều hiểu chưa? Hắn nói mấy người này chính là Thái Tử và Công Chúa Phật Quốc do Thiên Đình thành lập ở Phật Giới. Tại Phật Giới, Phật nước mọc lên như rừng, rất nhiều nơi đều đã là thế lực của Thiên Đình. Mà mấy vị Thái Tử và Công Chúa này chính là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi trong đó. Bọn họ không chỉ theo các Phật tu hành, hơn nữa còn thỉnh thoảng tiến vào Thiên Đình, tu hành công pháp tuyệt học cao thâm hơn. Mọi người đều nói vâng. Nhật Quang Thái Tử cười nói, Nguyệt Quang Sư Huynh có bản lĩnh không kém hơn so với ta, nghĩ đến vừa rồi xuất quân đã chiến thắng giòn giả, Huynh ở đây nhìn đầu người lăn xuống là được. Nguyệt Quang Thái Tử ở trong đám người kia tiến lên, sau đầu có một vòng trăng sáng, đó là kiếm quang kiếm khí của hắn. Chỗ ánh trăng chiếu xuống, ánh trăng đầy trời, kiếm quang khắp bầu trời, chính là vô cùng lợi hại. Đừng nói ở hạ giới, cho dù là ở trong Phật giới chư thiên cũng khó nhìn thấy được kiếm pháp kiếm quyết tinh diệu như vậy. Nguyệt Quang Thái Tử nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt chớp động, ngươi tập kích bất ngờ ta, thiếu chút nữa muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại ta có đề phòng, lại phải hàng yêu trừ ma. Phía sau đầu hắn, trăng sáng giống như bánh xe, kiếm quang giống như một cột ánh sáng lớn phóng về phía Tần Mục, cùng lúc đó trong vầng trăng sáng kia có từng ánh sáng về phía bốn phương tám hướng chiếu đi, đó đều là kiếm quang, không ngờ từ trong không trung gập xuống, hiển nhiên đã chặt hết những đường lui của Tần Mục. Kiếm pháp của hắn mạnh mẽ,
có thể nói là nhất tuyệt, ánh trăng đầy trời, kiếm quang tung bay, so với Lạc Nhật kiếm pháp của Ngô Uyên Sơ Vũ và Ngô Uyên Xuất Vân, có thêm rất nhiều tinh diệu và thiện ý. Tần Mục mở ba con mắt ra, chỉ một ngón tay. Kiếm hoàng chấn động, một cục kiếm lớn từ trong kiếm hoàng bạo phát ra. Đó là nhiễu kiếm thức đơn thuần, 8.000 phi kiếm bay xung quanh, tuy rằng sử dụng chính là cùng một chiêu nhưng mỗi một thanh kiếm lại có hình thái không giống nhau. Cục kiếm to đến 3 thước, dài 18 trượng, sóng kiếm đảo qua, khắp bầu trời có ánh trăng nghiền nát, ta không lấy ra toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự đánh không chết được ngươi sao? Tần Mục tiến lên trước một bước. Phách thể tam đan công bạo phát, 8 loại âm thanh khác thường của tổ long bát âm truyền ra, kiếm chỉ đâm ra, cục kiếm không ngờ xuyên qua ánh trăng phía sau đầu của Nguyệt Quang Thái Tử. 8.000 thanh kiếm xoay tròn, vầng trăng sáng kia đã ầm ầm bị nghiền nát, cục kiếm ép xuống phía dưới một cái, Nguyệt Quang Thái Tử thịt nát xương tan, Minh Tâm Hòa Thượng bị dọa cho giật mình, rụt đầu một cái, Tần giáo chủ lại giết người. Lần này nguy rồi, thật không biết vì sao Như Lai phải phái hắn tới đây. Loại chuyện như vậy, ta cũng không. Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trên người mấy trăm vị Phật tử, tay hắn nắm kiếm hoàng giơ lên, thản nhiên nói, sát tâm ta nổi lên, tranh luận không kiềm chế được, ma niệm trong lòng điên cuồng phun ra, lại có tâm giết chóc, các vị đạo hữu, các ngươi có thể cùng tiến lên, tới áp đảo ma trong lòng ta, thành toàn công đức của các ngươi. Mấy trăm vị Phật tử này bị ba ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng đều run rẩy mãnh liệt. Chỉ nghe bên tai không ngừng vang lên các loại Phật âm, hễ là những người bị ánh mắt của Tần Mục quét qua đều không tự chủ được mở ra tất cả thần tàn, bạo phát ra khí thế của mình, bởi vì bọn họ cảm thấy được sát ý trong ánh mắt của Tần Mục, cho rằng sát ý của Tần Mục là nhắm vào mình. Bọn họ vừa bị ánh mắt của Tần Mục quét qua, lại không tự chủ được phát ra tất cả các khí thế, ít nhiều đều hiện lên vẻ khẩn trương, đánh mất đi uy phong của bản thân, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này để nhìn ra sự khác nhau của thần thông công pháp mọi người tu luyện. Có Phật tử trên đỉnh đầu là một án vân quang, trong vân quang có đại Phật đang ngồi. Có Phật tử lại có ánh sáng sau đầu, hơn 100 vị Phật thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo ở trong ánh sáng chói rọi đó xoay tròn quanh hắn, niệm tụng Phật âm. Có Phật tử dưới chân lại tuôn ra suối vàng, trong suối vàng trải đầy lá sen hoa sen, bản thân hắn đứng trên một gốc sen hồng chính giữa. Cũng có Phật tử tu luyện loại pháp môn khác lạ của Phật môn, tu luyện được ba đầu sáu tay, mặt như quỷ dạ xoa. Còn có Phật tử không dính một hạt bụi, khắp người đều là thánh quang. Linh binh của bọn họ cũng vô cùng kỳ lạ, tỳ bà, ô, bảo châu, cung tiễn, bảo kiếm, chày kim cương, kim chù y cùng các loại tinh binh khác. Cũng có người luyện dị thú thành binh, lấy nguyên khí phát động dị thú, thả thú ra đã thương người. Phật môn 20 chư thiên, mỗi một Phật tổ của chư thiên lại không giống nhau, vì thế công pháp cũng là khác nhau. Mà trong số những Phật tử này ngoại trừ công pháp Phật môn ra, còn có rất nhiều tuyệt học của thiên đình, cũng bị ánh mắt của Tần Mục ép ra. Dưới con mắt thứ ba của hắn nhìn chăm chú, tất cả tu vi, cảnh giới đều thấy được rõ ràng. Những Phật tử này không hề giống như nhân vật lớn Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi là quý nhân của thiên đình, công pháp tu luyện là công pháp đế tọa, cho dù U Đô Tiết Độ Sứ Lục Ly cũng phải cung kính lễ độ, không dám chậm trễ. Các Phật tử mặc dù đến từ thiên đình, hay là có quan hệ với thiên đình, nhưng mà vẫn chưa tiếp xúc với công pháp đế tọa, dù sao thì công pháp đế tọa cũng không phải là rau cải trắng ven đường. Bằng không thiên đình cũng sẽ không phái bọn họ đến đây thử học đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Rất can đảm, Ma Luân Pháp Vương giận tím mặt, quát, dám cả gan ở Phật giới ta giết người, ngươi quả thật là ma đầu. Tần Mục nhắm mắt bịt tai, thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, lầm bầm nói, rất lâu rồi ta không có dốc hết toàn lực. Cho dù là động thủ với Tề Cửu Nghi, Triết Hoa Lê ta cũng chưa từng mở ra toàn bộ ba con mắt, ta không biết mình đã tu luyện đến mức nào rồi. Ma Luân Pháp Vương hơi ngẩn ra, đang lúc muốn tiếp tục nổi giận, đột nhiên trong ngôi miếu đổ nát truyền đến âm thanh của Đế Thích Thiên Vương Phật, Ma Luân sư đệ, đừng nôn nóng, tranh đấu giữa những đệ tử cũng sẽ khó tránh khỏi có người tử thương, ngươi còn có thể tự mình muốn ra tay sao, nhân sinh một đời, chẳng qua chỉ là thân xác thối nát. Nguyệt Quang Thái Tử thoát khỏi thân xác thối tha, một thân nhẹ nhàng, thật sự là một việc vui lớn, quy củ đã định ra, để cho Phật tử khiêu chiến với Tần cư sĩ, người nào chiến thắng, người đó sẽ giành được vị trí cuối cùng tiến vào trong miếu học đế tọa chân kinh. Ma Luân Pháp Vương không nén được giận, lại cố gắng nhìn xuống, thầm nói, Đế Thích Thiên Vương Phật là chỗ dựa của tiểu tử này sao? Ngay cả loại lời nói không biết xấu hổ này cũng nói ra được, chẳng qua Đế Thích Thiên Vương Phật đã mở miệng, y cũng không dám chậm trễ, nói thầm, bản lĩnh của tên tiểu quỷ đến từ hạ giới này quả thật không yếu. Chỉ có điều khiêu chiến với tất cả Phật tử thật sự là không biết tự lượng sức. Đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật quan trọng hơn,
lúc này trở mặt cũng không tốt, vẫn là học được chân kinh rồi lại tính tiếp. Trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật đang ngồi tham ngộ đế tọa chân kinh rên lên một tiếng. Vừa nãy mở miệng nói chuyện, ngăn Ma Luân Pháp Vương lại căn bản không phải là hắn. Hắn đang tham ngộ chân kinh, làm gì có thời gian quan tâm tới bên ngoài. Đây là ai giả mạo giọng nói của ta? Giả vờ thật là giống, phải rồi, nhất định là Đại Phạm Thiên Sư Huynh, cũng chỉ có hắn mới có thể bắt chước giọng nói của ta khiến cho bất cứ ai cũng không phân biệt được. Chân mày của Đế Thích Thiên Vương Phật rung lên, đây là chậu phân đầu tiên sao? Hơn nữa là Sư Huynh tự tay mình chụp lên đầu ta. Chỉ mong là chậu phân duy nhất, Thiên Đình Nhật Quang Thái Tử tiến lên hàng phục yêu ma trong lòng ngươi. Nhật Quang Thái Tử tiến về phía trước, phía sau đầu là một vòng mặt trời lớn chiếu sáng, hắn thản nhiên nói, ngươi từ hạ giới đến. Hạ giới, đất đai nghèo nàn, hiếm lắm mới xuất hiện một nhân tài, chả trách cậy tài khinh người. Tần Mục không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn vào đôi tay mình, trong lòng lẩm bẩm, đám người Tư Bà luôn bảo mình che lại con mắt này, chỉ là phong kín một con mắt cũng khiến cho mình không cách nào biết được tiến cảnh thực lực của mình, toàn lực của mình rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Bây giờ rốt cuộc có thể biết rồi, đột nhiên hắn phấn khích đến nỗi rùng mình mấy cái, phấn khích đến mức run rẩy, cuối cùng có thể yên tâm thi triển toàn lực, cuối cùng có thể ra tay không chút kiên kỵ, cuối cùng không cần lo lắng mình vì dục vọng phá hủy và vì lực phá hủy quá mạnh mẽ mà đem lại phiền phức cho bạn bè thân thích rồi. Cuối cùng hắn có thể phóng túng chính mình, quay về làm một thiếu niên không sợ trời không sợ đất trong đại khư kia rồi. Thiếu niên trong đại khư chỉ cần dựa theo quy củ của đại khư hành sự là được, tất cả trói buộc khác đều là trói buộc của bên ngoài, không liên quan gì với thiếu niên của đại khư. Ha ha ha, ha ha ha, Tần Mục cười ra tiếng, tiếng cười dần dần trở nên vang dội. Nhật Quang Thái Tử hơi nhăn mày, hờ hững nói, ta là Nhật Quang Thái Tử Điện Hạ của Nhật Quang Phật Quốc, cùng Nguyệt Quang Sư Huynh là bạn cùng trường của Kiếm Cung Thiên Đình, cùng nhau học kiếm, tình bạn sâu đậm, lắm lời, ngươi nhớ hắn như vậy, ta tiễn ngươi đi xuống làm bạn với hắn. Tần Mục chợt đưa tay vỗ một cái, kiếm hoàng đột nhiên phồng lên, nổ tung. Vô số phi kiếm gào thét, giống như mây che trời, mặt trời sau đầu Thái Tử đột nhiên bắn ra, cười to nói, đợi ngươi lâu rồi. Ánh lửa ngập trời trong mặt trời lớn phía sau đầu hắn không giống với Minh Nguyệt kiếm của Nguyệt Quang Thái Tử, kiếm của y mang theo chân hỏa thuần dương, mặt trời chiếu khắp nơi, đốt cháy hết tất cả. Kiếm quang giấu ở trong ánh lửa và ánh mặt trời, ánh sáng chói mắt khiến cho người ta mở mắt không nổi, không nhìn thấy kiếm của y. Đại Nhật thần kiếm, kiếm của y cùng với kiếm vũ của Tần Mục chạm vào nhau, trong nháy mắt liền truyền đến không biết bao nhiêu là âm thanh đinh đang vang lên. Trong lòng Nhật Quang Thái Tử thầm cả kinh, lập tức cảm thấy kiếm chiêu của mình bị phá đi, trong kiếm pháp của hắn có 3 chiêu. Không đúng, là 4 chiêu kiếm pháp cơ bản từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua. Trong lòng y khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, 4 chiêu kiếm pháp cơ bản. Đừng nói 4 chiêu, cho dù là xuất hiện thêm một chiêu kiếm pháp cơ bản nữa, kiếm pháp dưới thiên địa cũng phải thay đổi lại một lần nữa, sự gia tăng biến hóa đã nhiều vô số kể. Huống hồ gì là 4 chiêu, cũng chính là nói, trong mắt hắn bất cứ kiếm pháp nào của ta, chỗ nào cũng đều có kẻ hở. Trong lòng Nhật Quang Thái Tử sinh ra sự hoảng sợ, trong đầu nhanh như tia chớp suy nghĩ ra đối sách, kiếm pháp của hạ giới phát triển lớn như vậy, trên cơ bản kiếm pháp của thiên đình đã không còn cách nào đối đầu cùng với hắn, duy nhất chỉ có không dùng kiếm pháp, đối với y mà nói chỉ cần dùng kiếm pháp đều có kẻ hở. Duy nhất chỉ có dùng đao pháp hoặc là pháp thuật thần thông cùng đấu với hắn, nếu không hiện giờ ta đã chết rồi. Phải rồi, hiện tại ta làm sao chưa có chết? Y nhìn thấy 8.000 thanh kiếm của Tần Mục giống như mây trắng, kiếm trong mây giống như cá lội, thi triển ra các loại kiếm chiêu khác nhau, lướt qua bên cạnh người mình nhưng không hề xuống tay với mình. Nhật Quang Thái Tử ngẩn người một lát, cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy thịt trên cơ thể mình giống như cái sàn, từ trước ra sau đều là những lỗ máu. Trong đầu y có chút đần độn, giơ tay sờ sờ đầu, một ngón tay liền lọc thẳng vào trong đầu. Y chà sau gáy mình, sau gáy là một lỗ nhỏ, chắc hẳn là phi kiếm xuyên từ mi tâm của y qua sau đầu, để lại dấu vết. Nói như vậy, nguyên thần của ta đã bị hắn giết rồi. Nhật Quang Thái Tử lão đảo ngã xuống đất, bóng dáng của Tần Mục lướt qua thân xác ngã xuống của y, căn bản không biết rằng Nhật Quang Thái Tử trước khi chết có nhiều suy nghĩ đến như vậy. Trận chiến hôm nay, Phật giới sẽ không còn người luyện kiếm nữa rồi. Thiếu niên đại khư cười ha ha, 8.000 thanh kiếm giống như thương vân đè xuống, gần như là công kích về tất cả Phật tử. Trong nháy mắt, hầu như tất cả Phật tử đều bất đắc dĩ phải ra tay. 3 con mắt của Tần Mục sáng như điện, thần tốc quét qua những Phật tử chống lại kiếm pháp của hắn, ước chừng có hơn 100 vị Phật tử thi triển kiếm pháp đối đầu với kiếm pháp của hắn, mà thần thông và linh binh của các Phật tử khác lại không giống nhau.
có không ít vị Phật tử thực lực tu vi cực cao, ví dụ như ba vị Phật tử Ma Yết Thái Tử, Bà Long Công Chúa, Phù Vân Thái Tử mà Ma Luân Pháp Vương đã nhắc tới, còn có Phổ Chiếu Phật Tử đã từng cùng Ma Viên chiến không tranh luận đến nôn máu, còn có Không Tương Phật Tử và Phật tử khác, thực lực cũng cực kỳ cao minh. Càng nhiều Phật tử tu luyện công pháp thiên đình, đối với thành tựu của công pháp Phật môn không cao, vì thế tu luyện kiếm pháp có hơn trăm vị cao thủ trẻ tuổi. Đột nhiên, Diêm Ma La Vương Phật không đành lòng, nhắm mắt lại, nhìn về các Phật tổ khác nói, đi thôi, chỗ này đã không thể xem tiếp nữa rồi, nhìn nữa chỉ là máu đổ thành sông. Sa Kiệt Long Vương Phật với những Phật tổ khác rối rít gật đầu, nói, quả thật là không đành lòng nhìn tiếp. Nói rồi, hắn dẫn theo các đệ tử của mình, rối rít phi thân lên rời khỏi nơi này, bay đến các Phật giới chư thiên của mình. Kiến Không Phật tử len lén quay đầu nhìn, không khỏi ngây ra, chỉ nhìn thấy trong bãi chiến trường trước ngôi miếu rách nát kia đột nhiên có huyết quang hiện ra, đó là hơn trăm đạo huyết quang, hơn trăm vị Phật tử tu luyện kiếm pháp, trong nháy mắt, kiếm pháp của bọn họ đều bị phá đi, trực tiếp bị chém nguyên thần hoặc bị chém thân xác, chết một cách oan uổng. Trong lòng Kiến Không Phật tử hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo, nói không nên lời. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn qua, đã thấy Tần Mục tập trung kiếm thành vòng, bóp vòng thành đao, trường đao chia làm hai, bước chân di chuyển đan xen, nhanh như tia chớp, thân hình lúc bên trái, lúc bên phải, lúc trước, lúc sau. Đao quang nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy, đao giơ lên đầu người rớt xuống, chặt chém thân thể. Hai đạo đao quang trong tay hắn như con rồng dài, tung hoành ngang dọc, đại khai đại hợp, phía sau đột nhiên có một cánh cửa lớn mở ra, lộ ra u đô tối tăm. Cánh cửa lớn kia di chuyển theo bóng dáng của hắn, một đường quét ngang. Nó đi qua nơi nào, nếu các vị Phật tử không kịp phản ứng liền bị cánh cửa này cắn nuốt hồn phách nguyên thần, chỉ lưu lại một cơ thể trống rỗng. Da đầu Kiến Không Phật tử tê dại, thân thể run rẩy, chỉ nhìn thấy trường đao trong tay Tần Mục tập hợp lại với nhau thành một thanh trường thương. Một thương liền treo Bà Long Công Chúa trên đầu mũi thương, đại thương vừa vung lên, thân thể yêu kiều của vị Bà Long Công Chúa kia liền bị chia năm xẻ bảy. Ngay lập tức, đại thương của Tần Mục đâm xuống đất, vô số phi kiếm tản ra, hóa thành một cái chuông lớn chụp lấy hắn, xoay điên cuồng quay xung quanh hắn, ngăn chặn sự tấn công từ thần thông và linh binh của các Phật tử khác. Dưới cái chuông lớn, Tần Mục điên cuồng công kích, một quyền một cước, chiêu thức rõ ràng, lực lượng cuồng bạo thông qua chuông lớn chạy thẳng tới bên ngoài, giết chết những vị Phật tử trường phái chiến kỷ ở cạnh hắn, khiến bọn họ bị chấn động đến mức xương cốt nát tan. Kiến Không, không cần nhìn nữa. Diêm Ma La Vương Phật thở dài, nói, nếu xem tiếp sẽ ảnh hưởng tới Phật tâm của ngươi. Trong lòng Kiến Không Phật cảm thấy rét lạnh, muốn nói nhưng cổ họng khàn khàn nói không nên lời. Hắn chỉ đành phải hắn giọng, âm thanh vẫn còn chút khàn khàn, Phật của ta, Tần cư sĩ đại khai sát giới như vậy, các Phật có thể tha cho hắn sao? Không tha cho hắn thì thế nào? Diêm Ma La Vương Phật khẽ nói, ta đã gặp qua hắn ở U Đô. Năm đó ta xuống U Đô muốn độ hóa oan hồn nơi đó, kết quả gặp phải hắn. Ta vốn nghĩ hắn đã chết rồi, không ngờ tới hắn vậy mà vẫn còn sống, hoặc nhìn dường như đã quên đi những chuyện xảy ra lúc nhỏ. 19 năm rồi đi, Kiến Không Phật tử theo Diêm Ma La Vương đi xa, rời khỏi Đại Phạm Thiên, trong lòng vị Phật tử này có chút không hiểu. Thầm nghĩ, chuyện xảy ra lúc nhỏ. Khi Tần cư sĩ còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Phật ta lại gặp hắn ở U Đô? Vì sao Tần cư sĩ lại không nhớ? Thứ hắn nghĩ rất nhiều, nhưng hiển nhiên Diêm Ma La Vương giữ kín như bưng, không muốn nói nhiều. Hơn nữa Diêm Ma La Vương đi rất nhanh rất gấp, hình như không phải là không nhẫn tâm nhìn cảnh Tần Mục tàn sát Phật tử mà là muốn thật sớm thoát khỏi Đại Phạm Thiên, nhằm tránh gặp phải liên lụy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Phật ta biết rất nhiều bí mật, nhưng không muốn nói với ta. Lẽ nào Tần cư sĩ thật sự đáng sợ như vậy sao? Đại Phạm Thiên, trước ngôi miếu rách nát, bóng dáng của Tần Mục gần như khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả Phật tử đồng thời mở mắt ra, vận dụng các loại thần thông thiên nhãn, lúc này mới có thể thấy được bóng dáng của hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, như ánh sáng lướt qua, các loại thủ đoạn như kiếm pháp, thần thông, đao pháp, thương pháp, quyền pháp đều được thi triển ra. Hơn nữa còn thi triển ra khi đang chạy với tốc độ vô cùng nhanh chóng khiến người ta không kịp nhìn. Không Tương Phật tử quát lớn, thân thể có kim quang sáng ngời giống như một vị đại Phật bốn mặt, với bốn đầu tám tay, bay ở giữa không trung, lao đến chính diện, chống đỡ lại Tần Mục. Hai người ở trên không trung với tốc độ nhanh như tên bắn, lấy nhanh đánh nhanh. Không Tương Phật tử thân cao 2 trượng 6, 2 trượng 7, vạm vỡ vô cùng. Nhưng mà hai người bay trên không trung, Tần Mục lại ép Không Tương Phật tử bay về phía sau. Giữa không trung, nắm đấm va chạm giống như tiếng sấm. Các Phật tử khác bay lên trên không trung chuẩn bị bao vây tấn công, đột nhiên có kim huyết bay khắp bầu trời, giống như mưa rơi. Khí huyết trong cơ thể Không Tương Phật tử nổ tung ra,
toàn thân phát ra những tiếng động bùm bùm, da nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Không Tương Phật Tử và Tần Mục lấy cứng chọi cứng, khí huyết bị đánh cho sôi trào, thân thể không chứa được quá nhiều khí huyết như vậy, khí huyết cuồng bạo vượt quá giới hạn mà cơ thể có thể tiếp nhận được, vì vậy nổ tung mà chết. Trong chớp mắt khi các Phật tử khác bay lên cao chuẩn bị bao vây tấn công Tần Mục, lại nhìn thấy các mảnh vụn cơ thể của Không Tương Phật Tử rơi từ trên không trung xuống. Những Phật tử bay lên không trung đột nhiên nhìn thấy được giữa không trung có kiếm quang chớp động, trong lòng chợt kinh động, mỗi người vội vàng thi triển thần thông đánh vào trong không trung, nhưng lại thấy kiếm quang bắn ra giống như biển máu mênh mông, nhất kiếm khai hoàng huyết ung dương, khí huyết cuồng bạo xen lẫn với ánh kiếm càn quét, kiếm trong biển máu lao ra trông như rồng, tùy ý xuyên qua. Từng vị Phật tử, có người ôm cổ họng, có người che mi tâm, từng cơ thể chìm vào trong biển máu rộng lớn, mà ở trên biển máu mênh mông, Ma Yết Thái Tử chân đạp đại dương, dưới chân có hoa sen dày đặc, hắn ngắt một đóa hoa sen ngăn cản thế tấn công của Tần Mục. Vù, Tần Mục xoay người, tay áo lay động, tóc dài bay lượn, cầm kiếm quay lưng về phía Ma Yết. Ma Yết Thái Tử nhìn ra sơ hở, đang muốn tấn công, đột nhiên biển máu tách ra, một cánh cửa tối tăm xuyên qua người Tần Mục. Ma Yết Thái Tử ngẩn người một lát, thân thể chậm rãi chìm vào trong biển máu, nguyên thần của hắn đã bị cánh cửa thừa thiên kéo vào u đô, biển máu rút đi, từng bộ thi thể rơi từ trong không trung xuống. So với các Phật tử trẻ tuổi từ Thiên Đình phái tới, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của Tần Mục cao hơn bọn họ rất nhiều. Phật tử của Thiên Đình quanh năm định cư ở Phật giới luôn luôn không có chiến sự, gió êm sóng lặng giống như là một đầm nước động. Ở nơi này sinh sống, tất nhiên là bách tính an vui giàu có, không có dục vọng và giả tâm, nhưng đồng thời quá ổn định cũng dẫn đến đạo pháp thần thông lạc hậu. Đạo pháp thần thông không có chỗ dùng, lại không có người đi tu luyện, cũng không có người đi nghiên cứu. Bọn họ hưởng cảnh thái bình quá lâu, đã không còn nhiệt tình dám đánh dám liều mạng xông vào nữa. Tần Mục lại khác. Nơi Tần Mục sống khi còn nhỏ là đại cư nguy hiểm vô cùng. Thời kỳ thiếu niên, hắn đã có thể đi khắp mọi nơi trên vùng đất nguy hiểm như đại cư. Về phần Duyên Khang lại là quốc gia có cuộc sống sôi động, thực lực quốc gia được nâng cao trong điên cuồng, có kẻ địch nhưng có hậu phương lớn ổn định, đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày, tướng sĩ chém giết ngoài tiền tuyến. Phía sau thần thông giả lại truyền đạo pháp thần thông cho bách tính dùng, cải tạo sinh hoạt hàng ngày của bách tính. Vì vậy rất nhiều thứ kỳ lạ và mới mẻ như thuyền bay, xe bay, chân nguyên pháp liên tục xuất hiện khiến cho sức sáng tạo của Duyên Khang càng lúc càng mạnh, các loại đạo pháp thần thông cũng biến chuyển từng ngày. Về phần Thái Hoàng Thiên, bởi vì chiến tranh thật sự tàn khốc, đã không còn có hậu phương ổn định, ngay cả kết cấu xã hội cũng không hoàn chỉnh, không còn có chỗ cho sáng tạo, đạo pháp thần thông lại càng không thể nào phát triển. Tần Mục sinh ra ở Đại Khư, thuở nhỏ có thôn trưởng và chính lão dốc lòng dạy bảo, lại vượt qua thời đại lớn Duyên Khang quốc mở rộng, quốc sư Duyên Khang cải cách, bởi vậy mới có thể có thành tựu như bây giờ. Hơn nữa, hắn cũng là một trong những nhà cải cách, còn là người sáng lập ra 18 kiếm thức, người phát triển nguyên thần dẫn, là tồn tại sơ bộ làm được tới lấy kiếm nhập đạo. So sánh với những Phật tử sinh sống ở Phật giới chưa từng trải qua bất kỳ gian khổ nào, hắn và bọn họ từ lâu đã không phải ở cùng một trình độ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước có Phật tử đang điên cuồng lao về phía hắn. Vị Phật tử này còn là cường giả cảnh giới thiên nhân. Hắn cùng Ma Viên chiến không tranh luận đạo pháp, Phật quang chiếu khắp, sau đó bị Ma Viên giơ tay lên ngăn cản, lại không tự chủ được nôn ra máu, thiếu chút nữa thì chết. Hắn tranh luận đạo pháp thua Ma Viên, nhưng thực lực của hắn lại cao thâm khó dò. Hắn vừa chạy gấp, vừa vận dụng ấn pháp chồng chất, từng chiêu từng thức, từng quyền từng cước, khí thế mạnh mẽ, pháp độ đáng sợ. Hắn thi triển ra ấn pháp thành thạo nhất, mỗi một ấn đánh ra lại có một hình ảnh của các Phật. Nguyên thần phía sau hắn giống như một vị Phật đà khổng lồ đang ngồi, xung quanh nguyên thần có ảo ảnh các Phật lớn nhỏ khác nhau, theo ấn pháp của hắn thi triển ra các loại ấn pháp, phổ chiếu Phật tử chạy như điên, giống như sấm sét cuồn cuộn từ trong đám mây lao đến, âm thanh chưa đến, lôi quang đã tới trước. Ấn pháp hắn đang thi triển chính là đại thần thông đại công đức thiên trong Phật giới, phổ chiếu chúng sinh, chỉ có số ít Phật tử có thể tu thành loại đại thần thông này. Khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, nguyên thần cũng càng lúc càng mạnh, đã đạt đến trình độ mũi tên đã lên dây không bắn không được. Nhưng vào lúc này, ngón trỏ và ngón giữa của Tần Mục giơ lên, hóa thành kiếm chỉ điểm tại mi tâm, kiếm chỉ đâm về phía trước. Kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp, phổ chiếu Phật tử đã đạt đến cực hạn, trước mặt lại thấy một đường kiếm quang bay tới, hắn không khỏi quát lên một tiếng. Ảo ảnh các Phật phía sau lưng hắn lần lượt phát ra, vạn pháp đánh ra phía trước, Tần Mục lại xoay người rời đi. Từ không trung nhảy xuống mặt đất, trong lòng có chút buồn bực, kỳ lạ, một chiêu kiếm đạo thần thông này của ta thi triển ra, nguyên khí sẽ bị tiêu hao 7-8 phần, vậy sao hiện tại ta lại có cảm giác nguyên khí của mình vẫn vô cùng dư thừa,
giống như là nước giếng vậy, hình như vô cùng vô tận. Hắn cảm nhận được nguyên khí của mình vẫn có trạng thái cao nhất, hình như vĩnh viễn cũng không thể nào tiêu hao hết. Chiến đấu lâu như vậy, các loại thần thông các loại chiến kỹ hắn gần như đều đã từng thi triển ra một lần. Các chiêu đại thần thông vô cùng tiêu hao pháp lực hắn cũng thi triển ra không ít, nhưng nguyên khí vẫn không có bất kỳ tiêu hao nào. Càng quái lạ hơn là, hắn thậm chí cảm giác được nguyên khí tu vi của mình đang nhanh chóng nâng cao. Điều này hoàn toàn không bình thường. Ngay lập tức, hắn nhận thấy được vấn đề ở chỗ nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đó chính là con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn. Hắn giết mỗi một người, lại có nguyên khí dồi dào chảy vào trong con mắt này, chảy vào toàn thân, giống như là phần thưởng vậy. Chỉ cần giết càng nhiều người, phần thưởng lại càng thêm nhiều. Cổ quái, cổ quái. Con mắt này đúng là có vấn đề lớn. Suy, 10 dặm kiếm quang đi qua phổ chiếu Phật tử, ánh sáng chói mắt đến cực điểm, sáng rực cả nửa bầu trời. Còn chiêu phổ chiếu chúng sinh của phổ chiếu Phật tử có uy lực ngất trời, lại đánh vào chỗ trống. Tần Mục từ lâu đã thi triển ra thâu thiên thần thối rời xa chỗ đó, hai mắt phổ chiếu Phật tử mờ mịt vô thần, ngã xuống. Phía sau hắn, kiếm quang bỗng nhiên thu lại hóa thành một kiếm hoàng nho nhỏ từ trong không trung xoay tròn rơi xuống. Còn chưa xuống tới mặt đất, kiếm hoàng đột nhiên tăng lên, hóa thành chín con rồng. Đầu rồng hướng xuống phía dưới, đuôi ở trên quấn lại cùng một chỗ, giống như là một cái chụp lớn. Tầm một tiếng đã khống chế một vị Phật tử. Bên trong Cửu Long thần hỏa tráo, ánh lửa và kiếm quang bạo phát, thiêu đốt vị Phật tử kia thành tro bụi. Cùng lúc đó, Tần Mục rơi xuống đất giơ tay lên, Cửu Long thần hỏa tráo bay tới, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái chù y trong tay hắn. Tần Mục tức giận rít gào, phía sau lưng hắn có ánh lửa ngút trời, giống như một ngọn núi lửa lớn ầm ầm phun trào. Tần Mục ném cái chù y trong tay về phía trước, dốc hết sức lực trong thân thể ném đi, đập vào ngực của một Phật tử xông đến. Hắn đập chù y xuống, trong chớp mắt cơ bắp của hai chân căng thẳng, ầm ầm vọt tới phía trước, ngực của vị Phật tử kia bị hắn đập lúng xuống, bị đỉnh chùy đập bay về phía sau, lướt qua cây cối hai bên. Cây cối phía sau lưng hắn cũng bị hắn đập cho ầm ầm nổ tung, nhưng mà sau một khắc, Tần Mục lại đi tới trước người hắn, lấy tay nắm lấy cán chù y, chiếc chù y biến hóa giống như nước chảy vậy, hóa thành một cây trường thương, treo Phật tử này ở trên mũi thương. Tần Mục trung thương, người Phật tử này chia năm xẻ bảy. Không nên đánh từng người một, Phù Vân Thái tử lớn tiếng kêu lên, mọi người tập trung lại một chỗ, đến bên cạnh ta, sử dụng thần thông Phật nhãn luyện chết hắn. May mắn còn tồn tại rất nhiều Phật tử đang đuổi theo Tần Mục, các loại thần thông, linh binh đánh về phía Tần Mục, lại khó có thể bắt được bóng người của Tần Mục. Vừa nghe vậy, bọn họ nhất thời tỉnh ngộ lại, đều tập trung về phía Phù Vân Thái tử. Từng vị Phật tử đột nhiên tạo thành bức tường người, ngươi dẫm lên đầu vai ta, ta dẫm lên đầu vai hắn, chồng lại một chỗ. Số lượng đạt tới hơn 64 người. Phật nhãn, mở. 64 vị Phật tử chấp bàn tay lại trước ngực, có người ba đầu sáu tay, có người toàn thân hai mặt, có người là chân thân Minh Vương, có người thân thể A-La-Hán, từng người phát động Phật nhãn, dẹp yên yêu phân, hàng yêu trừ ma, tiếng của bọn họ vang lên, tất cả khí thế của mọi người tập trung lại một chỗ, giống như tường đồng vách sắt, khí thế giống như thành trì, chợt, Phật quang hội tụ thành dòng nước lũ, tập trung cùng một chỗ, động núi nứt đá. Đánh cho không gian chấn động không ngừng, đánh về hướng Tần Mục. Nhất thời, Phật quang nồng đậm mạnh mẽ vô cùng, Phật âm vang lên vô cùng lớn, âm thanh đi qua tới đâu tất cả đều bị chấn động hóa thành bột mịn. Vừa rồi, Tần Mục một thương đâm chết vị Phật tử kia, ngay lập tức đại thương rung lên, hóa thành một cái khiên quy xà lớn trắng ở trước người. Ầm, thân thể của Tần Mục rung rẩy kịch liệt. Cả người hắn và tấm khiên bị đánh bay ở giữa không trung, tấm khiên lớn trước người hắn là do 8000 thanh kiếm tạo thành. Lúc này đã khó có thể tạo thành tấm khiên hình, từng thanh phi kiếm bị Phật quang làm chấn động, theo đó rung rung sắp sửa tan rã. Tần Mục kêu rên, nôn ra máu, thân thể bị đánh ra khỏi hòn đảo trong Phật quang Kim Hải, ầm ầm đâm vào một đỉnh núi lộ ra trên Kim Hải. Phù Vân Thái tử và 64 vị Phật tử phi thân lên, bay tới Kim Hải, ở giữa không trung lại cùng quát lớn, Phật Pháp vô biên, La Hán hạ giới, ông, trong mắt mọi người, Phật quang lại một lần nữa nóng hừng hực. Tất cả Phật quang tập trung lại một chỗ, một lần nữa đánh về phía Tần Mục, các ngươi chỉ dám ỷ vào nhiều người, ta sợ các ngươi sao? Phật quang còn chưa đi tới đỉnh ngọn núi kia, chỉ thấy đỉnh núi có một mảnh núi đá nổ tung, Tần Mục phóng lên cao, áo choàng bay ra, hai tay giơ ở trước người, tạo một pháp ấn kỳ quái, pháp ấn vừa được bấm ra, ba con mắt của hắn càng lúc càng sáng, trái dương phải âm, hai mắt trái và phải một bên là thái dương chân hỏa. Một bên là thái âm chân hỏa nhưng cả hai đều kém hơn con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn. Trong con mắt thứ ba ở mi tâm có hoa văn hình dạng cánh bướm tràn ra,
giống như là con bướm mới vừa phá kén, đang chậm rãi xòe ra hai cánh của mình, con mắt nhỏ này càng lúc càng yêu dị. Đột nhiên, hai tay của Tần Mục hoàn thành kết ấn ấn pháp, hai tay vung mạnh về phía sau, đầu bắn về phía trước, chỉ nghe có một tiếng động vang lên, ba đường ánh sáng từ trong ba con mắt của hắn bắn ra, Phật quang cùng ba đường ánh sáng từ mắt hắn va chạm. Giữa không trung, bức tường người do 64 vị Phật tử tạo thành ầm ầm đổ nát, cục tay cục chân bay khắp tứ phía, tác đồ, ma ha ba hách, Tần Mục đang định một lưới bắt hết bọn họ, đột nhiên trong miệng truyền đến ngôn ngữ U Đô tối nghĩa, trong lòng hắn không khỏi nhất thời kinh sợ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại đột nhiên nói ra ngôn ngữ U Đô? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, lại đột nhiên nở nụ cười, ha ha, tế phẩm đủ nhiều rồi, mùi vị của những linh hồn ngốc này không tồi, Tần Mục lè lưỡi, liếm môi một cái, đột nhiên cảnh giác, không đúng, ta không muốn làm như vậy. Ta làm sao vậy? Nghiệt súc, đột nhiên, một tiếng nói giống như sấm nổ truyền đến. Một vị Phật Đà từ trên trời cao bay tới, bàn tay to ấn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên là ma, đã bất trị. Hôm nay Phật gia nổi cơn lôi đình, sẽ hoàn toàn diệt trừ ngươi, đánh không nổi sao? Tần Mục cười nói, nếu đánh không lại, trả cơ thể lại cho ta, xem ta xé xác hắn thế nào. Hắn nói ra lời này, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy. Lời này rõ ràng là chính hắn nói, nhưng hết lần này tới lần khác đây lại không phải là suy nghĩ của hắn. Ngươi là ai? Tần Mục kinh ngạc nói, trong miệng hắn truyền tới một âm thanh, rất thanh thúy, nhưng lại có chứa sự tà ác, ta là, bàn tay to của vị Phật Đà đã đè xuống đỉnh đầu của hắn. Tần Mục đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một người khác đang thức tỉnh, loại cảm giác này quá kỳ quái, hắn cảm giác được mình chia ra thành hai, Tần Phượng Thanh, âm thanh này hạ xuống, ý thức vốn có của Tần Mục bị xếp xuống thứ hai, trở thành một người đứng ngoài xem, đáng sợ hơn chính là một con người khác xuất hiện. Một năng lượng không biết từ nơi nào vọt tới, trong lúc bất chợt tràn ngập ở trong cơ thể hắn, dồi dào như vậy, đáng sợ như vậy, tà ác như vậy. Cho nên tu vi ban đầu Tần Mục chỉ có thể cùng ý thức của mình cố thủ ở một góc, nhìn toàn thân của hắn tràn ngập sự tà ác, nguyên thần cướp được vẫn quá ít, căn bản không đủ để phá vỡ phong ấn của Thổ Bá. Thổ Bá tên đại bại hoại này, chỉ có điều, giết vị Phật tử này lại có thể phá vỡ càng nhiều phong ấn hơn. Tần Mục nghe được mình truyền ra một âm thanh xa lạ mà non nớt kiêu ngạo, giọng nói này dẫn theo sự tà ác, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Âm thanh trong miệng hắn là ngôn ngữ U Đô mang theo ma lực kỳ dị, đường hoàng, không sợ hãi, đồng thời có sự tham lam vô biên, giống như là tất cả hợp thể của mặt trái dục vọng. Thân ta đứng đây, tức là U Đô. Tần Mục nhìn thấy được bóng tối từ trong cơ thể mình lan ra, xâm chiếm trời của Đại Phạm Thiên chí cao của Phật giới. Đại Phạm Thiên vĩnh viễn sáng rõ với ánh sáng màu vàng giống như biển, lúc này Kim Hải đột nhiên mờ đi một mảng lớn. Kim Hải giống như là một chậu nước trong bị nhỏ một giọt mực vậy, bóng tối tập kích khiến cho Kim Hải gặp phải ô nhiễm, biến thành màu đen, phạm vi bóng tối bao phủ càng lúc càng lớn. Thánh địa chí cao của Phật giới đang chuyển hóa về phía U Đô, bàn tay to của vị Phật Đà đã hạ xuống, Phật quang cường đại phóng ra nhưng lập tức bị bóng tối cắn nuốt. Vị Phật Đà này kinh ngạc kêu lên, từ ma khí của U Đô tối tăm rút bàn tay về. Chỉ thấy bàn tay to mập mạp màu vàng kim của Phật Đà đã biến thành xương trắng, máu thịt đã không cánh mà bay. Đó là một loại thần thông hoàn toàn khác với Duyên Khang, Thái Hoàng Thiên hoặc Phật giới, Thiên Đình, nắm trong tay lực lượng chết chóc, cướp đoạt tất cả sức sống làm của riêng. Tần Mục phóng người nhảy lên, cười ha ha, năm ngón tay mở rộng ra, đặt trên đầu của vị Phật Đà này. Ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền đến, vị Phật Đà này bị ép chặt ở trên hòn đảo với ánh sáng màu vàng rực rỡ. Chỗ hòn đảo này ầm ầm nổ tung. Long trời lỡ đất, Tần Mục nhìn thấy được thân thể mình cũng đang phát sinh biến hóa kỳ diệu, thân thể của hắn phát triển điên cuồng, trở nên càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nhưng mà tuổi tác của hắn lại dường như đang từ từ biến mất, trở nên càng lúc càng trẻ tuổi, càng lúc càng giống trẻ con. Cũng may Vũ Chiếu Thanh tộc trưởng Thiên Vũ chế tạo trang phục cho hắn không giống người thường, sử dụng nguyên liệu tốt nhất của Thiên Vũ tộc chế luyện thành, cũng là một món linh binh linh bảo không tầm thường, có thể tùy theo thân thể của hắn biến hóa lớn nhỏ. Lúc này hắn đã cao tới hơn 10 trượng, nhưng dáng vẻ lại lùi đến 4-5 tuổi, giống như là một tiểu hài tử trắng như tuyết đáng yêu. Chỉ có điều tiểu hài tử này thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng sức lực lại lớn vô cùng, hơn nữa cũng vô cùng hung ác, gần như đập nát đầu của vị Phật Đà này. Không chỉ có như vậy, tiểu hài tử này một tay xách vị Phật Đà này lên, giơ lên trên không trung, há mồm ra, dùng sức hít sâu. Phật quang toàn thân của vị Phật Đà này điên cuồng phun ra, dốc sức chống lại nhưng nguyên thần của hắn lại không tự chủ được nổi lên, thỉnh thoảng bị hút rời khỏi thân thể vài phần rồi lại lùi về trong cơ thể. Phật Đà giãy giụa không ngừng,
từng ngọn thần tàn của hắn nổi lên, nguyên thần ở trước cửa thiên cung, dừng chân không được, hai lần ba lần bị hút thiếu chút nữa bay ra khỏi thiên cung. Tần Mục phát hiện, bản thân đang trẻ hóa, mới vừa rồi còn là 4-5 tuổi, hiện tại lại chưa tới 3 tuổi. Nhưng vào lúc này, Ma Luân Pháp Vương gào thét bay tới, một ấn giống như bánh xe đánh vào giữa lưng của Tần Mục. Tần Mục mang theo vị Phật Đà này lăn đi, ở trên kim hải lật mấy chục lần, đâm sập vài ngọn núi, lúc này mới dừng lại, nhưng vị Phật Đà này đã bị hắn một hơi hút mất nguyên thần. Nguyên thần của vị Phật Đà lại không rơi vào trong miệng của Tần Mục, mà nguyên thần vặn vẹo xoay tròn, tiến vào con mắt thứ ba của hắn. Trong lòng Tần Mục hoảng sợ, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao sau khi Phong Đô Diêm Vương trấn áp phong ấn ở ngọc bội của mình, Tần Vương Điện lại sụp xuống, tại sao Diêm Vương lại bị mắc kẹt trong cột. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao sau khi tồn tại mạnh mẽ như Phượt Nhật La tiếp xúc đến ngọc bội, lại bị đánh cho ngực đột ngột nổ tung, mắc kẹt ở trong một tòa tế đàn hôn mê bất tỉnh. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Vô Vọng Thành lại gặp phải tai bay vạ gió, vì sao Thổ Bá nhất định phải gặp hắn ở U Đô, bố trí lại phong ấn bên trong ngọc bội. Từ trước tới nay hắn cho rằng đây chẳng qua là ngọc bội phong ấn nguyền rủa, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về bản thân, mà trong vài lần biến hóa kịch liệt, hắn bao giờ cũng ngủ thật say, không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra, mà bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, nguyền rủa thật sự chính là mình, hoặc nói cách khác là một người khác trong cơ thể hắn. Lúc trước hắn mê man là bởi vì một người khác trong hắn quá mạnh mẽ, chiếm thân thể hắn. Nhưng bây giờ hắn tỉnh táo là bởi vì phong ấn của Thổ Bá quá mạnh mẽ, một người khác trong hắn không có cách nào thoát khỏi phong ấn, bởi vậy tạo thành tình cảnh hai ý thức cùng tồn tại trong một thân thể, đồng thời giữ được tỉnh táo, hắn không có khả năng suy nghĩ nhiều. Ma Luân Pháp Vương cùng ba vị Phật Đà đã hung hãn đánh tới, chân đạp Phật Quang Kim Hải, bốn vị Phật lớn tung ra hết thủ đoạn, muốn giết bằng được hắn. Các thần thông ngập trời, uy lực giống như sang núi lấp biển, hiện tượng kỳ lạ vọt lên tới tận mây trời. Đột nhiên, ý thức của Tần Mục chiếm lấy thân thể, nhanh chóng chạy gấp, thi triển ra Thâu Thiên Thần Thối do người què truyền thụ, ở thời khắc chỉ mảnh treo chung tránh được công kích của đám người Ma Luân Pháp Vương. Thâu Thiên Thần Thối của người què ở dưới chân hắn, không ngờ trở nên nhanh chóng khác thường, quả thực có thể xuyên qua không gian. Nếu như người què cũng ở đây, nhất định sẽ trợn tròn hai mắt há hốc mồm, không thể tin được cước pháp của mình có thể đạt được mức độ này. Nhưng mà lúc này Tần Mục nắm giữ pháp lực vô biên, phát huy Thâu Thiên Thần Thối của người què đến mức tận cùng, quả thực chính là xuyên qua vạn bụi hoa không mảnh lá dính thân, bất kỳ thần thông nào của Ma Luân Pháp Vương cũng không có cách nào chạm đến hắn, ta làm sao có thể đột nhiên khống chế thân thể, Tần Mục đang tránh né đột nhiên sinh ra sự nghi ngờ này. Tiếp theo, ý thức Tần Phượng Thanh trở lại, âm thanh vừa hồn nhiên vừa ác ma nói, Thổ Bá, ngươi lại hại ta, ý thức của Tần Mục lại một lần nữa lui về thứ hai, thân thể của hắn đã biến thành một đứa trẻ to xác. Hưng phấn dời sông lấp biển, nhảy như bay, dẫm cho kim hải không ngừng nổ tung, Phật quang phát ra sóng lớn ngập trời. Hắn đi tới đâu, kim hải bị ô nhiễm tới đó, lúc trước vẫn chỉ có thể xem như là một giọt mực rơi vào kim hải, mà bây giờ chính là nước mực nhỏ loạn xung quanh. Hắn bắt được một Phật Đà, đang xé xác, giống như đây chỉ là một thứ đồ chơi. Hắn là một đứa trẻ bướng bỉnh, đang cố gắng phá món đồ chơi. Ma Luân Pháp Vương cùng hai vị Phật Đà còn lại đuổi theo đánh. Tần Phượng Thanh hình như chưa từng học qua nhiều thần thông, hắn tung ra đều là thần thông đơn giản nhất nhưng mà lại là thần thông của U Đô, quỷ dị khó lường, hạ bút thành văn khiến cho Ma Luân Pháp Vương và hai vị Phật Đà khó có thể chống đỡ. Đáng sợ hơn chính là sức mạnh thân thể của hắn đơn giản là không gì có thể so sánh nổi. Hắn nắm lấy vị Phật Đà trong tay xé ra, Phật huyết hòa vào kim hải, nguyên thần của Phật Đà cũng bị con mắt của Tần Mục cắn nuốt, xoay tròn rơi vào trong mắt, rồi biến mất. Hoa văn cánh bướm ở trong con mắt thứ ba tại mi tâm của Tần Mục lan tràn ra, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thực lực cũng càng lúc càng khủng khiếp. Hắn xoay người lại trực diện chém giết đám người Ma Luân Pháp Vương, mà ở trước ngôi chùa bỏ hoang, Minh Tâm Hòa Thượng bay lên giữa không trung, từ phía xa nhìn trận chiến đấu trong Kim Hải, trong lòng không kìm được cảm thấy hoảng sợ, chỉ thấy trong đại phạm thiên Kim Hải từng hòn đảo giống như những chiếc màn thầu đều sụp xuống, từng ngọn núi thánh bị đánh sập. Bóng tối lại đang không ngừng gây ô nhiễm cho tòa thánh địa vô thượng này. Sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng vàng như đất, toàn thân run rẩy, trong đầu trống rỗng. Hòa Thượng, xuống. Hắn đột nhiên nghe được từ phía dưới truyền tới một âm thanh, hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa ngôi miếu đổ, nhà sư thật thà kia đang vẫy tay với hắn, cũng đã gọi hắn rất nhiều tiếng. Chỉ là trong lòng hắn thực sự đang khiếp sợ chấn động không có cách nào nghe thấy. Nhà sư này cười nói, nhanh xuống đây, Đại Ma Vương sắp đánh tới. Chúng ta vào trong chùa tránh một chút, Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng nói,
Tần sư huynh sẽ không giết ta. Nhà sư này cười nói, ngươi cho rằng đó thật sự là tần sư huynh của ngươi sao? Minh Tâm hòa thượng nhìn về phía Kim Hải. Kim Hải gần như đã biến thành nghiêng mực lớn, Tần Mục biến thành đứa trẻ to lớn đang đánh mạnh cái chù y vào một vị Phật đà, đánh cho vị Phật đà này biến thành máu thịt lẫn lộn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng động rất lớn giống như trời long đất lở vang lên, thân thể to lớn của Ma Luân Pháp Vương bay ngược ra, bay ra khỏi Kim Hải, thậm chí lăn lộn trên đảo nhỏ này, nghiền nát một mảng núi rừng, lăn lộn đập về phía bên này. Đứa trẻ do Tần Mục biến thành đang nuốt nguyên thần của một Phật đà, vừa ăn, vừa chạy về phía này. Minh Tâm hòa thượng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng phi thân xuống. Nhà sư kia mở cửa chùa, gọi hắn tiến vào bên trong. Minh Tâm hòa thượng cuống quýt đi vào, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đại Phạm Thiên Vương Phật có ba người tiến vào trong học được đế tọa chân kinh. Hiện tại Chiến Không sư huynh và Đế Thích Thiên Vương Phật đã tiến vào, ta lại tiến vào, chẳng phải là đủ ba người rồi sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đứa trẻ to lớn do Tần Mục biến thành nhất một chân của Ma Luân Pháp Vương lên, đập tới đập lui Ma Luân Pháp Vương, đập đến núi lở đất nứt, đập đến Ma Luân Pháp Vương hấp hối. Nhà sư kia vội vàng đóng cửa chùa, chặn đi tầm nhìn của Minh Tâm Hòa Thượng, dục Minh Tâm Hòa Thượng tiến về phía trong chùa, cười nói, sư huynh, huynh thoải mái đi. Đi vào bên trong huynh sẽ gặp Đại Phạm Thiên Vương Phật, nhận được đế tọa chân kinh. Nhanh đi nhanh đi, Minh Tâm Hòa Thượng đần độn, lão đảo nghiêng ngã đi về phía trước. Ngôi chùa này thoạt nhìn không lớn, nhưng hắn đi rất xa cũng không tới điểm cuối. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ma Luân Pháp Vương. Minh Tâm Hòa Thượng sởn tóc gáy, kết thúc rồi. Tần sư huynh không xong rồi. Hắn đã giết nhiều Phật tử như vậy, lại giết năm vị Phật đà, ngay cả Phật tổ Ma Luân Pháp Vương cũng chết ở trong tay hắn. Đại Phạm Thiên Vương làm sao có thể dung tha cho hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, chạy như điên về phía cửa chùa, thầm nghĩ, không thể để cho Đại Phạm Thiên Vương giết Tần sư huynh. Đột nhiên hắn lại nghe có một tiếng Phật hiệu truyền đến. Thiện tai, quay đầu lại là bờ. Minh Tâm Hòa Thượng ngạc nhiên, chỉ thấy một vị Phật đà to lớn xuất hiện ở phía trước hắn, cảm giác thần thánh, đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Minh Tâm, nếu ngươi đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được ta. Ngươi quay đầu lại, có thể được ta truyền kinh. Vị Đại Phật cười nói, ngươi tới đây, ta truyền cho ngươi đế tọa chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng đi ra phía trước, trong lòng vẫn lo lắng cho Tần Mục. Đang muốn khẩn cầu vị Phật lớn này bỏ qua cho Tần Mục. Vị Đại Phật này cười nói, trái tim của ngươi ngây thơ không giống với Chiến Không. Trong lòng Chiến Không tứ đại giai không, tuệ căn tự nhiên, ngươi về thiên tính không bằng hắn, nhưng mà ngươi có thứ hắn không có. Cho nên, ta truyền cho hắn là chân kinh không có chữ, truyền cho ngươi lại là thiên thư có chữ. Trong tay Đại Phật xuất hiện thêm một quyển kinh văn, giao đến tận tay của hắn. Minh Tâm Hòa Thượng tuy rằng đang cầm đế tọa chân kinh, nhưng vẫn lo lắng tới an nguy của Tần Mục, không có lòng dạ nào nhìn. Vị Đại Phật này không đợi hắn cầu tình, cười nói, Tần tiểu hữu có cơ duyên của hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Cứ dụng tâm tìm hiểu đi. Lúc này, Minh Tâm Hòa Thượng mới yên lòng, mở kinh văn ra. Chỉ thấy văn tự trên kinh thư không ngừng nhảy lên, vô cùng kỳ diệu, thể hiện rõ đạo lý Phật gia chí cao vô thượng. Bên ngoài ngôi chùa, đứa trẻ to lớn Tần Phượng Thanh đã nuốt Ma Luân Pháp Vương, lè lưỡi liếm môi một cái. Hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, chấn động tới mức mặt đất không ngừng rung động, phong ấn của thổ bá kia lại buông lỏng, ha ha, chỉ cần ăn tất cả Phật giới, ta lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự vây khốn đốn, ta lại cải tạo Phật giới thành một Udo khác, ta làm thổ bá, làm đại vương, từ, ta còn muốn đi Udo, đón mẫu thân tới, cùng nhau sống những ngày tháng tươi đẹp, đỡ phải nhìn sắc mặt của thổ bá, à, ở đây còn có một miếu đất, hủy diệt nó, ăn người bên trong. Lại Phật giới khác ăn sạch bọn họ, cửa chùa bị chia năm xẻ bảy, đứa trẻ to lớn bước đi cùng đôi chân ngắn hoàn toàn khác xa với thân thể, xông vào trong chùa, con đường phía trước dài dằng dặc, đứa trẻ to lớn bước ra, tập tễnh đi về phía trước, đi tới một hồi nó cảm thấy dùng hai cái đùi bước đi khó chịu, bèn đơn giản dùng cả tay và chân bò về phía trước, tiếng quét rác truyền đến. Trước mặt hắn xuất hiện một nhà sư đang quét rác. Khi nhìn thấy hắn, nhà sư này ném chổi chạy trốn. Đứa trẻ to lớn mừng rỡ, một tay nắm lấy nhà sư quét rác, cười nói, tuy rằng có hơi già, nhưng chung quy tốt hơn là không có. Dứt lời, hắn gập đầu nhà sư quét rác, lấy ra nguyên thần, hút vào trong con mắt thứ ba ở mi tâm. Nhưng nếu như là ta sẽ không ăn bậy. Trong cơ thể của đứa trẻ khổng lồ, ý thức của Tần Mục phẫn nộ nói, đứa trẻ khổng lồ nhét nguyên thần nhà sư quét rác vào trong mắt, đột nhiên kêu lên, không xong, ta trúng kế rồi. Tên khốn kiếp kia ám toán.
Tần Mục đột nhiên cảm giác được ý thức của mình một lần nữa chiếm chủ đạo, hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Thân thể của hắn cũng dần dần thu nhỏ lại, khôi phục lại như cũ, chỉ thấy đầu của nhà sư quét rác trên mặt đất lại ở trên cổ, chống chổi đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn. Tần Mục cúi người chào, Sơn Giả Mãn Phu, Tần Mục, bái kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sơn Giả Mãn Phu, tăng nhân quét rác này chống chổi cười nói, Tần giáo chủ nói một câu Mãn Phu lại có thể đẩy trách nhiệm chuyện này đi không còn một mảnh sao. Ngươi giết 367 vị Phật tử của giới ta, lại giết Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên Phật Tổ, còn có 5 vị Phật Đà khác, lại làm ô nhiễm hơn một nửa Đại Phạm Thiên Cảnh của ta, biến thành nửa U Đô, làm sao có thể nhẹ nhàng là xong chuyện được. Tần Mục đàng hoàng nói, mong Vương Phật xử lý. Tăng nhân quét rác này nhìn hắn không nói được một lời, qua một lúc lâu, cười nói, nếu như ta nói toàn bộ đều là trách nhiệm của ngươi, chính là oan uổng ngươi. Ngươi tuy rằng thành thật hết sức lo sợ, nhưng trong lòng nhất định không phục, người ngươi giết, đều là người do thiên đình phái đến Phật giới. Đế Thích Thiên Vương Phật sở dĩ lột lá liễu vàng ở mi tâm của ngươi, nhưng thật ra là muốn mượn tay ngươi quét sạch thế lực của thiên đình trong Phật giới. Hơn nữa, hắn thả Tần Phượng Thanh ra, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Ngươi rất thông minh, rất sớm lại nhìn ra điểm này, bởi vậy mới dám cả gan đại khai sát giới, không kiêng nể gì cả. Bởi vì ngươi biết, ngươi cho dù làm ra loại chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không bị phạt. Đế Thích Thiên Vương Phật nhất định sẽ bảo vệ được ngươi. Tần Mục cúi đầu nói, đệ tử không dám đẩy trách nhiệm. Đế Thích Thiên Vương Phật mặc dù có lòng lợi dụng ta diệt trừ thế lực của thiên đình, nhưng những Phật tử này cũng thật sự chết ở trong tay ta. Hơn nữa, ô nhiễm thánh địa chí cao của Phật môn cũng thật sự có liên quan với ta. Ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu ý tưởng thật sự của mình, không cần thiết làm vậy, cũng chỉ là vô dụng. Tăng nhân quét rác cười nói, ngươi đoán không sai, cái trách nhiệm này không thể để cho ngươi cõng hết. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như vậy, ta tuy rằng không quá tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Ngươi cúi đầu xuống, Tần Mục cúi người xuống. Tăng nhân quét rác lấy ra lá liễu vàng, hoàn toàn nghiêm túc dán ở mi tâm của hắn, cười nói, chỉ có điều cái trách nhiệm này, ta lại không thể cõng lấy. Nếu như ta cõng lấy, Phật giới lại không còn tồn tại, sẽ bị thiên đình nhân cơ hội hủy diệt, chim cưu ở tổ chim thước, cho nên cái trách nhiệm này chỉ có thể do ngươi và Đế Thích Thiên Vương Phật tới gánh vác. Đế Thích Thiên Vương Phật là sư đệ ta, hắn có thể đội được chậu phân thối nhất, còn ngươi cũng phải cõng một cái nồi đen, không đến mức ép nát ngươi được. Tần Mục thở vào nhẹ nhõm, xoa xoa cái lá liễu vàng trên trán này, trong lòng kiên định hơn rất nhiều, không chỉ là bởi vì lá liễu vàng, đồng thời cũng còn bởi vì lời Đại Phạm Thiên Vương Phật nói khiến cho hắn an tâm. Ngươi không cần trách Đế Thích Thiên Vương Phật, hắn là suy nghĩ cho Phật môn, hơn nữa hắn cũng có quá khứ cùng khúc mắc của mình. Tăng nhân quét rác vừa đi vừa quét rác về phía trước, cười nói, hắn cần phải đội chậu phân này đủ cho hắn giằng co, rất khó rửa. Thiên đình tuy rằng biết rõ là ta ngầm đồng ý nhưng danh không chính ngôn không thuận, không thể lấy ta ra khai đao, chỉ có thể đi truy nã Đế Thích Thiên Vương Phật. Đại Phạm Thiên Cảnh này ta sẽ không loại bỏ ma tính của U Đô ở đây, đây là Phật ta giới không đếm xỉa đến chứng cứ, Phật giới ta cũng là người bị hại. Tần Mục đi theo hắn, đi qua chỗ đất hắn quét, khen, Vương Phật cao minh. Tăng nhân quét rác nói, tên mập thiên đình thối nát, nhận được tin tức này, muốn kịp phản ứng đến đây kiểm tra, cũng cần phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày này, ngươi cùng Đế Thích Thiên Vương Phật cần phải rời khỏi Phật giới để tránh tai ương. Ngươi rời khỏi Phật giới rất đơn giản, nhưng Đế Thích Thiên Vương Phật có tu vi cảnh giới rất cao, rời khỏi Phật giới rất khó. Tần Mục suy nghĩ một lát, hỏi, Vương Phật không có cách nào sao? Có, tăng nhân quét rác cười nói, nhưng ta không thể dùng biện pháp của ta, ta còn muốn lưu lại chút mặt mũi cho thiên đình. Ta đưa Đế Thích Thiên Vương Phật ra ngoài, chút mặt mũi ấy cũng lại không còn tồn tại nữa. Cho nên chỉ có thể do chính các ngươi tự mình suy nghĩ, không nên liên lụy tới ta và Phật giới. Tần Mục vò đầu, đột nhiên thất thanh nói cách khác, chúng ta giúp Phật giới quét sạch thế lực của thiên đình, khiến cho Phật giới tránh được tình trạng rơi vào sự khống chế của thiên đình. Sau đó, chậu phân do ta và Đế Thích Thiên Vương Phật đội tất cả lên trên đầu. Phật giới và Vương Phật lại không có chuyện gì, nhận hết tất cả chỗ tốt, chúng ta còn phải vì vậy mà bỏ mạng nơi chân trời, có phải như vậy hay không? Tăng nhân quét rác ngẩng đầu nhìn hắn, cười híp mắt nói, đúng vậy. Tần Mục ngây ra như phỏng. Sau một lúc lâu, hắn thử dò xét nói, thế hệ trước đều thâm hiểm như thế sao? Đúng vậy, tăng nhân quét rác cười ha hả nói, chỉ có điều chúng ta gọi nó là trí tuệ thông suốt, cũng không gọi là thâm hiểm. Mặt Tần Mục đen giống như sắt, trí tuệ thông suốt cùng thâm hiểm có khác nhau sao? Tăng nhân tiếp tục quét rác, cười nói, thật ra chúng ta sớm đã có duyên, từng gặp mặt nhiều lần, ngươi yên tâm, ta
ta cũng sẽ không khiến cho ngươi bị tổn hại quá mức. Đế tọa chân kinh ta không truyền cho ngươi, nhưng Tần Phượng Thanh nuốt một nguyên thần của ta, cái nguyên thần này hóa thành Phật lớn ẩn nấp ở trong nhãn thần thứ ba của ngươi. Tần Mục xoa xoa lá liễu vàng trên trán, rất muốn lột ra, sử dụng cái gương soi một chút, xem trong mắt mình có một vị Phật lớn đang ngồi thật không. Chỉ có điều nghĩ đến một khi phát động công pháp lại có khả năng biến thành hài nhi khổng lồ, Tần Phượng Thanh không có chuyện ác nào không dám làm, hắn chỉ đành phải nhẫn nại xuống. Vị Phật lớn này có thể cùng Thổ Bá phong ấn cùng nhau, trợ giúp ngươi áp chế Tần Phượng Thanh, không đến mức khiến cho Tần Phượng Thanh đột phá phong ấn cắn trả ngươi. Hơn nữa, vị Phật lớn này trong chất chứa đế tọa chân kinh, ta không trực tiếp truyền cho ngươi, bản thân ngươi tìm hiểu, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu là chuyện của ngươi. Tăng nhân quét rác hoàn toàn nghiêm túc quét rác, nói, nếu ngươi có bản lĩnh, lại có thể lĩnh ngộ ra thứ chiến không có thể lĩnh ngộ, nếu ngộ tính của ngươi lại thiếu chút nữa, cũng có thể lĩnh ngộ ra thứ minh tâm có khả năng tìm hiểu ra. Nếu ngươi chấp niệm quá sâu, cũng có khả năng không lĩnh ngộ ra được cái gì, chân kinh ta cho, chậu phân cũng chụp lên, hắn quét quét một hồi, phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đình viện. Trong đình viện, Đế Thích Thiên Vương Phật đang chuyên tâm tìm hiểu cái gì, tăng nhân quét rác quét vào. Tần Mục nhắm mắt đi theo ở phía sau hắn. Tăng nhân quét rác tiếp tục nói, nếu chuyện đã làm xong, các ngươi cũng nên rời đi. Sư đệ, vẫn mong đứng dậy, ta phải quét rơi bụi tâm hồn do ngươi lưu lại, để tránh ô nhiễm tiểu trúc thanh tịnh của ta. Trong lúc bất chợt, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong ngộ đạo tỉnh lại, nhìn tăng nhân quét rác, lại nhìn Tần Mục đen mặt lại, kinh ngạc nói, sư huynh, mọi chuyện thỏa đáng chưa? Tăng nhân quét rác nói, thỏa đáng. Đế Thích Thiên Vương Phật thử dò xét nói, chậu phân chụp được chưa? Tăng nhân quét rác nói, đã chụp đến đỉnh đầu của ngươi, rất bền chắc, vững vàng, cởi cũng cởi không xuống được. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chỉ là chậu nhỏ, ta gánh chịu là được, chỉ cần có thể bảo vệ Phật giới, bảo vệ được đạo chính thống. Đúng rồi, sư huynh, chậu phân này có lớn hay không? Bao lâu mới có khả năng rửa sạch? Tăng nhân quét rác có chút do dự, ngươi chưa nói qua là muốn rửa sạch, cho nên chậu này có chút lớn, lượng chất bẩn cũng có chút nhiều. Chỉ có điều, vẫn có thể rửa sạch, chỉ là hắn còn có một câu không nói ra, chờ đổi trời lại có thể rửa sạch. Sư đệ, ngươi nên trở về Đế Thích Thiên cảnh của ngươi, chuẩn bị bỏ mạng, dẫn theo Tần thí chủ cùng đi, để cho hắn đưa ngươi rời khỏi Phật giới. Tăng nhân quét rác nói, Đế Thích Thiên Vương Phật liếc mắt nhìn Tần Mục còn đang đen mặt, cười nói, hắn đưa ta rời đi. Hắn có pháp lực như thế sao? Sư huynh, vẫn là sư huynh tiễn ta rời khỏi Phật giới thôi, ngươi thần thông quảng đại, vượt xa ta, có thể mộng du đại thế giới, nhất định có biện pháp đưa ta bình an rời đi. Tăng nhân quét rác không nói gì, quét đất, đột nhiên quét vào bàn chân của Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy hắn đã cùng Tần Mục bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ở trước ngôi miếu đổ nát này, cửa chùa rách nát bị Tần Mục đập nát, nhà sư kia từ phía sau bức tường đổ nát ló mặt ra, nhìn về phía hai người nói, Tần cư sĩ, ngươi đừng lo về chiến không và minh tâm, đợi đến khi bọn họ học được đế tọa chân kinh sẽ trở lại, đưa bọn họ rời đi, so với mời các ngươi rời đi đơn giản hơn nhiều. Ta đang tu sửa tường và cửa, không tiễn được hai vị. Hào quang u ám sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật lại tự sáng lên, Phật quang soi sáng xung quanh, cười nói, sư huynh nói chậu phân này khá lớn, đủ thối, ta ngược lại muốn xem thử thối lớn tới mức nào. Tần tiểu hữu đừng đen mặt nữa, là ta có lỗi với ngươi, khiến cho ngươi chịu khổ. Tần Mục làm ra vẻ muốn vén lá liễu vàng trên mi tâm xuống, Đế Thích Thiên Vương Phật liền vội vàng không người nhận, nói, không cần tháo ra, ngươi đánh ta một trận, ta cũng có thể chạy trốn. Ta ở chỗ này bồi thường không được, sau này tất nhiên sẽ bồi thường ngươi. Tần Mục thả tay xuống, nói, ta hiện tại vì Vương Phật ngươi gánh danh xấu trên lưng, một nỗi oan thật lớn cọ rửa rất lâu cũng không nhất định có thể rửa được. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ngươi yên tâm, tương lai ta trả lại trong sạch cho ngươi. Lại nói, ta cũng đội chậu phân, ngay từ lúc đầu sư huynh lại sử dụng giọng nói của ta lên tiếng, chậu phân đầu tiên chính là do hắn chụp cho ta. Chúng ta rời khỏi nơi đây trước, tuy nói thiên đình mập mạp thối nát, nhưng không đến mấy ngày lại sẽ biết được tin tức, đến đây bắt chúng ta. Chúng ta về Đế Thích Thiên cảnh trước, chuẩn bị một chút, sắc mặt Tần Mục hòa hoãn, gật đầu. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo hắn bay vút lên trời cao, nhìn lại xung quanh, nhìn thấy được thi thể của Ma Luân Pháp Vương và mấy vị Phật Đà. Trong lòng hắn vừa vui vừa sợ, ta sớm nhìn ra con mắt này của hắn cổ quái, nhưng không nghĩ tới uy lực lại cường đại như vậy, ngay cả Phật tổ giống như Ma Luân cũng bị hắn giết chết. Tuy nói thành tựu của Ma Luân ở trên Phật Pháp chỉ là nửa thùng nước, nhưng thực lực lại không thể coi thường được. Cái chậu phân này không nhỏ,
chỉ có điều ta gánh vác được, gánh vác tốt. Hắn dẫn theo tầng một bay ra Kim Hải, đột nhiên thần sắc dại ra. Phật quang sau đầu hắn thiếu chút nữa tắt liệm, chỉ thấy thánh địa chí cao của Phật giới hiện nay, Phật quang Kim Hải gần như tắt hơn phân nửa, khắp nơi đều là ma khí của U Đô nồng đậm mạnh mẽ, từng ngọn thánh sơn thánh đảo bị đánh sụp xuống, trên thánh sơn thánh đảo, các ngôi miếu bị đánh chìm nghiễm không biết bao nhiêu, đây quả thực là gặp phải kiếp nạn lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật trợn to trong mắt, Phật quang biến hóa kỳ ảo sau đầu tiêu tan, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có khả năng thoáng cái tắt liệm. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chật vật nhìn về phía tầng mục, chậu phân này cũng muốn đội lên trên đầu của ta sao? Ngươi có thể chia sẻ một chút hay không? Tầng mục lắc đầu nói, Vương Phật, chỗ của ta còn có một cái nồi đen. Đế Thích Thiên Vương Phật thở hắt ra một hơi, có chút mất hồn mất vía. Thánh địa chí cao của Phật giới lại như biến thành một u đô khác, chắc hẳn qua không lâu nữa, ở đây chỉ sợ phải tập trung không ít quan hồn, thậm chí nói không chừng thổ bá cũng sẽ đi tới nơi này dạo một vòng. Niết bàn này chỉ sợ phải chia phân nửa cho thổ bá, vững vàng, nhất định phải vững vàng. Sư huynh nói, chậu phân của ta trong tương lai sẽ được rửa sạch, hắn sẽ không gạt ta. Đế Thích Thiên Vương Phật hít vào một hơi thật dài, không nhìn tình cảnh bi thảm của Đại Phạm Thiên, dẫn theo Tần Mục đi tới Đế Thích Thiên cảnh, nói, vừa mới rồi sư huynh nói, ngươi có biện pháp đưa ta rời khỏi Phật giới, xin hỏi Tần Tiểu Hữu có thủ đoạn thần thông gì? Tần Mục rầu rĩ không vui, nói, ta là tới cầu chân kinh. Chân kinh không cầu được, trở lại không có cách nào ăn nói được, còn muốn cõng trên lưng một cái nồi to, ta trở lại nên ăn nói với Như Lai như thế nào? Ta không còn mặt mũi nào gặp hắn, vẫn là để cho thiên đình tới bắt ta chém thôi. Trong lòng Đế Thích Thiên Vương Phật hiểu rõ, cười nói, ta truyền Đế Thích Thiên Vương kinh của ta cho ngươi là được. Tuy rằng không bằng Đế Tọa chân kinh, nhưng dù gì cũng là Lăng Tiêu chân kinh. Đế Tọa chân kinh của sư huynh kiến thức uyên thâm rộng lớn, khó có thể lĩnh ngộ, quá phức tạp. Nhưng Đế Thích Thiên Vương kinh lại đơn giản hơn nhiều, tinh dũng mãnh tiến, tu hành lên rất dễ dàng vào tay. Sau khi ngươi học sẽ rất nhanh nhìn thấy được hiệu quả, hiện tại, ngươi có thể nói ra biện pháp rời khỏi Phật giới chứ? Bọn họ đi tới miếu thờ của Đế Thích Thiên cảnh, nơi này là đế cung điện của Thích Thiên Vương Phật, Đế Thích Thiên cảnh cũng có không ít Phật quốc, lễ kính cung phụng vị Phật tổ này. Có không ít nhà sư ni cô tu hành ở trong miếu thờ, nhìn thấy bọn họ đi tới, tất cả đều tiến lên chào hỏi. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫy vẫy tay, để cho bọn họ đi xuống, hai tròng mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào Tần Mục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn hiển nhiên là một người cô đơn, cũng không thu đệ tử, ở nơi này nhà sư ni cô chắc là thái tử hoặc công chúa của những Phật quốc đó đến đây học tập Phật Pháp. Đế Thích Thiên Vương Phật tuy rằng cũng truyền thụ cho bọn họ Phật Pháp, nhưng bình thường là cao hứng nhất thời mới bắt đầu bài giảng. Chỉ có điều, mặc dù những thái tử công chúa không phải là đệ tử của hắn, nhưng tu vi thực lực đều không kém. Bọn họ không thể yếu hơn so với những Phật tử đã chết ở trong tay của Tần Mục, chắc hẳn bởi vì thành tựu của Đế Thích Thiên Vương Phật thật sự rất cao, cho dù là cao hứng truyền lại, pháp môn cũng cực kỳ cao thâm. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, ta có thể mở ra cánh cửa thừa thiên, đưa ngươi tiến vào U Đô, lấy thực lực của Vương Phật chắc hẳn có thể khiến thân thể xuyên qua cánh cửa thừa thiên, sẽ không bị lấy đi nguyên thần. Chỉ có điều, hắn đang nghe truyện trên TV audio CV do dự một chút, tiếp tục nói, chỉ có điều. Ta lúc trước giết rất nhiều Phật tử, sau đó ta lại giải phong một người khác, ta cảm thấy có thể sẽ là một người khác của ta trốn ở sau cửa chuẩn bị ăn thịt người. Vương Phật có thể đánh bại một người khác của ta hay không? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt. Hắn nhớ tới Đại Phạm Thiên cảnh bị ô nhiễm đến mức không sạch sẽ nổi, cẩn thận suy nghĩ một lát, vỗ tay cười nói, ta hiểu được. Thổ bá phong ấn một người khác của ngươi, là lấy một mảnh U Đô ra, giam hắn ở trong đó. Mà một người khác của ngươi cũng có pháp lực lớn, cướp lấy thần thông của ngươi, khiến cho cánh cửa thừa thiên không phải nối liền với U Đô, mà địa phương thổ bá trấn áp hắn. Kể từ đó, nguyên thần của những thần thông giả bị ngươi giết lại sẽ bị hắn lấy ra, ăn tươi. Nếu như ta thông qua cánh cửa thừa thiên tiến vào U Đô, tất nhiên sẽ xuất hiện ở mảnh đất trấn áp hắn mà không phải là U Đô. Sâu bên trong con mắt thứ ba của Tần Mục, một mảnh đại lục bồng bềnh. Đó là một mảnh đại lục do thổ bá lấy từ trong chính khúc sừng của mình ra chế luyện thành. Nếu từ trên cao nhìn xuống toàn diện đại lục này, lại có thể thấy được đó là hình dạng một khối ngọc bội, hơn nữa thế núi trong đó vừa vặn là một chữ tần. Một đứa trẻ sơ sinh to lớn bị nhốt ở giữa chữ tần, không có cách nào chạy trốn ra ngoài, trên không trung còn có một vị Phật lớn như ẩn như hiện trấn áp ở nơi đó. Hài nhi khổng lồ này ngồi ở dưới đất, chân tay ngắn ngủn, mơ hồ nghe được lời Đế Thích Thiên Vương Phật nói không khỏi giận dữ. Ngọng Nghiệu nói, bại hoại, trứng thối, ta sẽ rơi đầu trứng thối nhà ngươi. Thì ra là thế,
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, thất thanh nói, khó trách ta giết mỗi một vị Phật tử đều cảm giác được nguyên khí tu vi của mình lại cao thâm hơn một phần, hóa ra là một người khác của ta mượn cơ hội cắn nuốt nguyên thần của Phật tử để phá trừ phong ấn. Nguyên khí của ta nâng cao, chắc là nguyên khí của hắn lộ ra ngoài, thời điểm hắn dùng kiếm đâm mấy trăm vị Phật tử của Phật giới đã cảm giác được có chỗ không thích hợp, khi đó bất kỳ lúc nào nguyên khí của hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, không chỉ có nguyên khí không tiêu hao, thậm chí còn có mức độ tăng cường không hề nhỏ. Nghĩ đến lúc đó chính là một ý thức Tần Phượng Thanh khác trong cơ thể hắn, trốn ở sau cánh cửa thừa thiên chờ nguyên thần của những Phật tử đưa tới cửa, ăn vui vẻ tới quên cả trời đất. Lúc đó, Tần Mục còn mở ra cánh cửa thừa thiên chiến đấu, nguyên thần của những Phật tử này chỉ sợ đều rơi vào trong miệng một người khác của mình. Xem ra sau này không thể tùy tiện mở ra cánh cửa thừa thiên, bằng không sẽ thả một người khác của ta ra, ta cũng không khống chế được bản thân ta. Tần Mục thầm nghĩ, Đế Thích Thiên Vương Phật nói, nếu như ta từ cánh cửa thừa thiên tiến vào U Đô, tất nhiên sẽ xuất hiện tại ở trong mảnh đại lục phong ấn. Phong ấn của thổ bá cũng sẽ trấn áp cả ta, còn có phong ấn của sư huynh cũng sẽ ép qua. Khi đó, ta chưa chắc có thể đánh thắng được ngươi. Phương pháp này không được, ngươi còn có phương pháp khác hay không? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, ta có thể xây dựng một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nối liền với cầu dịch chuyển trao đổi năng lượng của Thái Hoàng Thiên, đã thông Phật giới cùng Thái Hoàng Thiên, khiến cho năng lượng di chuyển. Kể từ đó chúng ta lại có thể thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi tới Thái Hoàng Thiên, đồng thời duy trì năng lượng cân đối giữa hai giới. Chỉ có điều, để tránh thiên đình truy xét đến Thái Hoàng Thiên, sau khi chúng ta truyền tống đi, cần phải hủy diệt cầu dịch chuyển trao đổi linh năng ở Đế Thích Thiên Cảnh. Ánh mắt của Đế Thích Thiên Vương Phật nhất thời sáng lên, cười nói, chuyện này đơn giản. Ta lưu lại đạo thần thông này, có thể khiến nó lại bạo phát vào lúc chúng truyền tống rời khỏi Đế Thích Thiên Cảnh, phá hủy cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Còn có một điểm nữa, Tần Mục tính toán nói, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cần các loại phương trình, phù văn tính toán, cấu tạo khác nhau. Chỗ ta cần chuẩn bị phần bản vẽ, chỉ có điều xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là một công trình vĩ đại. Bên cạnh ta không có nhiều nguyên liệu như vậy, cũng không có nhân thủ chế luyện bảo vật. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ngươi chỉ cần vẽ bản đồ cho ta, xây dựng với ta mà nói lại không khó. Tần Mục lấy giấy bút ra, nói, ta tạm thời liệt kê ra nguyên liệu cần thiết, vẫn mong Vương Phật đi chuẩn bị. Hắn cầm bút viết nhanh, rất nhanh liệt kê ra nguyên liệu dày hơn 10 trang. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn một chút, loại nguyên liệu không nhiều, nhưng số lượng mỗi loại nguyên liệu cần ngược lại rất nhiều. Ở Đế Thích Thiên Cảnh ta có những nguyên liệu này, ta bình thường tồn trữ một ít, chỉ có điều không được đầy đủ. Còn cần lấy từ trong quốc khố của những Phật quốc đó ra một ít. Đế Thích Thiên Vương Phật lập tức rời đi, nói, ngươi tạm thời chuẩn bị cho tốt bản vẽ, ta thông báo với Đế Thích Thiên Cảnh Phật quốc, để cho bọn họ dâng lên nguyên liệu cần thiết. Tần Mục lấy ra bản vẽ để dành trong túi thao thiết của mình, chất đống cùng một chỗ. Đây là thói quen tốt tạo thành sau nhiều năm. Hắn rất thích chuẩn bị thêm một phần. Hắn cùng với Hắc Hổ Thần tính ra bản vẽ về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, bởi vì quá mức quý trọng, cho nên Tần Mục sao chép một phần đặt ở trong túi thao thiết. Trừ hắn ra, Duyên Khang quốc sư bên kia cũng sao chép một phần bản vẽ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đây cũng là thói quen tốt sau nhiều năm, cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương Phật trở về, nhìn thấy được bản vẽ chất đống thành tường, hắn không khỏi bị dọa cho giật mình. Thất thanh nói, nhiều như vậy sao? Tần Mục cười nói, Vương Phật, ngươi truyền Lăng Tiêu chân kinh của ngươi cho ta, ta tìm hiểu trước. Ngươi nghiên cứu bản vẽ một chút, đợi đến khi nguyên liệu đưa tới lại có thể chế tạo ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đế Thích Thiên Vương Phật quan sát những bản vẽ này, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Hắn lấy ra một quyển sách hơi mỏng ném cho Tần Mục, nói, đây là Đế Thích Thiên Vương kinh của ta, ngươi xem trước, ta tới nghiên cứu bản vẽ. Tần Mục lật xem, chỉ thấy có chừng 10 trang. Thất thanh nói, ít như vậy sao, công pháp từ tâm của ta, không có nhiều đạo lý lớn như vậy, ta cầu chính là chữ như châu ngọc. Đế Thích Thiên Vương Phật nói đến đây, lấy ra kinh Phật chồng chất giống như núi, ầm ầm ném vào trước mặt Tần Mục, nói, đây là công pháp trong ta, mỗi một chú thích như châu ngọc. Tần Mục ngước mắt nhìn lên núi sách, đầu lớn như cái đấu, hắn quay đầu nhìn vị Phật tổ trẻ tuổi này. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng nhìn bản vẽ chồng chất thành tường trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía hắn. Tần Mục thử dò xét nói, Vương Phật, nếu tổn thương lẫn nhau, chỉ sợ chúng ta cũng không có cách nào sống sót rời khỏi Phật giới. Hắn từ trong tường bản vẽ rút ra hơn 10 trang bản vẽ, nói, đây là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chủ thể. Ngươi luyện được chủ thể, ta lại có thể cùng ngươi đánh dấu vết ấn ký phù văn, như vậy lại đơn giản hơn rất nhiều. Đế Thích Thiên Vương Phật cười ha ha, vung tay áo rung lên.
núi sách biến mất. Hắn lấy ra một chuỗi Phật châu treo ở trên cổ của Tần Mục, cười nói, nếu như ngươi xem những kinh Phật, có khả năng mấy chục năm mới có thể hiểu được, chỉ có điều bình thường lúc tu luyện, treo chuỗi Phật châu này là dùng trí tuệ của ta luyện ra, ngươi đeo vào trên cổ lại có thể xem hiểu Đế Thích Thiên Vương kinh, không cần nhìn những kinh Phật này. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau, cười ha ha. Tần Mục mang theo Phật châu tiếp tục nhìn một quyển sách Đế Thích Thiên Vương kinh hơi mỏng này, chỉ thấy phía trên mỗi một phạn văn đập vào mắt lại hóa thành tin tức vô cùng phức tạp, dũng mãnh tràn vào trong đầu. Trong mỗi một chữ chất chứa tin tức to lớn quả thực giống như long ngữ của sào huyệt chân long vậy, lượng tin tức cực lớn. Trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương kinh so sánh cùng Tổ Long Thái Huyền Công trong sào huyệt của chân long, muốn thua kém hơn một hai phần, nhưng không thể coi thường được, là pháp môn cực kỳ cường đại. Loại pháp môn này ở trên phương diện rèn luyện trí tuệ nguyên thần, có chỗ cực kỳ bất phàm. Pháp môn thân thể chiến đấu, càng nổi tiếng hơn. Tổ Long Thái Huyền Công là công pháp trình độ đế tọa. Đế Thích Thiên Vương kinh thua kém một hai phần, lại là công pháp trình độ lăng tiêu. Chỉ có điều bởi vì Tổ Long Thái Huyền Công là công pháp của Long tộc, đối với Tần Mục có tác dụng không lớn. Tác dụng của Đế Thích Thiên Vương kinh lại không phải là chuyện đùa. Mấu chốt nhất chính là môn công pháp này đúng như là Đế Thích Thiên Vương Phật nói, dễ dàng nắm được, dũng mãnh tiến vào, tu luyện làm ít công to, tốc độ tăng lên hết sức nhanh. Tần Mục tìm hiểu một hồi, hạt châu trí tuệ không ngừng xoay tròn, rất nhanh hắn lại học được quy tắc chung của công pháp Đế Thích Thiên Vương kinh, lập tức phát động, dần dần sau đầu hắn hiện ra một vòng ánh sáng, từ từ xoay tròn. Hắn lập tức cảm giác được các loại Phật pháp phù văn không ngừng in vào trong máu thịt, trong xương cốt, trong thần tàng, trong nguyên thần của mình, khiến cho nguyên thần thân thể của hắn không ngừng tăng lên. Hơn nữa môn công pháp này kết hợp cùng Tổ Long Bát Âm, nâng cao đối với thân thể và nguyên thần nhanh hơn, còn mạnh hơn. Càng kỳ diệu hơn là ở chỗ hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một ý nghĩ của mình, những tạp niệm đó hình như biến thành từng hạt châu rất nhỏ, không ngừng chuyển động ở trong dòng suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn có thể rõ ràng làm ra phán đoán về ưu và khuyết. Nếu như ta từng bước tu luyện, chỉ sợ tốt xấu gì cũng phải mất mấy chục năm, ta lại có thể thành Phật làm tổ. Chỉ có điều ta cũng không muốn làm một tăng nhân. Đế Thích Thiên Vương kinh vẫn chỉ có thể tham khảo tác dụng trong đó, vẫn phải chọn chỗ ưu điểm của nó, dung nhập vào trong phách thể tam đan công của ta. Tần Mục thầm nghĩ, qua nửa ngày, rất nhiều Phật quốc của Đế Thích Thiên cảnh đưa tới nguyên liệu cần thiết để chế tạo cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Đế Thích Thiên Vương Phật vung tay lên một cái, vô số ngọc thạch di chuyển trên không trung. Ở giữa không trung, chúng được cắt mài chỉnh tề, ngọc thạch chồng chất, rất nhanh dựng ra được một tế đàn cỡ lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật lại nhanh chóng chế luyện các loại linh kiện, trực tiếp rèn thành hình, tạo thành linh kiện chủ thể của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục đang tìm hiểu nghiên cứu xem làm thế nào để dung nhập Đế Thích Thiên Vương kinh vào bên trong phách thể tam đan công của mình. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thân thể thoáng chấn động, kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật luyện bảo. Thủ pháp luyện khí của hắn cùng thủ pháp luyện khí của Gia Gia Câm Điếc có rất nhiều chỗ tương thông. Hắn tất nhiên không có khả năng tiếp xúc được với Gia Gia Câm Điếc. Như vậy, Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hắn sẽ là người của thời đại khai hoàng sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Đế Thích Thiên Vương Phật rất nhanh đã chế tạo ra được linh kiện chính. Hắn đưa tay ra ngoài chia ra, tế đàn ngọc thạch tăng lên, từng cục ngọc thạch cách xa nhau, linh kiện chủ thể của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại biến mất đến trong tâm tế đàn. Ngọc thạch hợp lại, từ bên ngoài nhìn vào chính là một tòa tế đàn, không nhìn ra được đồ vật bên trong. Đế Thích Thiên Vương Phật hoàn thành xây dựng chủ thể, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục đang nhìn mình, hắn không khỏi cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước giúp hắn in xuống phù văn di chuyển trao đổi linh năng. Trong lúc lơ đãng, hắn hỏi, Vương Phật trước kia là họ gì? Đế Thích Thiên Vương Phật dừng việc trong tay, im lặng một lát, mặt lại giãn ra nở nụ cười nói, không nhớ rõ. Tần Mục thấy hắn cười có chút không được tự nhiên, trong nụ cười thoáng hiện ra vẻ cay đắng, lại không tiếp tục truy hỏi nữa. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không nhất thiết phải hoàn toàn không giữ lại, biểu diễn mình cho một người khác nhìn. Không quan tâm Đế Thích Thiên Vương Phật ở trong thế tục họ gì, hắn trước sau là một người không xấu. Hắn mặc dù có tên của Phật Tổ, cũng vẫn chân chính nhiệt tình, vì bảo vệ được Phật giới cam tâm tình nguyện cõng danh xấu trên lưng, tình nguyện tự mình đội chậu phân lên trên đầu của mình. Người như vậy cho dù không muốn nói ra quá khứ của mình, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác kiên định. Hai người bận rộn tất bật, sử dụng thời gian hơn nửa ngày cuối cùng cũng hoàn thành cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục tỉ mỉ kiểm tra một hồi, không phát hiện ra chỗ thiếu sót nào, ở đây còn lại rất nhiều thần kim không có dùng hết. Tần Tiểu Hữu, ngươi xem danh sách ngươi đưa ta có gì không đúng không?
Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn thần kim bên cạnh tế đàn chồng chất giống như núi. Những thần kim này gọi là Phật Nguyên Xích Cát, còn có một ít vật liệu gỗ dùng linh Phật mẫu thụ chế tạo ra. Hắn dựa theo danh sách tầng mục cho, bảo các Phật quốc trong Đế Thích Thiên cảnh của hắn dâng lên. Tế đàn hoàn thành, còn lại không ít nguyên liệu. Trong danh sách tầng mục đưa cho hắn, Phật Nguyên Xích Cát và linh Phật mẫu thụ trên cơ bản chưa từng dùng qua. Đế Thích Thiên Vương Phật hoài nghi, nhìn về phía tầng mục, thử dò xét nói, những nguyên liệu này phải xử trí như thế nào? Tần Mục cuống quýt mở túi thao thiết, nói, chúng ta là chạy nạn, sau này nói không chừng sẽ dùng đến. Tạm thời bỏ vào trong túi của ta đã. Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục mặt không đỏ tim không đập mạnh, bỏ Phật Nguyên Xích Cát và linh Phật mẫu thụ nhận được vào trong túi thao thiết của mình. Rất nhanh, một túi thao thiết đã chứa đầy. Tần Mục lại lấy ra một túi thao thiết khác, bỏ nguyên liệu còn lại vào trong, sau đó thận trọng thắt cái túi ở bên thắt lưng. Hai túi đều phồng lên, hiển nhiên đều chứa đầy. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh nói, Tần Tiểu Hữu, nguyên liệu còn lại vừa vặn chứa đầy hai cái túi của ngươi, ngược lại giống như đã sớm tính toán được vậy. Có chuyện như vậy sao? Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi không nói ta còn không chú ý tới, thật sự vừa vặn chứa đủ hai túi thao thiết. Kỳ quặc quái gở, kỳ quặc quái gở, Phật giới 20 chư thiên thực sự không thể coi thường được, hơn phân nửa là Phật giới có linh, biết ta vì Phật giới cổng tiến quan. Bởi vậy hiển linh quay về trả cho ta sao? Thiện tai, thiện tai, ta cũng muốn tin Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn nhìn hắn, mãi đến khi hắn lại nói không được nữa, lúc này mới cười hì hì nói, người sáng suốt vừa nhìn lại biết, Tần Tiểu Hữu không cần giải thích nữa. Ta để lại thần thông, trở lại khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, ngươi tới chỉnh đốn lại một chút, liên kết cùng Thái Hoàng Thiên. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, đáp một tiếng. Hắn đi tới đỉnh của tế đàn, bàn tay đặt ở trên mặt phẳng trong tâm tế đàn, chỉ nghe ông một tiếng, mặt bằng biến thành rất nhiều ô vuông nhỏ, không ngừng ghép vào nhau, hóa thành một quả cầu, phía trên có phù văn lưu chuyển, không ngừng chớp động, hai tay hắn tách ra, quả cầu tăng lên. Mỗi một khối nhỏ hình vuông tách ra. Giữa các ô vuông có phù văn biến thành ánh sáng chảy ra nối liền với các ô vuông khác, trong tay hắn xuất hiện linh binh tính toán, lách cách tính toán một hồi, chỉnh lại phương hướng vị trí của Thái Hoàng Thiên. Chỉ thấy trong tâm của quả cầu dần dần có ánh sáng tập trung lại, hóa thành một điểm nhỏ ở tâm cầu. Tần Mục xác định được phương hướng vị trí của Thái Hoàng Thiên, hai tay khép lại vào phía giữa, quả cầu thu nhỏ lại, hóa thành một mặt bằng bị hắn ấn vào trong tế đàn. Đế Thích Thiên Vương Phật đã bố trí xong thần thông, đi tới đỉnh của tế đàn. Vị Phật tổ dáng vẻ trẻ tuổi tuấn tú này nhìn về phía Đế Thích Thiên cảnh, có chút lưu luyến không muốn rời xa. Vương Phật, thời gian càng kéo lâu, nguy hiểm của chúng ta lại càng lớn. Tần Mục nhắc nhở, Đế Thích Thiên Vương Phật khẽ gật đầu, mây đen trên mặt tản đi, cười nói, đợi đến khi ta rửa xong chậu phân này, lại sẽ trở lại nơi đây, quay về làm Phật tổ, cần gì phải làm phong thái của tiểu nhi nữ. Tần Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Tần Mục phát ra nguyên khí, rót vào trong tế đàn khởi động phù văn, nhất thời ánh sáng lưu chuyển, không ngừng thắp sáng mỗi một phù văn, cả tòa tế đàn giống như là con thú lớn sống lại, từng cầu thang không ngừng xoay tròn biến hóa. Cuối cùng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã khởi động, một cột sáng phóng lên cao, chạy thẳng tới thiên ngoại. Trên đường truyền tống không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng ta đã từng tính toán qua, từ Thái Hoàng Thiên đến Đại Khư, cần thời gian một khắc. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật sóng vai đi vào trong dòng chảy ánh sáng, cất cao giọng, nói, từ Phật giới đến Thái Hoàng Thiên, có thể sẽ phải sử dụng thời gian càng lâu hơn. Một ngày đêm làm 100 khắc. Thời gian hủy diệt cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nhất định phải là sau khi chúng ta truyền tống đến Thái Hoàng Thiên. Vương Phật sử dụng thời gian là thời gian đo ở đại cư sao? Đúng, Đế Thích Thiên Vương Phật lớn tiếng đáp lại, thần thông của ta bạo phát sau canh ba, phá hủy cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Bóng dáng của hai người biến mất ở trong dòng chảy của ánh sáng. Mà vào lúc này, tại Đại Phạm Thiên Cảnh, ma khí của U Đô điên cuồng phun ra. Ở đây đã biến thành ma hải, ma tính và ma khí của U Đô xâm nhập. Dần dần có thể nhìn thấy được có sinh vật U Đô bơi đến nơi đây. Ở trong biển tối tăm thỉnh thoảng lộ ra thân thể thật dài, vảy màu đen. Đột nhiên, ma hải điên cuồng phun ra, xoay tròn, trong biển xuất hiện vòng xoáy cực lớn, hai cái sừng tối tăm từ trong vòng xoáy của ma hải xoay tròn từ từ bay lên. Tiếng sóng biển gào thét dâng trào, âm thanh càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này, trên hòn đảo ở trung tâm của Đại Phạm Thiên Cảnh, trong ngôi chùa đổ nát có một vị Phật nằm từ từ bay lên, phóng ra ánh sáng cường đại. Phật nằm ngủ ở trong hoa sen kia lớn không thể tưởng tượng nổi, vững vàng dừng lại ở trên không trung của ngôi miếu đổ nát kia. Ngôi miếu lại giống như biến thành một dòng suối vàng, từng mảnh lá sen, hoa sen nhẹ nhàng chập chờn. Vị Phật nằm này tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trong ma hải dâng lên một vị thần ma màu đen, trên đầu có sừng trâu, mắt hổ thân trâu, ở mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Đạo huynh, Đại Phạm Thiên Vương Phật hoảng hốt vội nói, Đại Phạm Thiên cảnh của ta phát sinh chuyện, không ngờ kinh động tới đạo huynh, khiến đạo huynh phải hạ phân thân xuống, khiến ta không khỏi sợ hãi. Vị thần ma sừng trâu hổ đầu này chính là Thổ Bá, hắn liếc mắt nhìn ra xung quanh, âm thanh chấn động, Đại Phạm Thiên Vương, thiên cảnh của ngươi biến thành U Đô, loại bỏ ma khí của U Đô ở đây đối với ngươi mà nói không khó, vì sao không loại bỏ? Cần ta hỗ trợ sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói, không dám làm phiền tới đạo huynh. Hơn nữa thiên cảnh trong U Đô là chứng cứ, cần phải giữ lại, để tránh thiên đình trách cứ xuống. Hơn nữa Phật giới chỉ có ánh sáng không có bóng tối, khó có thể tiến thêm một bước, cần phải có bóng tối mới có thể làm cho Phật Pháp tiếp tục phát triển. U Đô này cứ lưu lại, thì ra là thế. Thổ Bá nghe được hắn nói lời này, lại hiểu rõ tiền căn hậu quả, nói, là ta quản giáo không nghiêm, khiến cho thần tử U Đô đi tới chỗ ngươi gây sự, thứ tội, không dám. Hai tồn tại đang nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời có một mảnh sáng ngời. Chỉ thấy một chiếc lâu thuyền cổ xưa phá không lao tới, chiếc lâu thuyền này tràn đầy lưu quang đủ màu sắc, không ngờ có từng đôi cánh, trái và phải đối xứng, đầu thuyền lại không sử dụng đầu rồng giống như lâu thuyền bình thường mà là đầu phượng. Lâu thuyền lóa mắt đến cực điểm, chạy đến trên bầu trời của Đại Phạm Thiên Cảnh, từ từ dừng lại. Phía đầu thuyền có rất nhiều vị thần chỉ với ánh sáng màu vàng lấp lánh, người khoác giáp trụ, trong tay cầm binh khí hỏa kích. Cho dù bọn họ nhìn thấy Thổ Bá và Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng không nói được một lời, cũng không chào. Hóa ra là hai vị đạo huynh U Đô Đại Đế và Đại Phạm Thiên Vương Phật. Trong thuyền truyền tới một âm thanh không có dính bất kỳ khói lửa nào, chỉ thấy một vị nữ tử không nhìn rõ mặt, phía sau có bốn vòng ánh sáng từ trong lâu thuyền đi ra, trang phục vô cùng sang trọng. Nữ tử nhìn thẳng vào Đại Phạm Thiên Vương Phật và Thổ Bá, chào nói, Hà Du ra mắt lão Phật và Thổ Bá đạo huynh. Đại Phạm Thiên Vương Phật chào, Thổ Bá cũng khẽ không người. Hóa ra là Nam Thiên Xích Đế, Tề sư tỷ. Đại Phạm Thiên Vương Phật vội vàng nói, không nghĩ tới Phật giới 20 trọng thiên nho nhỏ của ta có thể kinh động tới Tề sư tỷ, trong lòng tiểu Phật thật là sợ hãi. Lão Phật khách khí, nữ tử Xích Đế Tề Hạ Du kia nói, ta quản lý chư thiên phía nam, cũng khó có được một lần đi lại. Hôm nay tới Phật giới cũng có chuyện trong người, vài ngày trước ta nhận được tin tức, Phật môn sinh loạn, xin hỏi lão Phật có biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hay không? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, ta đang cùng Thổ Bá nói chuyện này. Là ta quản giáo không nghiêm, Đế Thích Thiên Sư Đệ đột ngột phát sinh lòng xấu xa, thả ra thần tử U Đô, giết không ít Phật Đà và Phật tử, còn muốn biến Đại Phạm Thiên Cảnh của ta thành U Đô. Thổ Bá đạo huynh ở đây, Tề sư tỷ hỏi một chút sẽ biết. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía Thổ Bá, Thổ Bá gật đầu nói, quả thật như vậy. Giết người chính là thần tử U Đô ta. Lúc trước ta đã phong ấn thần tử U Đô, không có pháp lực lớn căn bản không có cách nào thoát khỏi sự vây khốn, chắc là có người có pháp lực lớn thả thần tử U Đô ra. Xích Đế Tề Hạ Du mỉm cười, nói, thì ra là thế. Đế Thích Thiên vốn chính là một người không an phận, sau đó lại vào không môn, ta vốn cho rằng có lão Phật ở đây, hắn sẽ an phận một ít. Tứ đại giai không nghĩ tới hắn vẫn làm phản. Lão Phật cũng bị thua thiệt. Chuyện này không thể trách ngươi, cũng không thể trách U Đô, chỉ có thể trách Đế Thích Thiên. Nếu chuyện đã rõ ràng, như vậy ta còn phải đi tới Đế Thích Thiên cảnh, bắt hắn áp lên trảm thần đài răng đe. Thứ tội, cáo lui, Đại Phạm Thiên Vương Phật vội vàng nói, sư tỷ mời, chiếc lâu thuyền này đột nhiên vỗ cánh, biến mất khỏi Đại Phạm Thiên cảnh. Đại Phạm Thiên Vương Phật nhướng mày, không nói gì. Thân thể to lớn của Thổ Bá chậm rãi chìm vào ma hải, biến mất, mà ở Đế Thích Thiên cảnh, lâu thuyền đột nhiên xuất hiện. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía không trung, sắc mặt thoáng đổi, từ phía trên lâu thuyền bay lên trời hiện ra ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, lao thẳng đến cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, chạy thoát sao? Chỉ có điều ngươi đi không xong, mắt thấy nàng sắp tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đột nhiên cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chấn động mãnh liệt, thần thông do Đế Thích Thiên Vương Phật lưu lại bạo phát. Toàn bộ tế đàn giống như dãy núi nhất thời vặn vẹo, sạt lở, thu về phía trung tâm, còn muốn chạy, Xích Đế Tề Hạ Du đột nhiên hóa thân thành phượng chín đầu, đuổi theo ánh sáng biến mất giữa không trung, nỗ lực vượt qua ánh sáng của cầu di chuyển đang biến mất, chợt, thân hình của nàng biến mất ở trong dòng ánh sáng chảy, nhưng lại lập tức bị không gian bắn ra, ánh sáng chảy hoàn toàn tiêu tan, thuyền tới, nàng khẽ quát một tiếng, chiếc thuyền này bay tới. Xích Đế Tề Hạ Du rơi ở trên thuyền, lấy ra một phượng hoàng cầm để ngang trên đầu gối, cười lạnh nói, tiểu tặc ở thời đại khai hoàng chạy trốn, nhưng hiện tại không thể để cho ngươi chạy trốn, dứt lời, đánh một khúc đàn. Tiếng đàn trầm bổng du dương,
tiếng đàn hóa thành thực chất, biến mất. Xích Đế Tề Hạ Du đánh một khúc xong, đứng lên nói, hắn khó thoát khỏi tiếng đàn lấy mạng của ta. Nếu có thể chạy trốn, ta ngược lại vẫn bội phục bản lĩnh của hắn. Từ Phật giới truyền tới Thái Hoàng Thiên còn xa hơn so với suy đoán của Tần Mục. Tuy nói thời điểm thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng không cảm giác được dòng thời gian động, nhưng ánh sáng chảy của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đột nhiên chấn động mãnh liệt, lại khiến cho hai người bọn họ đều có một loại cảm giác không ổn. Điều này nói rõ bọn họ ở trong cầu đã qua thời gian 3 canh giờ. Thần thông Đế Thích Thiên Vương Phật để lại uy năng đã bạo phát ra, phá hủy cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Mà bây giờ, bọn họ còn chưa đi tới Thái Hoàng Thiên, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã bị phá hủy, Tần Mục chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, cũng nhất thời không có chủ ý. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bị hủy diệt sớm, sẽ phát sinh chuyện gì? Trong ánh sáng chảy, Đế Thích Thiên Vương Phật lớn tiếng hỏi thăm Tần Mục. Tần Mục lớn tiếng đáp lại, chúng ta rất nhanh sẽ biết. Đế Thích Thiên Vương Phật nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn, không nhịn được sắc mặt thoáng đổi. Ánh sáng chảy của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bắt đầu chấn động kịch liệt, đó là một kết quả do năng lượng di chuyển va chạm vào nhau hình thành. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã thông chính là Phật giới và Thái Hoàng Thiên. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật đi tới Thái Hoàng Thiên, năng lượng hai giới cân bằng. Thái Hoàng Thiên cũng phải có một phần năng lượng đi tới Phật giới, năng lượng di chuyển qua phải tương đương với năng lượng Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật tích trữ. Mà bây giờ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng của Phật giới sớm bị hủy diệt, dẫn đến vị trí ánh sáng chảy của hai người Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật cùng năng lượng dịch chuyển va chạm, cho nên hình thành chấn động kịch liệt. Trước mắt bọn họ, năng lượng chảy lóe ra ánh sáng các màu, giống như là tiến vào trong một thế giới có vạn đóa hoa, ở trong vạn đóa hoa nhanh chóng lưu chuyển, năng lượng đánh đến, khiến cho thân thể Tần Mục cảm giác đau đớn từng đợt. Những màu sắc này bị kéo ra rất dài, giống như là từng dải ánh sáng nhỏ hợp thành hàng vạn hàng nghìn dòng nước lũ với đủ loại màu sắc, có thể cả hai đều bị chôn vùi hay không. Đế Thích Thiên Vương Phật có chút hãi hùng khiếp vía, lẩm bẩm nói, trong ánh sáng chảy với sắc thái sặc sỡ, Tần Mục lấy ra linh binh tính toán, lắc đầu nói, sẽ không chôn vùi. Thái Hoàng Thiên và Phật giới đều tổn thất một phần năng lượng, bởi vậy vẫn sẽ dẫn chúng ta đi tới thế giới mục tiêu của từng người, như vậy có khả năng duy trì năng lượng cân đối của hai giới, nếu không sẽ mang đến chấn động cho hai giới. Năng lượng của Thái Hoàng Thiên cùng chúng ta vừa vặn là ở trên cùng một con đường, chúng ta vừa lúc va chạm vào nhau, loại năng lượng này va chạm vào nhau trăm triệu lần không thể dùng thần thông chống đỡ. Nếu chống đỡ, thế và năng lượng chúng ta đi tới Thái Hoàng Thiên và thế đi tới Phật giới đều sẽ bị trung hòa. Nếu trung hòa sẽ như thế nào? Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi. Như vậy chúng ta lại sẽ cùng năng lượng, bị vĩnh viễn dừng lại ở giữa hai thế giới. Tần Mục nói, không tiến vào được, cũng không lui được. Đế Thích Thiên Vương Phật buồn bực nói, ngươi học thuật tính của ai vậy? Bản lĩnh thật sự không tệ. Tần Mục bị năng lượng công kích, thân thể càng lúc càng đau, chịu đựng đau đớn nói, ta từng theo người của đạo môn học qua Thái Huyền Toán Kinh và Tố Nữ Toán Kinh, thảo nào. Đám lỗ mũi trâu đạo môn đều là nhân vật rất giỏi, những gia hỏa này mỗi một người lỗ mũi trâu luôn hết lên trời, từ trước đến nay khinh thường Phật môn ta, cho là chúng ta là tâm học, tất cả từ tâm. Bọn họ nói đạo môn mới là người nắm giữ đại đạo chân chính của vũ trụ. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, chỉ có điều thuật số của bọn họ quả thật rất cao minh. Năm xưa ta đã từng gặp được mấy vị cao nhân đạo môn, không kém hơn so với ta, đang nói, năng lượng đánh vào càng lúc càng mạnh. Tần Mục lập tức không chịu nổi, thân thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng bắn ra tung tóe. Toàn thân Đế Thích Thiên Vương Phật tản ra Phật quang ôn hòa, giúp hắn ngăn cản một phần năng lượng đánh tới, nói, hiện tại ngược lại ngươi tu hành công pháp của ta rất tốt, hắn chưa có hoàn toàn bảo vệ Tần Mục, mà mặc cho một phần năng lượng đánh vào trên người Tần Mục, gần như khiến da thịt của Tần Mục bị xé rách. Tần Mục nghe vậy, trong lòng thoáng động, lập tức thử Đế Thích Thiên Vương Kinh, trên cổ của hắn mang trí tuệ châu. Vừa phát động môn công pháp này, sau đầu hắn lập tức hiện ra một đạo Phật quang như có như không, nhẹ nhàng rung chuyển. Các loại Phật âm hóa thành phù văn kỳ dị cùng nguyên thần thân thể của hắn dung hợp, thậm chí gia cố thần tàn của hắn, khiến cho thần tàn càng lúc càng vững chắc. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, người này đầu óc xấu, nhưng tư chất ngộ tính lại không tệ. Tu luyện công pháp của ta rất nhanh, hắn có thể nhìn ra được, thân thể của Tần Mục đang được nâng cao rõ rệt, nguyên thần, thần tàn cũng biến thành càng vững chắc cường đại hơn, nói rõ Tần Mục rất có Phật tính, nếu không phải hắn là Tần gia tử, ta ngược lại muốn thu hắn làm đệ tử, hắn chưa bao giờ thu đệ tử, lúc này nhìn thấy tư chất ngộ tính của Tần Mục, không nhịn được động thương, đột nhiên, sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật tối sầm, lập tức ném thương xót mới xuất hiện ra sau đầu, Tần Mục đang sửa chữa Đế Thích Thiên Vương Kinh của hắn.
bóp méo công pháp của hắn. Người khi sư diệt tổ này vừa học được công pháp lại lập tức bắt tay vào sửa chữa, vị lão sư nào đối mặt với đệ tử như vậy còn có thể lưu lại tâm tình yêu mến nhân tài nữa sao? Phật quang sau đầu Tần Mục đang dần dần phát sinh thay đổi, giống như là từng con rồng thật nhỏ cùng từng vị chân Phật nhỏ đang di chuyển ở bên trong vòng ánh sáng, trong Phật âm cũng mang theo tiếng rồng ngâm. Cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương kinh liền bị Tần Mục sửa lung tung, gần như không nhìn ra đây là công pháp Phật môn. Điều càng làm cho Đế Thích Thiên Vương Phật chán nản chính là, công pháp của hắn càng lúc càng hoàn toàn thay đổi. Theo thời gian trôi qua, tỷ trọng công pháp của hắn ở trên người Tần Mục càng lúc càng nhỏ, đến sau đó công pháp của hắn không ngờ biến thành một phần nhỏ công pháp của Tần Mục, may là không thu hắn làm đệ tử. Nếu hắn làm đệ tử của ta sợ rằng ta sẽ không nhịn được một cái tát đập chết hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ, năng lượng trùng kích này cực kỳ lâu. Càng về sau năng lượng trùng kích lại càng lớn, khiến cho Đế Thích Thiên Vương Phật cũng có phần khó có thể chịu đựng được, không thể dùng thần thông chống đỡ năng lượng trùng kích, nếu năng lượng di chuyển qua lại dừng lưu chuyển, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào Thái Hoàng Thiên, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn chống đỡ. Bởi vậy hắn có chút tổn hại, cuối cùng, một đợt năng lượng trùng kích thậm chí khiến cho thân thể của Đế Thích Thiên Vương Phật bắt đầu xuất hiện vết nứt, da tay của hắn không ngừng tách ra, giống như bị hỏa thiêu thành tro tàn, không ngừng bị chôn vùi. Nhưng lập tức lại có da mới mọc ra, hiển nhiên thân thể của hắn đã tu luyện tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là như vậy, hắn vẫn tận lực bảo vệ Tần Mục, không để cho Tần Mục bị tổn thương ở trong năng lượng triều dâng lên, đồng thời, hắn vẫn cố gắng hết khả năng buông ra một phần năng lượng, trùng kích thân thể của Tần Mục, gây cho Tần Mục áp lực khiến cho Tần Mục ở dưới áp lực không ngừng nâng cao chính mình, cuối cùng, một đợt năng lượng triều cuối cùng dâng qua. Đế Thích Thiên Vương Phật thở vào nhẹ nhõm, không bảo vệ Tần Mục nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng đàn như có như không truyền đến. Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật thoáng đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong dòng nước lũ năng lượng trao đổi vừa trùng kích đi qua bất chợt tách ra, vỡ thành vô số mặt mỏng. Tiếng đàn dần dần rõ ràng, không gian đang không ngừng chấn động, năng lượng trao đổi di chuyển tản ra các loại ánh sáng màu sắc trở nên trùng điệp có trật tự, không ngừng chấn động, hình như biến thành mỗi một nốt nhạc chớp động. Những không gian chớp động mỏng manh đó dẫn theo màu sắc của những năng lượng này biến hóa, hình thành một con phượng hoàng chín đầu, cách bọn họ càng lúc càng xa. Tiếp theo, phượng hoàng chín đầu đột nhiên niết bàn, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, tiêu diệt năng lượng trong không gian kia. Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du, sắc mặt Đế Thích Thiên Vương Phật biến đổi kịch liệt, kêu lên thất thanh, đuổi giết chúng ta là nữ nhân ngoan độc này. Xong đời, hắn không nói lời gì, cuốn lấy Tần Mục nỗ lực tăng nhanh tốc độ bỏ chạy về phía trước. Tần Mục từ trong tu luyện tỉnh táo lại, vội vàng nói, Vương Phật, không nên tự ý bay, sẽ lệch khỏi quỹ đạo tiến vào Thái Hoàng Thiên. Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát, thần thông của cường giả đế tọa ở phía sau, chúng ta rất nhanh sẽ bị đuổi theo, không trốn lại chết không có chỗ chôn. Cường giả đế tọa, Tần Mục bị dọa cho giật mình, trong đầu trống rỗng, người đuổi giết ta không ngờ mạnh như vậy. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ cảnh giới thất tinh, tại sao lại xuất động cường giả đế tọa chứ, không phải truy sát ngươi, là đuổi giết ta. Đế Thích Thiên Vương Phật cắn chặt răng, Phật quang cuốn lấy Tần Mục, dẫn theo hắn toàn lực chạy như điên, thân hình gần như hóa thành một đạo Phật quang nhanh chóng lao đi xa, nói, thời điểm khai hoàng, ta cùng nữ nhân này có thù oán, hơn phân nửa là nàng nghe được ta phạm phải tội, chủ động đến đây tìm ta, muốn báo thù rửa hận. Tiếng đàn từ phía sau truyền đến. Nơi này là giải đất chân không giữa Thái Hoàng Thiên cùng Phật giới, không có âm thanh có thể ở trong chân không truyền ra. Nhưng mà thần thông của Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du lại thông qua mặt cắt không gian truyền tới, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy không gian phía sau bọn họ đang không ngừng chớp động lên xuống, diễn biến không ngừng, khi thì chúng tách ra, khi thì trùng điệp, khi thì hình trụ, không gian biến thành mỗi một cột thể cao thấp biến hóa không ngừng, khi thì hóa thành hình tròn, vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ từ trong hư vô sinh ra, tăng lên, vượt quá vòng tròn lớn. Từng gợn sóng không gian không ngừng diễn biến, tuần hoàn, loại thần thông sóng âm này vượt quá tưởng tượng của Tần Mục, khiến hắn thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn đã nhìn không hiểu được thần thông sóng âm của Tề Hạ Du, thực khó suy đoán ra được thần thông của cường giả đế tọa rốt cuộc có uy năng lớn tới mức nào. Chỉ có điều từ thần thái khẩn trương của Đế Thích Thiên Vương Phật khi chạy thoát thân lại thấy được, chỉ sợ hắn cũng khó có thể chống đỡ được uy năng của loại thần thông này. Nếu như bị thần thông này đuổi kịp, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Vương Phật, ngươi đã lệch khỏi quỹ đạo đi tới Thái Hoàng Thiên, Tần Mục dụng tâm thầm tính, cao mày nói, mạng quan trọng hơn. Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát, Tần Mục không nói thêm gì nữa,
tùy ý đế thích thiên vương Phật dẫn theo mình lao như bão táp, trong lòng không nhịn được âm thầm sầu muộn. Vương Phật lệch khỏi quỹ đạo đường nhỏ, tiếp tục chạy xuống chỉ biết càng lúc càng lệch, cách Thái Hoàng Thiên càng lúc càng xa, chúng ta không còn có thể trở lại Thái Hoàng Thiên, trở lại đại cư. Tiếng đàn trở nên càng rõ ràng, Tần Mục lập tức nhìn thấy được bóng dáng đế thích thiên vương Phật chạy nhanh bất chợt bị kéo rất dài, không khỏi bị dọa cho giật mình. Hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, thần thông của Tề Hạ Du khiến cho hắn không cảm giác được bất kỳ sát ý nào, nhưng loại thần thông này lại đang tiến gần người. Cẩn thận, đế thích thiên vương Phật cao giọng rít gào. Đột nhiên hắn xoay người, lùi về phía sau chạy như điên, toàn thân hắn có Phật quang cường đại phóng ra, liên tục đánh ra không biết bao nhiêu lần thần thông, nên đón tiếng đàn công kích từ sâu bên trong không gian kia truyền đến. Ầm ầm, Tần Mục nhắm mắt lại, trong chớp nhoáng này các loại ánh sáng lóa mắt đâm tới, khiến cho hai con mắt của hắn đau đến mức nước mắt giàn giụa. Lão nương môn thật mạnh ngang. Bên tai hắn truyền đến âm thanh của đế thích thiên vương Phật, Tần Mục cảm giác được có máu chảy đến trên cổ của mình, trong lòng thầm cả kinh. Đế thích thiên vương Phật không ngờ chửi tục, hắn tu dưỡng tốt như vậy không ngờ không nhịn được mắng to, hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Nhưng vào lúc này, có tiếng đánh liên tiếp truyền đến. Tần Mục mở mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được mình bị đế thích thiên dẫn theo, lăn lộn, đập vào bên trên thứ gì đó không biết, đụng liên tục không biết bao nhiêu lần, lăn đi rất xa, lúc này mới dừng lại. Tần Mục len lén tháo lá liễu vàng ra, nhìn lại xung quanh, không khỏi ngơ ngẩn, nơi này là... Phía sau hắn, đế thích thiên vương Phật vẫn bảo vệ hắn ngã về phía sau, hơi thở mong manh, âm thanh khàn khàn nói, Khai Hoàng Thiên Đình tầng trời thứ hai, cách Thái Hoàng Thiên không xa. Chậu phân này còn thối hơn so với sự tưởng tượng của ta, còn nặng hơn nhiều, qua, hắn mở miệng phun ra ngụm máu lớn, Khai Hoàng Thiên Đình tầng thứ hai, Tần Mục nhìn lại xung quanh. Đập vào mi mắt hắn chính là đống đổ nát vô tận, tường thành cung điện sụp đổ, trên bầu trời thành bay bị tàn phá, sơn hà tan hoang, cùng với thi thể xương cốt ở khắp nơi trên mặt đất, núi lớn phía xa đều không trọn vẹn, từng ngọn núi giống như là cây ngô bị gặm không biết bao nhiêu miếng, ngay cả tâm cũng bị gặm rơi một khối lớn, lung lay sắp đổ, mặt đất tách ra, khắp nơi đều là núi lửa và nham thạch nóng chảy. Sông lớn là máu chảy xuôi ở trên đại lục, ở đây máu lại từng dòng sông nham thạch lớn nóng chảy. Trên bầu trời có mảnh vụn ngôi sao kỳ lạ cổ quái và đám mây với hình thù kỳ quái, những đám mây đó chắc là dấu vết thần thông lưu lại. Tần Mục đạp dẫm lên mặt đất, đất đai ở đây đã hoàn toàn cứng đờ, không trồng ra được bất kỳ thực vật nào. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn khó có thể quên được, rất nhiều xương người bị gió cuốn biến thành một đám xương trắng héo, lăn lông lốc qua trước mặt hắn. Tiếp theo, lại thật nhiều cái đầu xương trắng lớn bị gió cuồng loạn thổi lăn xung quanh phía trước hắn. Đợi đến khi gió ngừng, những xương trắng kia lúc này mới rơi lả tả xuống, trải rác đầy đất. Sau đó, từ trong những xương trắng kia xuất hiện từng tàn hồn giống như là ma trơi phiêu đảng, bay tới bay lui. Mơ hồ có thể nhìn thấy được gương mặt của rất nhiều sinh linh, chỉ có điều thân thể đều đổ nát, cục tay cục chân. Đợi đến khi gió nổi lên, tàn hồn ma trơi đang bay trên không trung vội vàng chui vào trong xương trắng. Những bộ xương khô này nhanh chân chạy như điên, nỗ lực tránh cuồng phong nhưng chạy thì chạy. Bọn họ vẫn bị cuồng phong thổi tới lập tức lộn nhào, vì vậy lại có thật nhiều xương trắng tay cặp tay cùng một chỗ, xây thành từng quả cầu xương trắng, bị gió thổi lăn. Loại cảnh tượng kỳ quái như vậy, Tần Mục trước đây chưa từng gặp, mới nghe lần đầu. Những tàn hồn này chắc là hồn phách của những sinh linh đã chết vì tai họa, bởi vì không trọn vẹn không được đầy đủ nên U Đô không thu bọn họ, mặc cho bọn họ bồng bềnh trên đời. Tần Mục thầm nghĩ, bọn họ không có chỗ dựa vào, bởi vậy phải chui vào trong hài cốt. Chỉ có chui vào trong thi thể xương cốt, bọn họ mới có thể cảm giác được mình còn sống. Ta đại khái là sắp chết rồi. Phía sau hắn, đế thích thiên vương Phật hơi thở mong manh, chán nản nói. Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du có bản lĩnh rất cao, nàng đánh một khúc nhạc, đủ để lấy tính mạng của ta, ta cảm thấy ta sắp chết. Tần Tiểu Hữu, đoạn đường phía sau bản thân ngươi phải tự đi thôi. Được, Tần Mục thoải mái nói, sau khi ngươi chết, ta chôn ngươi xong lại ra đi. Vương Phật muốn hỏa táng hay thổ táng? Đế thích thiên vương Phật trợn tròn hai mắt, cả giận nói, ta còn chưa có chết, ngươi lại nghĩ tới chuyện hỏa táng hay thổ táng sao? Tần Mục cười nói, tuy rằng thời gian ta tu luyện đế thích thiên vương kinh không dài nhưng biết rõ môn công pháp này cường đại, thân thể nguyên thần đều tuyệt đỉnh, kim cương bất hoại, mặc dù không bằng công pháp đế tọa nhưng không chênh lệch nhiều. Vương Phật tu luyện nhiều năm như vậy, sao lại bị một khúc nhạc loại bỏ được? Đế thích thiên vương Phật chớp chớp mắt, sắc mặt thảm hại nói, ta vì bảo vệ ngươi, không thể không cứng rắn chống lại tiếng đàn của Xích Đế Tề Hạ Du, đã bị chấn đoạn sức sống. Thần thông của Xích Đế Tề Hạ Du vượt qua không gian truy kích đến,
trước tiên phải tiêu diệt năng lượng di chuyển. Thần thông của nó đã bị năng lượng kia hủy diệt gần nửa, Tần Mục phân tích nói, bởi vậy vương Phật đối kháng là một nửa uy năng kia. Uy năng này còn chưa đủ để lấy tính mạng của vương Phật đi, hơn nữa, ta từng nghe nói về từ khúc của Xích Đế, là một khúc nhạc rất nổi danh. Tên khúc nhạc này là Phượng Cầu Hoàng, Đế Thích Thiên vương Phật tiếp tục chớp mắt, hữu khí vô lực nói, cái gì mà Phượng Cầu Hoàng? Chưa có nghe nói qua, có một mỹ nhân này vừa nhìn đã không quên. Một ngày không gặp, nhớ như điên. Phượng bay lượn này, bốn biển cầu hoàng. Tiếc rằng, gia nhân này không ở tường phía đông, lấy đàn thay lời, trò chuyện tâm sự. Ngày nào mới có thể nhìn thấy, an ủi nỗi nhớ mong của ta, Tần Mục cao giọng ngâm một khúc, tay di chuyển trên không trung. Tuy rằng dưới tay không đàn không dây nhưng nguyên khí của hắn lại hóa thành đàn, chớp động, phát ra tiếng đàn, cùng với khúc đàn Xích Đế Tề Hạ Du đuổi giết bọn họ đúng là một làn điệu. Thiếu niên vừa đánh đàn, vừa cao giọng ngâm, hành vi rất phóng đãng, làm sao có thể thành uyên ương, ngoài hồ chim cùng bay lượn. Phượng hoàng theo ta, nâng đuôi vĩnh viễn làm phi, giao tình thông ý tâm hài hòa, trong dạ tương tư người có biết. Hai cánh đều tung lên, bay cao, không nhớ tới ta khiến ta buồn. Âm thanh của khúc đàn cuối xung quanh hai người, thật lâu không dứt. Tiếng đàn và tiếng ngâm sướng của hắn thu hút rất nhiều bộ xương khô đi tới, một đám bộ xương khô chạy tới vây xung quanh bọn họ, nghiêng đầu lắng nghe, còn có vài bộ xương khô khoa chân múa tay, là nhạc đệm cho hắn. Tần Mục tản đi nguyên khí, nói, Phượng Cầu Hoàng là nam nhân viết cho nữ nhân, từ khúc trong đó hàm nghĩa là nam tử khuyên bảo nữ tử, muốn cùng nữ tử bỏ trốn. Bọn họ từ trước từng có giao tình. Nam tử muốn cho nữ tử cảm động và nhớ nhung phần ân tình này, bỏ xuống tất cả, hai người giang cánh cùng bay. Đế Thích Thiên vương Phật im lặng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, vỗ nhẹ vào bùn đất trên người, vẫy tay xua một đám bộ xương khô nghe lén đi, nhìn cái gì vậy? Có cái gì hay mà nhìn? Bỏ đi bỏ đi. Tần Tiểu Hữu, Khai Hoàng Thiên Đình có tất cả 33 tầng chư thiên. Thái Hoàng Thiên là tầng thứ nhất, tầng thứ hai chính là ở đây, là Thái Minh Thiên. 33 tầng trời thật ra là thông với nhau. Chúng ta đến Thái Minh Thiên lại cách Thái Hoàng Thiên không xa, Tần Mục tiếp tục nói, ta từng theo Gia Gia Điết trong thôn chúng ta học qua bài từ khúc này. Gia Gia Điết là người có học vấn số 1 số 2 trong thôn chúng ta, hắn dạy ta kiên quyết không có sai, chỉ có điều Xích Đế Tề Hạ Du hẳn là một nữ tử. Từ khúc này lại là do nam tử soạn, nàng tới gãy đàn, lại có chút kỳ quái, hơn nữa trong từ khúc này cả nàng rõ ràng có u oán. Hình như không phải dùng để giết người, mà dùng để châm chọc người soạn thơ. Thương thế trên người Đế Thích Thiên Vương Phật dường như đột nhiên khỏi hẳn, bàn chân bước đi về phía trước, nói, từ Thái Minh Thiên đi lên nữa, chính là Thanh Minh Thiên đi lên nữa chính là Huyền Thai Thiên, năm đó ở đây phồn hoa đến cực điểm. Những bộ xương khô này bị hắn xua đi, lại giống như là một đám dê hiếu kỳ xông tới. Tần Mục tiếp tục nói, nữ tử tới đàn khúc nhạc này, hơn nữa còn là châm chọc người viết thơ. Như vậy Xích Đế Tề Hạ Du muốn châm chọc là, Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên xoay người lại, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng im lặng, những bộ xương khô này cũng vội vàng xôn xao chạy mất. Đế Thích Thiên Vương Phật hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi về phía trước, cả giận nói, ta tứ đại giai không, cái gì cũng buông xuống, chuyện lúc trước không cần nhắc lại, ta sớm đã để xuống, là nàng không bỏ xuống được mà thôi, dây dưa không ngừng, nhân lúc ta gặp hạn lại tới giết ta. Trách ta sao? Tần Mục mỉm cười, đi theo sau lưng hắn nghe. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh nói, rõ ràng là nàng đầu óc nhỏ mọn, không oán ta được. Ta năm đó chưa có tiến vào không môn, từng có khoảng 5 tháng thanh xuân như vậy, cho rằng có thể cùng nàng thân mật, không để ý tới tranh đấu giữa thiên đình cùng Khai Hoàng Thiên Đình. Tiếc rằng nàng không bỏ được quyền vị của mình, không muốn đi cùng ta. Sau đó, ở trên chiến trường gặp lại, nàng giết không biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của ta, thủ đoạn độc ác. Ta mới cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, Tần Mục xua đi những đám xương khô đầy lòng hiếu kỳ đang vây quanh. Đế Thích Thiên Vương Phật than thở, lần này sở dĩ thiên đình phản ứng với tốc độ nhanh như vậy, lại là bởi vì nàng vẫn ghi hận ta, tưởng ta phản bội nàng. Vừa rồi thần thông của nàng nếu như giết ta, ngược lại cũng thôi, ta chết, nàng lại không đuổi theo nữa. Nhưng nàng không có giết ta, nói rõ nàng nhất định sẽ đuổi qua, tốc độ của nàng thiên hạ vô song, ta dẫn theo ngươi không chạy thoát được đâu. Cho nên ta giả vờ thương thế quá nặng, để cho một mình ngươi rời đi. Ngươi lại hết lần này tới lần khác vạch trần ta. Tần Tiểu Hữu, quá thông minh cũng không tốt. Tần Mục im lặng một lát, nói, ngươi không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Xích Đế sao? Đế Thích Thiên Vương Phật lắc đầu, nói, thuyền của nàng có thể xuyên qua đại thế giới,
không bị tường bao quanh ngăn cản, ưu thế tốc độ của nàng là đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể thoát khỏi. Ta chuẩn bị đi ngược về phía trước, đi qua 33 tầng của Khai Hoàng, đi vào trong đó tránh né. Nàng tìm không được ta, lại sẽ lui lại, ta không thể dẫn theo ngươi, dẫn theo ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có vài con thuyền có thể xuyên qua các thế giới. Tần Mục cũng đã gặp loại thuyền này, ví dụ như hai thuyền bỉ ngạn của Thiên Công thần tộc, còn có chính là chiếc thuyền của phụ thân hắn Tần Hán Trân kia, cũng từ thế giới kia lái vào trên không trung đại khư. Tề Hạ Du làm Nam Thiên Xích Đế, nắm giữ thuyền như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Tần Mục lặng lẽ gật đầu, nói, dẫn theo ta cũng sẽ liên lụy ngươi. Vương Phật, lúc này lại từ biệt, Đế Thích Thiên Vương Phật khẽ gật đầu, nói, nàng rất nhanh sẽ chạy tới nơi này, ta nhất định phải cùng ngươi tách ra. Ngươi có biện pháp trở lại Thái Hoàng Thiên sao? Tần Mục cười nói, cùng lắm thì lại xây một tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Ngươi không cần lo lắng về ta, ta lo lắng cho bản thân ngươi hơn. Tốc độ của Đế Thích Thiên Vương Phật nhanh hơn, giơ tay lên chỉ về phía đông, âm thanh theo người hắn đi xa, ngươi đi về phía bên kia, chắc hẳn là có thể tìm được đường đi tới Thái Hoàng Thiên. Thân hình của hắn nhanh chóng đi xa, dần dần biến mất. Tần Mục mở hai mắt, cảm giác được thị lực của mình khôi phục một ít, lại dán lá liễu vàng lên con mắt thứ ba. Để lộ con mắt thứ ba, hắn lại không dám phát động phách thể tam đan công, bởi vậy bình thường vẫn dán lên thì tốt hơn. Hắn đi về phía đông. Ở đây hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy được sinh linh còn sống nào, chỉ có từng nhóm quả cầu xương trắng bị gió thổi chạy tán loạn khắp nơi. Khi gió dừng, những bộ xương kỳ quái đó lại giống như là những con dê hiếu kỳ đi theo hắn. Có bộ xương khô gan lớn còn xoa xoa xiêm y của hắn, nhéo nhéo gương mặt của hắn. Tần Mục không để ý tới những vong linh này, vẫn tiến về phía đông. Đột nhiên, hắn nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng đàn, đó là từ khúc Phượng Cầu Hoàng, tuy rằng rõ ràng là làn điệu cầu yêu, nhưng lại ẩn chứa sự ưu thương và hận ý. Bầu trời u ám đột nhiên trở nên sáng lên, một chiếc lâu thuyền mọc đôi cánh Phượng Hoàng từ trong thế giới kia đi tới, xuất hiện ở trên bầu trời của Thái Minh Thiên. Tiếng đàn bắt đầu từ chiếc lâu thuyền này truyền tới, Tần Mục nghe đến nhập thần. Lúc này một sóng tinh thần đáng sợ cuốn tới, quét ngang bốn phương tám hướng, dọc theo mặt đất cả Thái Minh Thiên tràn ra, giống như là thủy triều thẩm thấu Thái Minh Thiên. Khi sóng tinh thần này đảo qua thân thể của Tần Mục, thoáng dừng lại một chút, sau đó lại ngập ngừng không có đi qua, vẫn chưa xuống tay với Tần Mục. Chiếc thuyền kia vỗ đôi cánh Phượng Hoàng, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp, không có đuổi theo về phía Tần Mục mà đuổi theo về phía Đế Thích Thiên Vương Phật rời đi. Xích Đế Tề Hạ Du căn bản không để bụng đối với chuyện bắt Tần Mục. Nàng chỉ có hứng thú đối với Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật cùng nàng từng có chuyện cũ gì? Có thể, bọn họ là nhân vật chính trong câu chuyện. Tần Mục nhìn theo lâu thuyền đi xa, yên lòng, hắn vừa đánh bóng công pháp, vừa tiếp tục tiến về phía đông. Phía sau hắn hiện ra ma đạo thần tàn, nỗ lực cùng thất tinh thần tàn cùng lục hợp thần tàn hòa làm một thể. Đi không biết bao lâu, vẫn không có nhìn thấy được điểm cuối Thái Minh Thiên. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy có một tòa thần thành hoa lệ gây sự chú ý sừng sững ở trong đó. Trong thần thành, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Còn có từng vị thần ma đứng ở chỗ cao, cảnh giác nhìn bốn phía, thân thể của Tần Mục thoáng chấn động, quan sát khắp nơi. Chỉ thấy Thái Minh Thiên đổ nát biến mất, thay vào đó là Thái Minh Thiên chưa bị hủy bởi chiến hỏa. Tần Mục quan sát xung quanh, trong đầu vang lên những tiếng ầm ầm, những dãy núi sụp đổ đó một lần nữa đứng lên, thần thành bị hủy diệt cũng lại một lần nữa xuất hiện, ngăn nắp giống như mới. Từ trên địa lý nơi này lại thấy được, địa lý ở đây không ngờ giống hệt với một bức địa lý Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư lưu lại, mà bức địa lý đồ đánh dấu chính là thần thành này. Đại sư huynh là người ở thời đại Khai Hoàng sau khi chấm dứt, hắn không có khả năng vẽ ra địa lý khi thời đại Khai Hoàng chưa hủy diệt, cũng không có khả năng vẽ ra thần thành đã không tồn tại, không thích hợp, chỗ này có gì đó không đúng. Trong đầu Tần Mục hoàn toàn hỗn loạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.